áo lót trắng này đẹp ghê cả. Nhìn như cái năm 198 mấy. Đẹp đấy không? Giờ cái điện thoại bèo ấy, giờ có tiền mua cho mẹ cái iPhone 13 đi. Nó ra iPhone 13 rồi đó. Ngồi. Góp tiền ngồi. Mai mốt cho tiền, góp tiền, bé nó đang góp tiền đó. Mua thôi. Ai kêu mua? 7 người câu vậy đó. Chia sẻ. Rồi hello mọi người nha. Rồi share like đi mọi người ơi. Rồi tặng nha mọi người nha. Cũng như thường ngày nha mọi người nha. Tặng nha mọi người nha. Tặng hôm nay bán không lợi nhuận. Hôm nay là vui bán cho mọi người không lợi nhuận nha. Không lợi nhuận nha mọi người nha. Không lợi nhuận. Đầu like là tặng nha. Đầu like là tặng hết nha. Hôm nay đầu like mình tặng hết đồ nam, đồ thể, quần thể thao cho bé đi học. Rồi quần đi tay đi học cho bé luôn nha. Rồi hello mọi người thấy mình mọi người share like nha mọi người nha. Share like chấm chấm. Rồi ai thấy mình chấm bài xe like đi. Mới đang ấy cái nè khang tiếng nữa nè. Rồi đúng rồi thả tim thả like mọi người ơi. Rồi chấm bài đi nha các tình yêu nha. Rồi ok nha. Rồi tặng cái này siêu đẹp luôn mọi người, đẹp lắm. Bảo đảm với mọi người luôn, hiền luôn. Xịn nha. Xịn luôn nha mọi người. Áo nam nha, thun nam, trắng thun nam, siêu đẹp luôn. Rồi tặng đầu like các tình yêu 9k. Cái này là tặng nha mọi người, không hề bán nha. Tặng nha mọi người nha, nên nhớ là tặng ha. Rồi nhanh tay bạn nào share like hiện logo chia sẻ nên mình tặng nha. Tặng cái điều 9k thôi, bao đẹp, bao xịn, bao chất cho mọi người luôn ha. Bao chất xịn sò cho các tình yêu luôn. Rồi hôm nay khai trương lại tặng luôn 9k nha mọi người nha. Rồi tắt tên bạn bè vô đi mọi người ơi. Bữa nay em có cái áo tung. Có nha Nguyệt Đoàn nha, hôm nay em chốt cái gì chốt thêm đi rồi chị à, đi đơn luôn nha Nguyệt Đoàn nha. Rồi tặng với giá 9k, ưu tiên bạn nào xây la 2 lần lên trang cá nhân. Và mọi người có nhóm mọi người xây vô nhóm nha, ít nhất 10 hội nhóm mình tặng 9k nha. Cái này mà bao chất xịn cho mọi người luôn nha, thun nam nha. Cái này là thun nam nha mọi người nha, thun nam xịn cực kỳ luôn, cô tông 100% nha. Rất là xịn luôn, đường may mũi chỉ nè, rất là đẹp nha, hàng xốp nha mọi người nha. Áo này áo trắng, mình bận lót được mà mình bận bình thường được nha. Rồi áp dụng cho bạn nào xe 2 lần trang cá nhân và 10 hội nhóm mình sẽ tặng 9k rất là nhiều. Cái này một cặp này 10 con này nhưng mà còn nhiều lắm, cái này nhiều lắm. Chỉ cần xe đủ lượt xe là mình sẽ tặng hết cho mọi người nha. Hậu Quỳnh nhảy qua kia nhảy qua đây. Chia sẻ. Chào thấy đúng rồi, chia sẻ đi giờ chị mới thấy nha. Chia sẻ cho thầy đi hả? Chia sẻ đi mọi người ơi. Em vừa nhận cục hàng sang xịn mịn mê lắm chị. Rồi cảm ơn Vi Huyền nha, cảm ơn em nhiều. Đó mọi người ơi, chưa dở mình lên like mà nghe thấy một cái nha, cái comment như vậy là hả, là thấy sung sướng cuộc đời rồi đó. Rất là sung sướng rồi ha. Rồi 9k nhanh tay ngay vào liền giùm mình nha. Rồi xe like đủ lượt nha. Kiểm tra cho nó thử hai ái thử là nó hiệu lực xin hết chưa. Chờ chút xíu nha mọi người nha, kiểm tra lượt xe rồi like luôn nha. Cái nào cũng được hết trơn á cưng ơi. Cái nào cũng được. Rồi đang tải lượt xe nha mọi người nha. Mọi người cứ xe like đi nha. Nhiều lắm, hôm nay tặng rất là nhiều mẫu luôn á. Đẹp không mà đồ nam nha mọi người, áo nam. Áo này nó dễ bận lắm, từ khoảng 50. Cái này từ khoảng 50 cho tới 70-75kg là bận vừa luôn cái con này nha. Tới 70-75kg là vừa con này, mình tặng 9k thôi nha mọi người nha. Tặng 9k cho mọi người ha. Rồi nhanh tay chờ chút xíu nha. Mình tải lượt chia sẻ rồi ok nè. Thái Long gì? Nguyên Long là xe chính hội nhóm nè. Rồi Lina Nguyễn là 3 lần trang cá nhân xe hội nhóm đi like. Lina Nguyễn ơi, cách quen không nè. Rồi xe hội nhóm như mình nha mọi người nha. Hôm nay tặng quần thể thao, tặng nói chung là nhiều lắm. Hôm nay đầu la mình sẽ tặng đồ nam cho mọi người ha. Đồ nam rất là đẹp nha mọi người nha, rất là đẹp. Nhanh tay chấm bài xe like giúp mình nha mọi người nha. Do biết sao, do like cái này là like trái giờ. Mai mốt mình sắp xếp thời gian mình cũng sẽ like 2 buổi cho mọi người ha.
Mình tranh thủ buổi sáng mình lấy hàng buổi sáng, mình làm việc buổi sáng, còn buổi trưa trưa với tối tối là mình sẽ like nha. Thế thì Tu Vân thằng 9K ok nha, ok chờ chút xíu. Ok chờ chút xíu nha. Trời quên. Quên ấy nè. Tiền sao ông cu á. Đang like mà quên nó không gọi nhà. Có ai có điện thoại cô không? Sao nó chỉ nhắn lúc nào nó báo vào like, nó nhắn hai lần. Con đặt luôn một cái comment này là sao? Rồi ok nè, ok nè, vô nè mọi người ơi, vô. Vô đi mọi người ơi, vô nhanh lẹ nè để nhận quà nè. Cái comment ít quá nè mọi người nè. Rồi có thứ bao nhiêu lượt xe rồi tặng lần lượt nha. Rồi một cái máy đó mở lên đi. Ai xe like đủ rồi là đọc tên luôn nè, đọc tên để tặng 9K luôn. Sao xe gì mà không đủ lượt gì trơn vậy trời. Vừa có mấy lượt xe vàng sao tặng mọi người ơi. Vừa có mấy lượt xe vàng sao tặng. Trở lại rồi. Ủa? Nè mọi người nè, nhìn có mấy lượt xe vàng sao tặng. Rồi xe like giúp mình đi mọi người. Xe like nha, hôm nay là tặng không lợi nhuận nha. Tặng hết xả hết cho mọi người nha, yên tâm ha. Ai mua hàng bên mình lâu năm rồi là biết nha. Tặng hết cho mọi người luôn. Rồi với điều kiện là mọi người phải xe like cho mình nha. Rồi đọc đi coi kiểm tra trên đó, trên hệ thống hay đọc đại đi xe. Ủa sao không thấy ai hiện logo chia sẻ luôn trời. Kỳ vậy? Không chia sẻ được hay sao mọi người ơi, thôi like nha. Không chia sẻ được hả mọi người ơi, comment giùm mình với. Sao ít người xem quá nè. Rồi xịn nghe luôn á. Chia sẻ trong nhóm được nhưng mà cá nhân không được. Kỳ vậy? Rồi kêu 9K giùm mình nè. Coi thử kiểm tra được bao nhiêu lượt xe trên đó rồi. Ai xe like để đọc luôn nè. Chờ xíu nha. Hệ thống máy nó đang ép hai máy vô cho nó dễ á. Do một cái Facebook này mình like hai cái Facebook á. Thành nên là để chờ chút xíu nha mọi người nha. Nói chung là mình tặng hết, chờ đi xíu nha. 9.000 không bao giờ đâu có giá mà nó rẻ kinh khủng khiếp như vậy ha mọi người ha. Ok chưa? Chờ 2 giây nữa mọi người ơi, chờ 2 phút nữa nha mọi người nha. Thông cảm với mình nha. Thông cảm chờ 2 phút giùm mình nha mọi người nha. Thông cảm mình chút xíu ha mọi người ha. Chờ tí xíu nữa đi, đang coi cái hệ thống máy vi tính. Nó sàn cái lượt xe ra đó, lượt chia sẻ của mọi người ra đó. Rồi ok là mình đọc tên luôn nha mọi người, đọc tên luôn, hôm nay nhiều lắm. Rồi là chắc có thể là khả năng là tối mình sẽ cắt một bao hàng bơm nữa mình tặng luôn cho mọi người nha. Chị like Shopee là đông liền hi hi. Tối like Shopee nha, buổi tối đi. Rồi cảm ơn Dung Dung nha, thank you Dung Dung nha. Cảm ơn Dung Dung. Rồi tí xíu nha, tí xíu. Rồi được chưa? Nó đang bị lỗi cái phần mềm hệ thống, mình chờ mình chút xíu nha mọi người. Rồi xuống hết trơn rồi. Đang lên đông rồi xuống hết, nhưng mà mọi người cố gắng chờ chút xíu nha, thông cảm như mình đang kiểm tra hệ thống máy vi tính á. Nó bị lỗi phần mềm gì á. Nên là chờ xíu nó ấy ra nó mới in đơn ra được. Rồi, thấy mọi người hết nha. Lâm Lâm Nguyên xe 11 hội nhóm nè. Rồi, như vậy, Huỳnh Thanh xe 2 lần trang cá nhân 5 hội nhóm. Hồng Vân là 2 lần trang cá nhân 4 hội nhóm. Nguyễn Hoàng là 5 lần lên hội trên trang cá nhân và 1 hội nhóm. Lina là 3 lần lên trang cá nhân. Ngô Thị Mến là 2 lần lên trên hội nhóm. Dung Dung là 1 hội nhóm. Nguyệt Đoàn là 1 hội nhóm. Rồi, ok nha. Rồi, chờ xíu mình sẽ tặng hết, yên tâm. Yên tâm nha mọi người nha. Mọi người trong giây phút chờ đợi, mọi người cứ share like cho mình chút xíu. Chờ xíu, đang trục trặc cái hệ thống mới vi tính thôi, chứ là đáng lẽ là mình tặng luôn á. Nhưng mà cái lượt ấy nó chưa có ra build được. Chờ tí xíu, nó đang bị lỗi hệ thống. Chờ xíu nha mọi người nha, thông cảm giùm mình ha. Nhiều lắm, đồ nam đồ nữ luôn, tặng hết sẵn hết cho mọi người luôn. Rồi được chưa? Không được.
Trang khác nhau gì? Kỳ vậy? Nói này nói làm trước đi em chịu. Phải bật like là mới làm. Này bật like ấy thôi. Tối nay mình lên hàng bơm nha mọi người nha. Tối nay lên hàng bơm luôn, khui bao luôn, đập hộp luôn nha mọi người nha. Hàng bơm khui bao đập hộp, tối nay sẽ tặng cho mọi người một bao nữa ha. Cứ một lần mình tặng cho mọi người một bao nha. Bất ngờ cho mọi người. Không xóa thì một cái rồi cái kỹ thuật đó mà. Cũng mới rồi. Do bữa nay chỉ mà thằng Bo chưa rõ hay sao á. E2 ấy đó. E2 mấy á. Sao tắt vẫn đang live bình thường mà. Rồi xong. Thằng Bo nó bấm vô cái gì trời. Bấm vô gì đâu. Sao? Mọi người ơi, có ai thấy không mọi người? Cái máy này nó bị đứng rồi sao nè. Mọi người ơi, ai thấy comment mà thấy giùm mình nha mọi người nha. Ai đang thấy mình thì comment mà thấy giùm mình nha. Có căng nha Ngọc Diệu nha, có căng nha. Có ai thấy comment mà thấy giùm mình với mọi người ơi, sao nó bị sao á? Có ai thấy không mọi người? Được mà. Thoát ra vô lại. Sao bị đứng như trời. Nè cái thanh hình nè. Thấy chị ơi nè. Thấy mà. Rồi bên máy này cũng vẫn thấy mà. My cũng thấy hết trơn nè. Rồi hello mọi người nha. Chào tất cả mọi người ha. Rồi hôm nay gặp lại mọi người rất là vui luôn. Rồi bỏ một cái bình thường đây. Cái kia chút nữa tính sao đi. Chút nữa coi kiểm tra sao chứ bây giờ cứ dày nó mất thời gian của ta. Rồi chốt người ta đi. Cái máy của Hải không à. Ừ. Vậy thôi mẹ, chốt thôi mẹ. Rồi mở một cái máy lên đi nha, một cái ra tay nha, cầm một cái bút lông đi. Ngươi ra tay đi. Ngươi tay biết ngỏ không? Ừ. Trời ơi, mà anh kêu biết hai mấy cái không được rút cuộc vậy. Phải gọi hỏi nó rồi ok nè. Rồi bây giờ là chốt máy này trước nè. Rồi tặng cho Hồng Vân nè. Ok Hồng Vân lên đơn tặng 9k nè cưng ơi. Hồng Vân lên đơn tặng 9k tặng cho Hồng Vân nè. Đọc lần lượt nha mọi người nha. Do hai máy đặt lần lượt nha. Mình đọc lần lượt nha. Hồng Vân lên đơn tặng 9k giùm chị nè. Hồng Vân nè. Nguyên Nguyên Lâm lên đơn tặng 9k nè. Rồi Nguyên Nguyên Lâm lên đơn tặng 9k nè. Rồi ok Nguyên Nguyên Lâm. Rồi ok Nguyễn Sâm nè. Lên đơn tặng 9k nè. Rồi Hồng Vân ok tặng 9k cái máy đó cho Hồng Vân á. Rồi thấy Phương Điểm nha. Rồi ok Hồng Vân nè. Rồi cho Nguyễn Sâm nè. Ok nè. Rồi bạn nào chưa xe đủ lượt nhanh tay xe đủ lượt xe để nhận quà nha. Đủ lượt xe để nhận quà ha. Rồi lấy một cái ca bút lông đi để ghi đi. Đọc cái bên máy bên này ghi đi. Đưa một cái đưa đây đi. Máy bên này đưa đây đưa đọc comment luôn đi. Quả đẹp lắm hàng tớp mà. Quả đẹp. Trời ơi, đặt trên kia như mọi bên kia đường hả? Nguyên Nguyên Long. Rồi nhanh đi Boy ơi, hết giờ rồi. Bởi giờ cái này chuẩn bị trước không chịu chuẩn bị trước gì trơn á. Bật like nè, em nói bật like tự làm. Rồi đưa cái máy đây đọc comment đây. Đưa cái iPhone nhỏ đây. Đưa ai đọc comment cái này cái. Ủa cái này vô T-Bot chưa Boy? Ngủ dậy giờ đọc sao? Trời đất ơi. Đọc luôn trực tiếp lên hình vậy luôn hả? Hả Boy? Trời đất ơi. Con nó nhiều công việc lắm, sao có gì đâu. Còn T-Bot này kia, hỏi nó giờ like thế mấy đầu lòng. Trời ơi, rồi ok nè, rồi bây giờ bên máy nè, ai lên đơn nè, bên máy máy cũ mình ai lên đơn nè, comment tặng 9k đi, bên này chia sẻ chưa đủ nè, còn ép bây giờ cái máy bên này qua bên này luôn nè Boy, dán bên này qua bên này nè. Rồi ok cho Thanh Huỳnh nè, rồi Thanh Huỳnh lên nè.
Thanh Huỳnh tặng 9k cho Thanh Huỳnh nè. Thanh Huỳnh lên đây, ai đủ mình mới tặng nha. Ai đủ lượt xe mới tặng nha mọi người nha. 9.000 nó rẻ kinh khủng khiếp luôn. Rồi cho Lê Thị Thu Vân đi nè. Rồi lấy cái cây bút lông này, cái này là Lê Thị Thu Vân ra được nè. Cho Lê Thị Thu Vân. Thu Vân. Người Thu Vân để ra cái số điện thoại của Thu Vân luôn đây. Rồi ép cho sao ra được cái số điện thoại Thu Vân với My Nguyễn thôi nè. Giờ sao ra được cái số điện thoại của Thu Vân, My Nguyễn thôi. Không không, Thanh Vân này là có đơn. Thanh Huỳnh chứ đâu phải Thanh Vân. Không không, cái đó có Thanh Huỳnh khỏi phải ấy. Rồi Huỳnh Gia Hân lên luôn nè. Rồi tặng luôn cho Huỳnh Gia Hân nha. Thanh Vân nè, Huỳnh Thanh với Hành Thanh với Huỳnh Gia Hân. Huỳnh Gia Hân tặng comment tặng 9k chị đi Huỳnh Gia Hân ơi. Coi thử kiểm tra là boy làm phụ cái này đi để tùm lum hết nè. Lấy bút lông. Đang tùm lum ấy là do là cái hệ thống máy vi tính, mọi người thông cảm với mình nha. Rồi ok nè. Rồi bạn nào chưa đủ thì nhanh tay xe đủ lượt mình mới tặng nha. Rồi cái Dung Dung xe chị hai lần trang cá nhân đi Dung Dung ơi, tặng luôn cho Dung Dung nha. Hai lần trang cá nhân đi Dung Dung ơi. Thấy Như Quỳnh nha, nhưng mà Như Quỳnh chưa xe đủ nè em ơi. Xe chưa đủ nha. Như Quỳnh chưa xe đủ mà Nguyễn Hoàng xe toàn trang cá nhân không hết nha, xe hội nhóm nè. Dung Dung thấy xấu hội nhóm rồi chưa có trang cá nhân nè, rồi cho Huỳnh Gia Hân nè. Ok Huỳnh Gia Hân. Huỳnh Gia Hân. Huỳnh Gia Hân có đơn á. Những cái nào mà chị đọc á. Đó mà view vô. Rồi bây giờ đọc cái bên này đi, bên này tặng cho ai nè. Bên này là để chút xíu nữa lấy số điện thoại sao lên trên áp lấy số điện thoại nè. Bên này để tặng cho em chia sẻ như rồi. Ok tặng cho My Nguyễn nè. Rồi ghi My Nguyễn đây, lấy bút lông đây voi. Bút lông cầm cho một tờ giờ ấy luôn. Ghi đó ghi được không? Rồi cho My Nguyễn ok. Rồi cho My Nguyễn. Voi đọc một cái này đi voi ơi. Đọc comment này đi chứ hai comment đọc không hết đâu, không được đâu. My Nguyễn thôi. Rồi từ từ nha, Nguyệt Đoàn xe mấy lần rồi nè cưng ơi. Bạn nào xe bao nhiêu lần comment cho mình với nha. Hello, tìm lại bầu trời thấy rồi nè. Rồi cho ai nữa nè. Cho Lê Thị Thu Vân một con đây nè. Lê Thị Thu Vân. Ok Lê Thị Thu Vân ha. Lê Thị Thu Vân. Rồi còn ai xe bao nhiêu lần nữa comment bao nhiêu lần xe lên giùm mình luôn, mình đọc tên luôn này nè. Có thử để người ta comment bao nhiêu lượt xe đi. Rồi tặng hết cái này đi rồi qua mẫu khác nha. Rồi để coi kiểm tra trên này nữa thử là bao nhiêu lượt xe nữa tặng luôn bên này luôn. Rồi cái này có Như Quỳnh được 3 lần trang cá nhân 4 hội nhóm nè. Như Quỳnh thỉnh thoảng xe vô hội nhóm đi chút xíu nên chị tặng thêm nha. Cái này là cái cọc này tới mười mấy cái rồi nha. Ồ cái cọc này 15 con rồi nha. Còn mấy con nè, ai nhanh tay đi nè. Nhanh tay rồi tặng luôn quần thể thao cho bé đi học nè, quần xịn nha. Quần thể thao này, quần thể thao xịn luôn nha mọi người nha. Rồi coi thử còn ai 9k nữa không. Ai 9k xe đủ lượt nữa nè. Ai 9k xe đủ lượt nè, tặng luôn nè. Chị Vân Lê xe like cho em đi chị yêu ơi. Mọi người ơi, nhận hàng tặng xe like giùm mình với nha. Rồi ok, bây giờ mình tặng cái này nè nha. Rồi tặng cái Như Quỳnh luôn đi. Rồi ok, tặng Như Quỳnh con 9k luôn. Ok Như Quỳnh nè, Như Quỳnh comment tặng 9k chị đi. Như Quỳnh, rồi ok nè, cho Như Quỳnh nè, con tặng 9k nè. Rồi ok tặng Như Quỳnh rồi nha. Tặng Như Quỳnh rồi ha, coi nhớ đọc comment đây, boy cầm cái máy đó, đọc comment đây nha, ai tặng nè. Rồi thể thao giùm mình nè, thể thao này bao xịn nha mọi người nha. Thể thao này là từ khoảng 40 cho tới 50kg nha. Con này sẽ từ khoảng 40 tới 50kg. Cái này là chất xịn luôn nha mọi người nha. Cái này nhập vô là 70.000 vốn lần á nha. Cái này nhập vô 70.000 vốn nè. Rồi cái này mình tặng cho mọi người với giá là 29k quần thể thao xịn nè. Quần thể thao cho bé đi học quần xịn nha. Nhận quà được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Không phải hàng thiêu xịn như vậy hoàn hàng cho mình nha. Rồi comment thể thao giùm mình. Size này là size từ khoảng 40 cho tới 50kg. Firm rất là đẹp. Mọi người nhận hàng về được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết nha mọi người nha, bao đẹp. Rồi comment mã thể thao giùm mình. 29k thể thao, nó có quần nhỏ nhỏ chút xíu, mấy quần nhỏ mình tặng rẻ hơn. Toàn bộ hàng xịn hết nha, cái này hàng shop nha.
Đây nó có 2XL đây nè mọi người nè. Cái này nó có size 2XL. Rồi Lê Thị Thu Vân nè, cho một con 29k Lê Thị Thu Vân nè. Rồi nó có size to nha, đây vô đó. Rồi 29k ghi 29k nha ca. Cái này ghi 9k vô nè. Ghi 9k vô. Mi Huyền ghi 9k vô. Rồi đó, ghi như vậy đó. Rồi cái này có size to nữa nè. Con size to này mình tặng các tình yêu 35k thôi nha mọi người nha. Con size to này 35k. Đợt trước mình bán tới 55k nè, hôm nay tặng 35k nha. Nếu ai theo dõi biết nè. Con này là cả 100kg nha mọi người, từ khoảng 90 cho tới 100kg. Nếu mà bé nào mà thấp người á, mọi người 80kg mọi người vẫn chốt được nha. Rồi tặng luôn cho các tình yêu con này luôn 35k nè. Rồi cho chị Vân Lê nè 29k, 60kg cho chị Vân Lê, ok nè. Nguyễn Minh, chị có quần đùi 65-85kg không? Có nha Nguyễn Minh ơi, nhiều nha. Chờ xíu, chị lên quần đùi nam luôn nha. Rẻ, siêu rẻ luôn ha. Rồi ai chúc xe to lên xe to 35k thôi nè. Vân Lê, cô thử size vừa vừa bỏ vô ca. Cái đó vô bao đi, lấy bao bỏ vô. Lấy bao bỏ vô hết chứ để vậy là lộn chết luôn á. Cái thể thao ở dưới còn không? Đưa xuống dưới không, lấy thể thao lên giùm đi. Rồi cho chị Vân Lê thể thao 60kg nè. Nhận về không đẹp hoàn tiền nha mọi người nha. Cái này Tân Phú Hải hàng xịn luôn á mọi người ơi, chứ không phải hàng rẻ tiền đâu nha. Rồi 60kg chị Vân Lê, cái này cho thoải mái xịn cực kỳ luôn. Mình đã nói là tặng toàn bộ là mình tặng toàn bộ. Nếu ai đã mua hàng của mình quen rồi là biết nha. Thể thao 35k 60kg. Thể quần, quần 35k. Tên gì? Khánh Đoàn. Rồi cho chị Khánh Đoàn. Tôi giờ sao ra số điện thoại vậy? Lên đọc số điện thoại. Chị Khánh Đoàn thôi. Tôi nói đứng dậy đi lái xuống, lái quần thể thao lên này. Đọc không đọc. Lái gì? Mà phải chụp nó. Rồi cái này có 70 cho tới 80kg luôn nha mọi người nha. Có từ 70 tới 80kg luôn, 35k nha mọi người nha. Con này là 70 cho tới 80kg nè. 70 cho tới 80kg nha. Như Quỳnh, gom nha em ơi, do khách quen gom luôn rồi ngày mai đi đơn luôn nha. Ngày mai đi đơn luôn. Mọi người chốt một máy á, nó dễ. Một người ghi hãy vô để là lộn. Rồi ai chốt xe to chốt nè. Rồi con này dù nha. Ai chốt dù lên dù giùm mình nè. Cái kia là thun, còn đây là dù nha mọi người nha. Con này là dù nè. Ai chốt mã dù lên mã dù. Cái này từ khoảng 60 cho tới cái này size 2XL á. Cái dù này size 2XL nha. Ai chốt 2XL lên 2XL giùm mình tặng luôn 35k dù. Thể thao 35kg cho Ngô Thị Mến nè. Rồi ok cho Ngô Thị Mến, 35kg này chắc vừa ha. Cho Ngô Thị Mến này có đơn rồi đó, coi đó của ai để lộn đó nha. Lừa bao mới đi, bỏ bao này đi, không bỏ vô lại bao cũ đó, bao cũ đó. Rồi ai chúng ta thao xe nhỏ nè mọi người ơi. Con này còn cái xe nhỏ mình đã bị lọt bao ra, nó dơ tí nay xíu, hay nay tặng cái tí điêu ra con này nha. Hàng xịn nha mọi người nha. Mấy con này là hàng xịn nha mọi người. Rồi con này tặng 25k. 25k đi. Rồi tặng luôn 20k đi, giờ tí xíu đây tặng 20k nè. Cái con này có khoảng 20 cho tới 25kg. Này nói chung là từ khoảng 20 tới 25kg nha. 20 cho tới 25kg. Gửi vô đây lấy tờ viết ghi vô đây, chút nữa soạn sao. Rồi ai chút lên đơn giùm mình nè. 20 cho tới 25kg nha mọi người nha. Rồi con này tặng cái điều 20k. Vải cực kỳ xịn nha, 20k. Ủa, những bích hạch có một cái 9k mà. Rồi 20k cho Nguyễn Phan Tuấn Khải. Ba cái 75k cho Hồng Vân, ok. Những bích hạch kêu là chia sẻ không? Đâu, Nguyễn Tuấn Khải có đơn rồi kìa. Cái nào có bill, có bill. Còn cái nào mà không có bill á, bởi vậy. Đọc một bơ, thằng boy đọc á. Nguyễn Phan Tuấn mà. Nguyễn Phan Tướng Khải đó. Rồi 75kg 3 con cho Hồng Vân nè. Ok Hồng Vân nè. Có dù có thun luôn nha Hồng Vân nha. 3 con vừa dù vừa thun nha. Trời xịn lắm, hôm nay sợ lộ nha.
Rồi ok cho mọi người nè, rồi ok cho Hồng Vân nè, ba con cho Hồng Vân nè, nhân 3 vô đây nè. Nhân 3 vô. Bỏ vô một 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 đơn luôn, nhân 3 đi bằng 105 luôn đi ha. 75 kg nhân 3. Không có ghi 75, 3 cái nhân 35 là thành ra 105, chứ 75 kg nhân 3 gì? 75 kg. Thì quần đó là 75 kg ghi ở trên kìa, sao lại nhân 3 được. Ở trên đó đúng rồi, 3 cái nhân 35, 3 quần nhân 35 bằng 105. Nhân 35. Rồi các ai chúc size to 90 100 kg lên đơn nha mọi người nha. Các ai chúc cái này còn một quần 60 kg nữa nè mọi người nè. Còn một quần 60 kg. Rồi em lấy thun hết hả? Rồi ok Hồng Vân lấy thun hết. Rồi cho Hồng Vân thun hết đi. Trời ơi xịn lắm. Nói chung này xịn lắm mọi người ơi, cái này xịn lắm rồi, đây cho Hồng Vân cái này cho thoải mái. Hồng Vân cái thun nữa bỏ cái ấy ra đi. Trời mắc tiền lắm, cái này nếu mà ai nhập sĩ là biết nha. Mọi người ra ngoài đó, cái này là mình đang bán là 120.000 hết nè. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. Ở trên mấy kia nãy giờ không đọc gì hết trơn nhà bôi. Nãy ba mày đọc cái gì đó? Cánh đoàn đó. Cánh đoàn gì tùm lum hết trơn đó sao? Trời chốt kiểu này chết luôn, bật chụp dẫn lờ khờ và chết luôn á. Và hai cái sao online. Kêu đọc comment thì hả, lên cái kia luôn đi để đọc comment luôn bên kia. Đang bị lỗi Vân Lâm nha. Cái gì? Cái Vân Lâm thì thêm một cái thùng hết phải không? Vân Lâm nào? Vân Lâm nào đó. Đọc đơn ra bill mà. Rồi Thế Quân nè, một quần 80 kg cho Thế Quân nè. Ai chốt lên đơn đi chứ không có hàng đâu. Cái này mình bảo đảm mình bao cho mọi người luôn á, xịn lắm luôn á. Nhận hàng mà Adidas như vậy nha, thêu như vậy nha, xịn sò như vậy, nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán không, xịn hoàn hàng về cho mình nha mọi người nha. Rồi đây cho Thế Quân nè. Thế Quân có rồi nè, đọc một cái comment bên kia giùm cái đi trời. Nắm mấy cái trơn rồi. Lấy chị quần 60 kg hai cái luôn nha. Rồi cho chị Khánh Đoàn đi nè. Đọc không chịu đọc comment tùm lum. Đọc chứ còn chính người kêu giỏi. Vô bên đó không ai chốt đơn đó, ta ra hết chứ sao. Rồi 60 kg á chị Khánh Đoàn nè. Ủa cái đơn đó của Hồng Quân ra đây có đơn rồi đó. Thế Quân hả, cái size 85 kg đúng không, bỏ size to đúng không, còn cái kia của ai? Khánh Đoàn đi vô, Khánh Đoàn, Khánh Đoàn 2 cái 60. 3 cái của Hồng Quân đâu, bỏ vô 3 cái luôn chưa. Đủ 3 cái nha, để lộn nha. Rồi một quần size nhỏ nữa nè mọi người ơi. Ai chúc quần size nhỏ luôn, quần size nhỏ nha mọi người ơi. Cái này size số 7 nè. Cái này cũng cỡ khoảng 20-25 kg nha. Này quần xịn luôn á. Rồi tặng luôn 25k nha, toàn bộ xịn hết nha mọi người nha. Nhận hàng cái này hàng loại 1 nha mọi người. Hàng loại 1. Hàng loại 1 đừng nói nói. Khang tiếng lắm luôn rồi nè. Nhỏ ơi. Rồi gì Trần Ly Anh nè. Như Quỳnh, em lấy một cái 80 kg rồi, ok Như Quỳnh nè. Rồi ok cho Như Quỳnh. Rồi Như Quỳnh một cái 80 kg ra đơn đi. Rồi còn ông Long đọc comment đó, ai đọc comment lên thì ghi ra. Rồi cho Trần Ly Anh nè. Trần Ly Anh một cái 60 kg, một cái 70 kg, ok Trần Ly Anh nè. Xịn lắm nha, hai đơn nha Trần Ly Anh. Rồi size nhỏ. Size nhỏ Hồng Hạnh, size nhỏ là size... Cái này size nhỏ là size ấy nè mọi người ơi. Hồi nãy có một cái size S đâu mà. Nguyễn Phan Tấn Khải lấy gì 25k nè. Nguyễn Bích Thạch lấy chị một cái 80 kg cho chị Nguyễn Bích Thạch nè. Rồi size S cho Hồng Hạnh 25k nè. Rồi ông cứ lo trong đó rồi ông đọc ra, ông ghi ra tờ giấy đi rồi chúng nữa soạn sau. Cái tàn không rồi không thấy hả trời. Chỉ có ai bên đây. Đây đây nè một đống này, đâu đâu rồi. Quần đâu. Mấy quần thì từ từ. Rồi ok nha. Rồi ok ha mọi người ha. Đã sẵn xong. Lôi cái nào vậy nè, mà dưới đóng chứ tự nhiên cái này phải quần thể thao đâu, lôi ra vậy nè. Cái đó quần thể thao quần gì? Quần thể thao có 3 cái à, dưới lên lộn xộn. Còn dưới đất á, này ca thấy dưới đất á. Nó có 3 cái đó. Rồi bây giờ mình tặng luôn nha mọi người dạng này nha. Quần thun như vậy mình tặng combo cho mọi người nha, bao chất xịn luôn nha. Cái này là KT xịn luôn, nếu mà ai mà nhận hàng là được quyền kiểm tra hàng.
Nè, cái này Ngọc Phương Trần gì nè, một quần 25k kìa. Đọc cái kiểu gì vậy trời. Ngọc Phương Trần gì, Đạt, Lan Ngọc. Ngọc Phương Trần luôn ở trên đó luôn á, bị ẩn comment hay sao vậy? Không thấy. Ngọc Phương Trần lên số điện thoại đi Ngọc Phương Trần ơi, cái máy bên này nè. Rồi ok, một quần nè, xé cho Ngọc Phương Trần nè. Lan Ngọc 45kg, cho Lan Ngọc lên số điện thoại giùm. Rồi Lan Ngọc lên số điện thoại giùm mình đi Lan Ngọc ơi. Những bạn máy bên này á, lên số điện thoại giùm mình hết nha mọi người nha. Lên số điện thoại giùm mình luôn ha. Rồi Ngọc Phương Trần máy bên này là có số điện thoại rồi. Bây giờ mình tặng quần này quần xịn nha. Cái này mình nói luôn nha, cái này mình tặng combo cho mọi người đi nha. Bao chất bao xịn luôn, rất là nhiều màu. Cái này đã là bữa hôm qua nếu mà ai theo dõi là biết nha. Cái lô này là lô hàng quần đùi bận ở nhà nhưng mà hàng xốp nha. Vải rất là xịn, xịn giả mang luôn nha, xịn cực kỳ. Không xịn mình hoàn tiền cho mọi người luôn nha. Cái này mình bán combo cho mọi người luôn ha. Cái về này thay vì mình bán lẻ thì 35 ngàn một con. Cái này là 35 ngàn một con nhưng mà cái này mình bán combo luôn, 4 quần 100k. Nó đủ caro luôn nha, nó đủ sọc luôn nha, nó xịn giả mang luôn nha. 4 quần 100k giùm mình. Ai chúc mã caro là mã caro, 4 quần 100k kèm số ký nha. 4 quần 100k kèm số ký giúp mình, quá xịn luôn mọi người ơi. Cái này lên số điện thoại rồi nè. Thu Vân 5 quần. À chị Lan Ngọc này là khách cũ. Chị Lan Ngọc khách cũ á, trời ơi đẹp lắm. Ai mà không chốt mấy quần này tiếc cực kỳ luôn á nha. Rồi hôm nay mình tặng luôn cho cái tình yêu luôn. 4 quần có 100k thôi, chất rất là xịn sò nha. Cái này nhập vô á, nói chung là nhập vô là 40 mấy ngàn. Này bán ra là 70 ngàn một con. Bây giờ tặng luôn cho cái tình yêu luôn 4 con luôn 100k nha mọi người nha. 4 con 100k giúp mình. Cái chất là chỉ có phê thôi nha. Nhận về không phê em hoàn tiền cho cái tình yêu nha. Nhận về không phê hoàn tiền gấp 10 lần luôn nha. Combo 70kg 100k rồi ok nè chị Nguyễn Bích Thạch nè. Cứ mọi người cứ comment combo 4 quần 100k kèm số ký nha. Kèm số ký. Rồi cho Vi Huyền nè. Combo quần. Combo quần là ghi riêng ra chứ để quần thể thao riêng ra nha. Mọi cái mọi riêng ra. Như Quỳnh có chưa? Như Quỳnh đã đơn chưa? 60kg. Như Quỳnh đã ra đơn chưa? Rồi cho Như Quỳnh 4 quần nè. Rồi cho Thùy Cao 4 quần 54k 54kg nè. Cứ 4 quần vô cho mình nha. Rồi Hồng Hạnh 4 quần kèm số ký nha Hồng Hạnh ơi. 4 quần kèm số ký nhiều màu lắm. Sao? Ờ, mọi người ơi, ai đang xem bên cái máy bên này á, mọi người nhấn cái đường link mình có ghim ở dưới á. Mọi người nhấn vô, mọi người qua máy bên này cho nó dễ, chốt mình ra bill cho nó dễ nha mọi người nha. Thông cảm nha, mọi người nhấn cái đường link ở dưới máy. Máy bên này nè, chị Khánh Đoàn rồi đang chốt máy bên này nè. Rồi nhấn cái đường link qua bên máy, cái Facebook mới cho mình nha. Qua Facebook mới đi mọi người, dễ chốt hơn ha. Mình in bill ra cho nó bị lỗi hệ thống, không in bill được máy này nha mọi người nha. Rồi cái gì nhấn đường link mình gam mà mình ghim phía dưới giùm mình á. Rồi 4 quần cười đẹp đó. Rồi cho Nguyễn Sâm nè, 4 quần 65kg nè. Trời ơi xịn mà đẹp lắm. Mình cho có được quyền kiểm tra trước khi thanh toán cho mọi người nha. Bao chất mình đã nói mình tặng là mình tặng nha, không hề bán nha. Rồi bạn nào bên Facebook bên này nè. Bên Facebook bên này nè là qua bên này, qua bên Facebook mới giùm mình nha. Rồi cho Huỳnh Thanh nè. Quan trọng là đập cái máy kia kìa. Rồi ok nha mọi người nha. Nhiều lắm, nhiều caro lắm. Xịn lắm nhưng mà nó đủ size. Quan trọng là nó đủ size cho mọi người luôn nha. Từ khoảng 40 cho tới 90kg là có quần nha. 40 cho tới 90kg là vô tư luôn nha mọi người nha. Cứ comment combo 4 quần kèm số ký là được. Cứ comment combo 4 quần kèm số ký vô cho mình là ok nha. Rồi lên đơn. Combo 4 quần kèm số ký nó rất là nhiều màu. Mọi người mua 10 màu là còn 10 quần là có 10 màu khác nhau luôn á. Nè. Rồi ok chị Khánh Đoàn nè. Rồi ok chị Nguyễn Bích Thạch nè. Có 90kg nha chị Nguyễn Bích Thạch ơi, comment. Rồi ok chị Nguyễn Bích Thạch. Rồi ai chốt lên đơn nha. Ai mà chốt sai 100kg là cứ lên 100kg 4 quần 100kg giùm em nha. Ai chốt sai 100kg cứ lên quần 4 quần 100kg. Rồi cho là Lê Thị Thu Vân combo nè, 75kg 4 quần. Lê Thị Thu Vân ơi, cái em add cho cái đường link bên dưới giùm chị đi, chị có ghim á. Cho qua bên cái Facebook bên này cho nó dễ chốt em.
Lê Thị Thu Vân là 5 quần thể thể thao không 60kg nữa nha. Chốt trên đây rồi nha. Rồi cứ ghi vô đi rồi cho Lê Thị Thu Vân 4 quần 75kg đi. Ghi vô Lê Thị Thu Vân á, ghi kèm vô luôn 4 quần. Sao không ai đọc cái Facebook mà kia hết trơn vậy? Boy mày đâu. Ghi vô tôi chặt đây không đọc. Cái đó là của Nguyễn Bích Thạch mà. Của Lê Thị Thu Vân. Rồi Lê Thị Thu Vân tiếp tục một cái nữa hả? Là cái này là 4 quần là 75kg rồi đó. Còn bao nhiêu quần nữa? Trời ơi nhiều lắm luôn mọi người ơi. Để ngày mai thử nó ghim thử nó ra được hai mấy không nha. Ra hai mấy trò đẹp cực kỳ luôn, xuất sắc luôn nha. Cái lô quần này nó nhiều lắm, không bao giờ ai mua được giá này đâu. Mọi người mua lẻ mọi người cứ nhận cái quần về mọi người biết nha. Chất xịn cực kỳ luôn. Nó nhiều bao la bát ngát hình như vậy nè. Ai muốn chốt size bao nhiêu ký cứ comment size bao nhiêu ký giùm mình nha mọi người nha. Size bao nhiêu ký comment bao nhiêu ký, nó rất là nhiều caro, rất là nhiều sập như vậy ha mọi người ha. Cực kỳ nhiều mẫu luôn, cực kỳ nhiều hoa văn caro nha. Rồi Thùy Cao có chưa? Nãy Thùy Cao có rồi mà. Chị hai combo nha, là combo bao nhiêu ký hả chị? Chị Nguyễn Bích Thạch nè. Chị Nguyễn Bích Thạch combo sao bao nhiêu ký? Một combo 90kg rồi đó. Rồi cho Thùy Cao hình như này có rồi sao? Rồi Thùy Cao 40kg nè. Thùy Cao rồi, 54kg. Rồi cái này một cào combo 40kg nữa. Nó Mai Nguyễn có 4 quần rồi nha, chốt 4 quần rồi nha. Rồi ok Mai Nguyễn nha, Mai Nguyễn có 4 quần rồi. Lấy số điện thoại chưa? Rồi, Mai Nguyễn phải có số điện thoại nha. Những mà những ai mà đang chốt máy bên này á, nhấn cái đường link bên dưới qua bên máy bên này nghe cò xem giùm mình nha. Rồi 4 quần cho Ngọc Phương Trần nè. Ngọc Phương Trần nè. Rồi 4 quần 67kg cho Hậu Quỳnh nè. Rồi như vậy Vi Huyền 2 combo 65kg nữa nha. Ok Vi Huyền nè 2 combo. Chốt rồi mà sợ em lộn. Nếu mà chưa nghe đọc thì chị comment lại giùm em nha. Ngày hôm nay em vui, em tặng hết, không lợi nhuận cho mọi người nha. Nói chung là rất là rẻ luôn ha mọi người ha. Siêu rẻ, nhận hàng được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Link kia không vào được chị ơi. Ủa sao kỳ vậy boy? Ủa nhấn vô mày là vào được mà My Nguyễn ơi. Nhấn vô là vào được à, nhấn lại giùm mình với nha. Nhấn lại giùm mình với. Rồi nhanh tay lên đơn, trời xịn sò lắm. Cái chất này mọi người mua về chỉ có phê thôi nha. Bao toàn Facebook, bao toàn cái đứng nước Việt Nam luôn. Không ai bán cái giá này đâu nha mọi người nha. Chất vải, quan trọng là chất vải nha. Bao ok luôn, hàng shop. Nhưng mà mình ôm thanh lý. Đó, ôm thanh lý là giá này rồi. Mà hôm nay mình về mình ra giá này cho mọi người. Là kiểu như là bán lấy tương tác. Với lại hôm nay mình vui. Cái Facebook này mình mở lên lại được rồi. Tại nên là mình tặng hết cho mọi người không lợi nhuận nha mọi người nha. Ok chưa, nghe rõ chưa? Rồi ok ha. Rồi qua mẫu nha, nó nhiều lắm nè. Mình bung thử cho mọi người nhiêu đó thôi. Còn trong bao này nó nhiều hình nè, nhiều caro đẹp đẹp như vậy nè. Nó rất là nhiều caro luôn. Lan Ngọc 4 quần 65kg. Rồi ok chị Lan Ngọc nè. Chốt lên đơn đi mọi người ơi. Xịn lắm cái này á, em về cái này được 2 bao. 2 bao quần này hôm nay tặng hết nha. Rồi ok nhanh tay ngay vào liền. Ai mà chậm tay là hết nha. Không bao giờ có giá này đâu các tình yêu ơi. Trời ơi nó đẹp lung linh như vậy nè. Lan Ngọc combo nhất nhói. Rồi ok combo cho chị Nguyễn Bích Thạch nè, 70kg nè, ok chị nè. Rồi mấy cái combo đó là lôi vô cột lại, lấy thun cột lại. Combo quần đùi đã cột lại đi rồi ok ha. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu nha mọi người nha. Trời ơi đẹp lung linh nhất cái nắp luôn mọi người ơi. Nhất cái nắp luôn, hôm nay mà ai mà không chốt được nữa thôi rồi, tiếc luôn. Tiếc lắm luôn nha. Rồi Mai Nguyễn có quần rồi nha cô nha. Có quần rồi, trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Ai muốn chốt chốt 10 cái đại 10 cái đi. Nói chung là chốt 3 combo, 2 combo, 3 combo như ngay và liền đi chứ không có hàng đâu, xịn lắm. Ở đâu ra mà có 25.000 một cái quần mà cái tê xịn như vậy. Không bao giờ có nha, xịn sò kinh khủng khiếp. Rồi cái này mình còn mấy cái quần váy cho bé đi học nè. Ai chốt váy đi học cho bé, nói chung là váy đi học được mà đi chơi được luôn nha. Có quần đùi bên trong cho bé luôn ha. Size từ khoảng 20 cho tới 30kg, cưng quá trời mọi người ơi. Rồi tặng luôn 20k, chất vải là vào hàng shop nha. Cái chất vải này là vải vôn mịn xịn như vậy nha, dày dặn nha. Nhận là được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, xịn cực kỳ. Rồi tặng luôn 20k, xịn cực kỳ, xịn cho bé đi học ha mọi người ha. Rồi lên đơn, đi học đi chơi đồ đều được nha. Size từ khoảng 30kg độ về giúp mình. Rồi chân váy giùm mình, chân váy 20k.
em thấy mở được Facebook mừng quá, chia sẻ quá trời nên nó khóa nữa luôn rồi. Ai biểu tài lạnh nhồi. Nhồi. Rồi. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Trời ơi, nè cái chân váy này nè, siêu đẹp, Shipley dễ thương cực kỳ. Shipley dễ thương cực kỳ luôn nha mọi người nha. Rồi 20k cho chị Lan Ngọc. Rồi chân váy là 20k. Đồ ở đâu rồi? 20k. Không hãy nè, đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Lan Ngọc là ghi tay á. Rồi. Chị Bích Thạch có rồi nha, đừng comment nữa chị yêu ơi. Thêm một combo nữa 100k, 90kg 100k rồi ok, là thêm combo nữa nha, rồi ok chị yêu. Rồi nhanh tay lên đơn. Mọi người mua đi chấm có đâu mọi người ơi. Hôm nay mình vui á, thật sự là vui lắm luôn. Vui lắm luôn. Rồi đây cái chân váy này size to nè. Rồi váy này là có quần hết nha, chất von là von dày, cái này không quần. Cái này von là von dày dạng xịn sò luôn nha. Rồi cái size này á từ khoảng 40kg độ về dư vừa thoải mái luôn ha. Nhức nhói luôn, rồi tặng luôn 20k. Trời ơi, vô nó đẹp giả mang luôn, không bao giờ có nha mọi người nha. Hôm nay vui là tặng cho mọi người thôi ha. Rồi nhanh tay lên đơn cho mình comment dập ly. Dập ly 20k giúp mình nha, 40-45kg độ về cũng vừa luôn ha. Nó dễ bận lắm ha các tình yêu ha. Từ khoảng 30-45kg. Rồi 20k cho Vi Huyền, trời ơi đẹp cực kỳ. Em lấy về em bán đi, cái này chị bao cho em luôn, siêu đẹp. Rồi Vi Huyền. Rồi. Rồi một con này nữa cũng dập ly luôn. Nhưng mà cái này là nó có cột nha mọi người nha. Cột luôn ha. Rồi con này thì size nhỏ hơn. Con này có khoảng 35kg độ về giùm mình nè. Nói chung là size từ khoảng 20 cho tới 35kg. Trời ơi nhức nhói các tình yêu ơi. Rồi lên đơn nha, lên đơn. Comment dập ly giùm mình. Những bạn bên này qua giùm Facebook bên kia giùm mình nữa, qua được không mọi người. Còn ai muốn chốt gì cứ lên đơn nha. Nói chung nhiều lắm, hôm nay em tặng hết. Rồi bạn nào nhớ là nhấn đường link vô được á thì ok. Còn không là tối nay mình xả tiếp hàng bơm nha. Hàng bơm Shopee bao đẹp luôn nha mọi người luôn nha. Trời đập hộp luôn ha. Tối mình đập hộp cho mọi người một bao nữa nha. Rồi Shopee tiếp nè mọi người nè. Để đúng một cái link thôi nha, bắn rồi qua được. Sao qua không được đó? Sao không được? Sao người ta kêu qua không được? Có người qua được rồi, lấy ngọt, lấy ngọt, lấy ngọt, quá rồi. À vậy hả? Ừ, có người qua được. Lên sao không biết? Cái nhóm bên đây là cái Lan Ngọc comment 20k là bên đây hiện ra mà em chốt đơn có được đó. Đâu ra? Chốt tay không chứ đâu ra chốt được hay vợ? Lan Ngọc đâu? Lan Ngọc chừng với 20k đâu? Nó ghi tay mà thì hiện ra đâu ra vậy? Rồi cái này là váy cho bé đi học nè mọi người ơi, váy mà có dây như vậy cho bé đi học nha. Váy dây cho bé đi học bao đẹp, tặng luôn 20k thôi. Chất là von hàng shop nha mọi người nha, chứ không phải hàng chợ mà vải mà sọt sạc đâu nha. Vải nó là chất von xịn nha. Rồi comment váy yếm giùm mình nè. Comment mã váy yếm nha mọi người nha, tặng luôn 20k váy yếm. Chị Lan Ngọc nhắn giùm mà đường link vô giùm em thử được không chị yêu ơi? Nhắn đường link vô giùm em thử được không? Còn không chị nhắn vô cái bình luận em đang ghim á. Chị nhắn vô giùm em đi cái bình luận á. Rồi lên vô giùm em nha, vô đây đi cho nó dễ chốt nè. Rồi lên đơn nè, váy yếm giùm mình nè. Rồi váy dây cho Phan Thị nè. Không vô được hả? Ông nhắn vô không được luôn hả? Cái này cho Phan Thị thôi. Phan Thị. Nhấn qua cái thác Facebook này. Vậy yeah. Rồi tiếp tục một em yếm size nhỏ nữa nè mọi người nè, một em yếm size nhỏ. Một em yếm size nhỏ, trời ơi nó xịn như dày mà chịu nổi không? Hôm nay mình vui thật sự luôn á, mình bán cho mọi người đã nói là không lợi nhuận nha, đẹp giả mang luôn, xinh lung linh luôn. Rồi comment mã yếm nè mọi người ơi. Mã yếm giùm mình nè. Comment ai chúc mã này lên mã yếm giùm mình. Mã yếm này yếm số 3. Comment yếm số 3 nha, mau sạch luôn. Yếm số 3 này cũng cỡ khoảng 20kg độ về giùm mình nè. Trời ơi đẹp nhất cái nắp luôn nha. Nhất cái nắp luôn. Rồi yếm cho yếm nhỏ này cho Phan Thị nè. Rồi một con yếm này để yếm này cho Vi Huyền nè. Rồi con yếm này cho Vi Huyền đi ha. Yếm này cho ai? Phan Thị mới ra đơn rồi, một cái nữa, nó hai đơn á. Vi Huyền. Vi Huyền yếm đây nè. Rồi Phan Thị nè. Chốt đi dám có đó mọi người ơi, nhớ đọc comment bên kia nha, sao không thấy ai đọc gì à. Bình gấm. Xin chào chị, lo lắng với thấy chị à. Rồi hello em yêu ơi, em nhấn nhầm đường link thử em vô thử, em cũng kiếm Facebook Chi Phan nhầm chị thử em vô thử được không? Nhấn vô mà sao có người qua người không qua được vậy trời. Rồi yếm này số 3 nữa nè, ai chúc yếm này comment yếm nơ. Comment mã yếm nơ giùm mình nha, 20k yếm nơ.
Diễm Nơ 20, trời ơi đẹp quá. Cứ nói chung là khoảng 15 cho tới 20 kg là mang được hết nha. 15-20 kg mà chất là chất von xịn nha mọi người luôn nha. Mình bao hàng cho mọi người hàng shop nha, vải siêu đẹp. Không phải là ba cái vải mà nó pha ni lông nó sọt sạc đâu. Cái này là vải này là chất von xịn sò giùm mình luôn nha. Rồi comment Yếm giùm mình. Comment Yếm Nơ giùm mình. Cái nào mà bỏ vô rồi là xếp đàng hoàng, xong là dán bao lại luôn chứ để nó trập bao ra. Xong là xếp ông Hải ông chỉ gì chứ nghe không? Chỉ cho nó làm luôn rồi là xếp vô rồi bỏ vô chứ ngồi nghi gì mà ông làm mất thời gian như vậy. Khi ai chốt con kia vô đây để lát thì chỉ làm rồi. Xếp lại bỏ vô rồi dán miệng lại luôn. Rồi dập ly nha. Ai chú dập ly rồi nơ cho Vi Huyền luôn nè. Rẻ lắm. Vi Huyền hôm nay mà em lấy về em bán là chị bao cho em luôn. Rẻ kinh khủng khiếp luôn, kinh điển luôn. Rồi cái nơ mới quăng ra cho Vi Huyền luôn nè. Rồi dập ly em còn một con nữa nè mọi người nè. Em còn một con. Ủa nè chị ấy, chị chốt cái gì nè? Sao nghe ông đập gì trơn vậy? Chị vậy? Mi Nguyễn có bốn quần chưa vậy? Có rồi nha, vậy trả lời cho ta luôn. Mai Nguyễn combo 4 quần 72 kg. Lê Thị Thu Vân cũng là 4 quần 100, 4 quần 75 kg nè. 75 Lê Vân chốt 2 cái 75 với 65 đó. Là 4 quần. Lê Thị Thu Vân á, 4 quần nè. Hồi nãy mới thấy chị Lan Ngọc chị chốt cái gì nè. Chị Lan Ngọc 4 quần 65 kg có chưa? Gì? Chị Lan Ngọc 4 quần 100k. 65 kg 100k. Phải đập to lên để người ta nghe chứ, người ta comment lại đây nè mà không chịu trả lời nè. Rồi chờ chút xíu nha mọi người nha, chờ xíu nha, mình đọc cái máy này thử nha. Do cái máy cũ bây giờ mới like lại được nên là chờ chút xíu. Do bập chụp quá nè. Rồi là Thu Vân là thêm 4 quần 65 kg nữa nè. Là Thu Vân là hai combo. Với 20k chị Lan Ngọc cũng có rồi đúng không? Mấy 25k có rồi đúng rồi. Rồi ok, dập ly giùm mình nha, chút dập ly lên dập ly nha mọi người ơi, cưng lắm. Dập ly 20k giùm mình nha, chấm bài đi mọi người ơi. Lâm hết trơn cái là nó rối á. Đúng rồi. Rối do không biết ngọ làm chứ, đúng rồi, tụi đá cái đúng rồi. Chỉ còn hai máy đó. Rồi cái này là ai chút này không liên quan. Rồi ai chút mà ở đây comment mà Yếm giùm mình nha, Yếm Thiêu giùm mình đi ha. Cái này nó có túi luôn, siêu dễ thương nè. Comment mà Yếm Thiêu giùm mình nè. Yếm Thiêu 20k luôn nha. Size này cũng từ khoảng 15, 17, 18 kg gì đó ha. Comment mã Yếm Thiêu 20k. Chất von nha mọi người. Chất von mà nó rủ như vậy nè. Ha, Yếm Thiêu 20k giùm mình ha. Yếm Thiêu. Rồi ok, ai chúc Yếm Thiêu lên Yếm Thiêu giùm mình nè. Cái gì vậy trời? Vậy. Luôn rồi. Gì? Này sao vậy? Vướng gì à? Ok em cứ lấy đi Tết em bán rồi. Trời ơi đẹp xinh lung linh luôn, sần sò nha mọi người nha. Cái này là bao xịn cho mọi người luôn. Cái con này là con số 9 nha mọi người nè. Con này là con số 9 nha, chất là bao xịn luôn ha. Chất là bao xịn cho mọi người luôn. Nhận và không xịn mình sẽ hoàn tiền nha mọi người. Rồi ai chúc lên đơn giùm mình nha. Cái này là size mà số 9 này chắc cỡ khoảng là 35kg 40kg bận được luôn nha mọi người nha. Rồi tặng con này luôn 30k cho mọi người nè. 30k giúp mình nè. Ai chốt váy cho bé lên váy cho bé 30k. Chất rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Váy 30k giùm mình nha. 30k size từ khoảng 30 cho tới 40kg cho bé bận thoải mái luôn ha mọi người. Trời đẹp lắm. Trời chất mọi người nhận về phê luôn nha. Rồi comment váy cho bé giùm mình 30. Váy cho bé 30k nè. Nó có đủ size nè mọi người. Còn một bao nè. Ai chốt size nhỏ lên size nhỏ nha. Nó có size số 5. Rồi size số 5 này nó bị dơ bao, nó dơ chút xíu này, tặng luôn 20k đi. Size số 5 này 20k giùm mình nha. Số 5 từ khoảng 20 cho tới 30kg nha. Rồi tặng luôn 20k nè.
dơ nhẹ giùm mình nha, dơ nhẹ 20k, trời ơi xịn kinh khủng. Rồi dơ nhẹ 20k, nói chung mấy cái đầm bé này nó cũng mắc tiền lắm, nó không có rẻ tiền nha mọi người nha. Rồi 20k giùm mình. Rồi ai chúc nằm bé cho mình kèm size nha mọi người nha. Hàng không buồn hỏi có xạo đồ nam không chị? Có nha em nha, có nha. Có xạo đồ nam. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Nó nhiều kiểu như vậy nè. Đây, trời ơi cưng xỉu luôn á. Cưng xỉu luôn nha mọi người nha, siêu đẹp luôn á. Rồi con này là tặng cho các tình yêu luôn, 30 nè. 30k không ngờ đâu có đâu nha. Chất là chất xốp xịn luôn ha mọi người ha. Rồi size từ khoảng 20 cho tới 30 kg con này nè. 20 tới 30 kg nha. Ai chúc đầm đi học cho bé, comment đầm đi học cho bé nè. Siêu đẹp luôn nha, cái này quá trời đẹp luôn, 30k. Rồi ai chúc đầm thì lên đầm. Nó có nhiều mẫu lắm, nó có nhiều kiểu, nhiều phân, nhiều theo lắm. Mình lên mấy cái đồ đi học cho bé trước rồi mình lên tiếp nha. Không có ai á thì hôm qua em xếp cái này đi. Đưa cái đó tôi đọc cho. Rồi quần tây đi học nè. Rồi hôm bữa ai hỏi quần tây đi học nè mọi người nè. Rồi 30k cho Vi Huyền nè. Đầm, mới quăng xuống. Đầm dơ 20k cho Lan Ngọc. Rồi 30k cho Vi Huyền. Đầm dơ đấy nè. Một cái dơ á, cái đó không phải dơ, có một cái dơ 20k nè. Đức Anh đầm bé 30kg. Cái này nè, nó bị dính màu nè. Không phải, dính rồi quăng vô đây rồi mà. Đau chỗ nào? Chỗ nào mình? Ai chúc lên đơn đây hàng xịn nha, mình bao cho mọi người luôn á. Lan Ngọc có đầm dơ chưa? 20-30kg. Bích Anh đầm bé 30kg. Chị có thấy đầm dơ. Bích Anh lên số điện thoại đi, nói lên số điện thoại, ông kêu ta lên số điện thoại luôn đi. Sai bao nhiêu ký gì Lan Ngọc, sai bao nhiêu ký? 966. Bích Anh rồi, ok, cái đó đâu rồi, cái mới cầm đây nè. Đồng Vi Huyền cái này nè. Nè, cái này size to nè mọi người nè. Nè cái dơ 20k chị Lan Ngọc nè. Bích Anh 30kg. 20k nè. Coi chỗ nào thì ra một chỗ đây nè, để có chỗ ngồi nè. Rồi bao nhiêu ký nữa? Bích Anh đầm bé 30kg. Comment số tiền Bích Anh ơi. Có nha Tâm Lê ơi, nói chung là đầy đủ nha. Chứ ông ghi cho comment số tiền, chứ ông ra bill đang kêu ta comment số tiền. Ông ghi xong ra số tiền nha ta, chứ tự nhiên liên quan gì. Rồi bỏ vô luôn, ghi luôn nè. 30kg đầm nào? Nè 30kg nè. Cỡ 30 kg cỡ đó được. Số mấy à? Nè 30k cho Lan Ngọc, cho gì đó đọc đi. Rồi ai chúc nợ lên đơn nha. Đẹp lắm mọi người ơi, đẹp kinh khủng luôn. Vải rất là xịn nha, ai chúc nợ lên đơn. Rồi nay còn một cái quần latrine này mình tặng nha. Latrine này mọi người ơi, free size giùm mình nha. Latrine này free size nha các tình yêu nha, không đẹp không lấy tiền. Rồi free size em tặng luôn nha mọi người luôn nha. Rồi con này tặng luôn 25k đi. Rồi free size dễ mang nha. 20k. Ủa Vi Huyền hồi nãy in bill ra rồi mà. Tên gì? Ghi số nội vô luôn trong đó luôn. Rồi lên đơn nha, comment latrine giùm mình nha. Siêu siêu co giãn free size nha mọi người nha. Free size dễ mang luôn ha. Size cực kỳ ấy luôn. Rồi latrine cho Vi Huyền nè. Rồi cho Quân Nguyễn nè. Một đầm 30kg cho Quân Nguyễn. Rồi cho Quân Nguyễn một con nè, 30kg nè. Trời ơi đẹp lắm, nhận về phê luôn. 30kg cho Quân Nguyễn, chờ chút xíu nha Quân Nguyễn nha. Like xả hết mấy cái đồ này lẻ lẻ ra, xả hết cho mọi người tặng hết. Rồi đẹp chưa? Rồi ok cho Quân Nguyễn nè, đẹp lắm luôn á. Cái này đẹp dạ mang luôn nè. Đẹp không à? Đẹp không mà nó có nhiều kiểu lắm như vậy nè, chứ không phải là một hai kiểu đâu. Nè nó có size cho bé nhỏ xíu nữa nè mọi người nè. Quân Nguyễn là cái nào? Đó, quăng ra đó. Rồi cái này là size nhỏ cho bé nè, cái này nó hơi dơ nè, tặng cái riêng 15k đi. Tặng 15k siêu dễ thương nha. Cái này nói chung là dễ bận lắm, cái này size số 3 nhưng mà cầu khoảng 15, 15 17 kg nha. Comment mã dơ tặng 15k, quá đẹp luôn. Mã dơ 15k siêu đẹp nha, dơ 15. Dơ 15k. Mọi người nghe rõ đọc số ký nha mọi người nha. Bích Anh 2 đầm. 2 đầm 24kg.
Rồi lên số điện thoại luôn Bích Anh đi. Có rồi, Bích Anh có số điện thoại rồi. Ok nha, rồi bé 15k cho Vi Huyền. Rồi bé 15k cho Vi Huyền. 2 đầm Bích Anh. Rồi ok, 2 đầm cho Bích Anh. Bao nhiêu ký? 24 ký. Do là mấy đầm học sinh này là cứ bỏ ấy, mình cu nó kiếm cái gì mà kỳ ghê. Kiếm cái gì vậy? 24 ký đúng không? Đây một cái nè. Bích Anh nè. Bích Anh 2 cái. Từ từ. Rồi ok cho Bích Anh nè. Trời ơi cưng lắm luôn á, cưng xỉu luôn. Cho Bích Anh 2 cái. Đây cho Bích Anh 2 cái nè. Đưa cái đó lại cho chị. Rồi ai chúc lên đơn nha. Rồi comment dơ nè. Cái này là kiểu như là nó cũng treo, nó bụi, nó dơ. Rồi tặng cái này không đồng đi nè. Rồi mình tặng con này không đồng. Comment mã này là tặng không đồng đi ha. Rồi comment mã này tặng không đồng nè. Comment mã tặng không đồng. 60k. Là sao? Ờ 30k. Là sao? Cái này 30k cái. Đúng rồi, đúng rồi. À thoát ra vô lại đúng không? Thoát vô lại cái trang là sẽ có bài viết đúng không? Mình chia sẻ vô rồi là vô nhấn vô là được đúng không? Rồi mọi người ơi cho vô trang này giùm mình được không mọi người? Vô trang rồi là mọi người nhấn vô cái bài viết mình đã chia sẻ rồi. Vô trong này chốt cho nó dễ nè. Bên Facebook cũ của mình á, Bích Anh rồi nè. Em vô bên này đi chị Lan Ngọc nữa nè. Vô bên cái trang, vô lại cái trang em có chia sẻ vô cái bài vô trong trang rồi á. Nhấn vô trong trang đó mọi người. Mọi người chốt một bên á, em ra bill cho nó dễ nha. Do là cái máy hai máy ra một cái nói chung ra một máy không được, hai máy em like mà ra chung một máy vi tính là đang trục trặc không ra được nha. À Lê Thị Thu Vân vô được rồi nè, ok nha, Lê Thị Vân vô được rồi nè. Rồi chị Lan Ngọc vô giùm em luôn đi, rồi tặng cho chị Lan Ngọc đi không đồng đi nè, đâu rồi đó. Rồi nhấn vô cái bài viết của em nè, vô lại giùm em nha, vô lại đi mọi người ơi, em đang kéo qua cho nó dễ like á. Có cái nào không đồng không? Có cái không đồng. Không đồng tặng cho Lan Ngọc. Rồi tặng không đồng cho chị Lan Ngọc. Rồi tặng tiếp mấy không đồng nữa đi mọi người ơi. Em tặng tiếp một con không đồng nữa nha. Em tặng tiếp một con không đồng nữa nè. Là 2 con cho chị Lan Ngọc. Một cái rồi. Lan Ngọc một cái không đồng nữa cho ai nè. Giờ mới vô được ok em nha. Rồi một cái không đồng. Rồi một cái không đồng cho Vi Huyền. Ok nha. Rồi Vi Huyền. Lan Ngọc không đồng một cái. Có tặng rồi nha. Rồi chị Lan Ngọc có một cái tặng không đồng và Vi Huyền có một cái tặng không đồng nha. Rồi con này mình tặng luôn 20 đi. Con này tặng luôn 15k đi, dơ nha, dơ cổ xíu nè, tặng 15k nha. Nói chung hàng của em là ai mua hàng của em là hiểu rồi. Chỉ cần dơ là em tặng hết nha mọi người nha. Còn cái nào mà nó dơ mà em cảm thấy mình nó hơi dơ nặng là em tặng không đồng ha. Về giặt sơ là ok. Rồi mọi người ơi vô cái bài viết giùm em đi. Vô cái bài viết vô, thoát ra trang vô lại bài viết em có chia sẻ trong cái trang á. Rồi mọi người nhấn vô thẳng trực tiếp luôn nha. Rồi ok nè, rồi ai chúc lên đơn đây comment tặng 15k. 15k cái size này cỡ khoảng 20-25kg bận được nha. 20-25kg cho bé 20-25kg tròn tròn ha. Rồi tặng 15k. Rồi 15k cho đâu phải từ từ nha. Rồi 15k nữa cho ai đâu. Rồi dơ 15k luôn cho Vi Huyền nè. Vi Huyền rồi. Bởi vì một cái dơ tặng nữa nè. Rồi thôi tặng cho Quân Nguyễn đi nha. Cái size đó nghe rõ đọc số ký cho mình nha mọi người nha. Nghe rõ đọc số ký nha. Cái này tặng. Ok cho Vi Huyền nghiên cứu đi nha. Con nghiên cứu thứ hai mấy đi nha. Con bây giờ cứ đang like nè. Con nghiên cứu thứ được không? Rồi cho Vi Huyền tiếp đi. Vi Huyền. 2 cái hả? Đúng rồi Vi Huyền 2 cái. Rồi con số 7 nè. Con này là 40kg nha mọi người nha. Con này khoảng 40-45kg bận được luôn á. 40kg đi cho nó thoải mái cho bé nha. 40kg rồi em tặng luôn con này nè. Rồi tặng luôn con này. Con này là màu cà trắng kem nè. Em tặng luôn cách tình yêu luôn 20-25k đi. Rồi tặng con này 25k 40kg giùm em nè. Cái size này 40kg nha. 20k 40kg 25k chứ sorry. 40kg 25k. Cái này là nói chung là ai đã mua hàng cho con mình là biết nha. Mấy cái đầm đi học này cho bé cũng 100-mấy chục ngàn một con này. Do hàng đầm xịn nha mọi người nha. Nó tùy theo loại đầm nha, chứ không phải là cái nào cũng giống nhau đâu. Rồi cái này em có 45kg luôn nè. Ai muốn chốt 45kg lên 45kg. Rồi tôi còn cái nào dưa em tặng hết cho mọi người luôn. Hôm qua em ship mới nói lại. Đem vừa đập vừa ship đi qua đây ngồi đi mày. Ngồi bên đó có tác dụng gì đâu. Tiền chiên nó ngồi cho nó chặt chỗ đến ca. Nó quăng qua đây nè cho nó rộng nè. Rồi comment một mã này mã dơ nữa nè. Rồi dơ này lại tiếp tục em tặng không đồng nữa nè mọi người nè.
Rồi comment vô em tặng không đồng tiếp nè. Vô tặng không đồng tiếp nha. Tặng không đồng là dành cho bạn nào mà đã có đơn nha mọi người nha. Chứ để mấy công không có đơn rồi nhận không đồng làm gì ha. Rồi, để chị Lan Ngọc có một cái đó không đồng rồi đúng không? Rồi, Lan Ngọc có một cái không đồng. Rồi ai còn đang xem máy bên này chấm bài giùm em với nè mọi người ơi, chấm bài tương tác giùm em cái máy bên này với nè. Rồi ai chúc lên đơn không đồng giùm em nha. Không đồng em cũng tách em tệ ra nha. Hồi nãy ai nhận được không đồng rồi bây giờ tặng cho bạn khác nha. Rồi không đồng tiếp tục. Rồi, con nghỉ cái này đi, em lên cái khác nha, chấm bài em lên cái khác, quần tay đi học siêu xịn luôn. Quần tay đi học siêu xịn luôn, trời ơi, cái quần đó còn không à. Ông Trinh, ông nhích cái bao quần caro qua bên đó luôn đi, em hãy để trồng chỗ chốt cái khác. Rồi không đồng cho Thanh Quỳnh đi nha. Rồi không đồng cho Thanh Quỳnh. Rồi nhích cái này qua tôi cái. Nặng đã tôi rinh đi cho nó kéo qua đây trái tay sao đi lại chồng đi qua hả. Rồi lên bao quần tay nha mọi người nha, lai mấy cái lẻ này cho mọi người trước nha. Rồi em lai luôn cái quần tay đi học này là em bao chất cho mọi người luôn. Cái này nhập vô á, cái này do là em bán shop em biết nhập vô cái này là giá cao lắm. Cái này là bữa là số 10 đồng cái dưa đó chứ mới đẩy xuống ở đâu mình nó kéo ra coi được. Có nha cô, chờ con chút xíu. Nói chung là lên lộn xộn má, con lên đồ học sinh trước rồi chút xíu nữa con lên đồ ấy nha. Chờ con chút xíu. Rồi cái size này là quần tay đi học nè, size to nha mọi người nha. Size này siêu to luôn nha, mà cực kỳ đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi quần tay đi học này là size của nó là từ khoảng là cái này chắc là khoảng 70kg nha mọi người nha. Rồi con này á, nếu mà bé nào mà tròn á 65-70kg là dư vừa nha mọi người nha. 65-70kg dư vừa. Cái size này là size 100 nè. Size 100 bao chất cho mọi người luôn. Cực kỳ xịn nha mọi người nha. Size 100 dùm em nè. Ai chúc mày lên đơn nha. Ai chúc lên đơn này size 100. Rồi em tặng luôn cho các tình yêu con này luôn. Với giá là 49k đi. Con này em tặng 49k nha. Bao chất xịn nha. Cái nào em bảo đảm em bao xịn là mọi người cứ yên tâm mà chốt nha. Vừa lưng thun vừa dây kéo quần học sinh cho bé đi học nha. Siêu xịn luôn ha mọi người ha. Rồi ai chúc lên đơn giùm em nè. Rồi comment nha, tặng 45k nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cái này hiện tại là em bán 120-130 nó tùy theo loại hàng nha. Nhưng mà em tặng luôn 49k cho mọi người nè ha. Rồi lên đơn giùm em. 49k xanh đen. Rồi cái size này size 80 nè. Vải đẹp lắm mọi người ơi, hàng xốp vải đẹp cực kỳ. Nó không phải mà vải cứng như hàng chợ đâu. Chưa. Cứ xếp lại đi, xếp lại cho nó gọn. Siêu đẹp luôn. Cái xanh đen là chuẩn quân học sinh đi học nha. Chuẩn quân học sinh đi học luôn nha mọi người nha. Bao đẹp, bao chất cho mọi người luôn. Rồi size này size 80 nè. Size 80 này mình nghĩ chắc là khoảng cái này 45kg độ về nè. Rồi con này size từ khoảng 40-45kg nha. Chấm bài đi mọi người, sao không thấy gì trơn nhở. 40-45kg với mình ha. Rồi ai chúc quần học tay, quần sinh học, quần tay học sinh là lên đơn nha. Rồi nó có size nhỏ tí nữa nè. Rồi 70, 75 rồi nè ha mọi người ha. Vải đẹp lắm. Vải đẹp cực kỳ luôn nha mọi người, nó không phải như hàng rẻ tiền đâu. Cái này nếu mà ai đã mua cho con mình mấy loại này rồi là biết nha. Chưa mua thì không biết, còn mua rồi thì biết. Đó, cái này còn một bao nè, em tặng cho mọi người luôn, quá trời xịn luôn. Rồi 49k rồi em lên mấy cái này đi. Rồi vô lại đi. Rồi em lên lộn xồm này nè. Rồi má bao lỗ này thun dẻo xịn luôn nè. Đây lên giờ này nha chị. Đúng rồi, hôm nay thứ bảy chủ nhật á, mọi khi á thứ bảy chủ nhật là hay like 2 buổi lắm. Hay là 2 buổi mà đợt trước là kiểu như là không có thời gian á. Còn bây giờ like luôn 2 buổi. Đồ tốt dữ vậy. Không qua lấy đơn luôn. Dạ không biết cái số điện thoại đâu rồi. Quá ngon. Nghĩ sao nó qua bao nhiêu đợt không lấy số điện thoại của nó. Bó tay. Số điện thoại trong cái máy nè. Rồi xanh đen nha mọi người nha. Ai chúc xanh đen.
xanh đen nha, vải này là vải thun dẻo xịn nha mọi người nha. Chất này chất thun dẻo hàng xốp luôn nha, bao chất cho mọi người luôn. Rồi size này của nó là size to nha, hàng đại. Hàng đại này chất cỡ khoảng là 65kg độ về luôn nha mọi người ơi. 70kg bận được luôn ha. Từ khoảng 60 cho tới 70kg, ai chút xanh đen lên xanh đen em tặng luôn 25k xanh đen. 25k nha, dẻo xịn nha mọi người. Dẻo xịn nha, chất cũng dẻo xịn sò luôn ha, 25k giùm em nè. Rồi comment xanh đen 25k. Chưa em ơi, chưa nha. Lên lộn xộn đây nè. Rồi ai chút vàng lên vàng. Trời ơi, nó đẹp lắm cái tình yêu ơi, cái chất là phê lắm luôn nha, 25k. Không bao giờ có cái hàng này, đang bán 70.000 giờ em bán 25k nha. Nói chung là vô shop lớn thì là bán 100, 101. Còn những cái shop bình thường nó bán 70.000 nha mọi người nha. Rồi hôm nay tặng luôn 25k, dẻo là rất là xịn sò luôn nè. Rồi ai chúc lên đơn nè. Ai chúc vàng lên vàng 25k chấm bài xe like đi mọi người ơi. Vàng 25k 60 cho tới 70kg nha. Rồi nó có một con màu xanh nữa nè. Rồi ai chúc xanh lên xanh. Cái xanh này size 60kg độ về nè. Size này là từ khoảng 50 cho tới 60kg nha. Ai chúc mã xanh lên mã xanh 25k, nó rẻ kinh khủng khiếp luôn ha. Rồi xanh giùm em. Rồi ai chúc sọc lên sọc, cái sọc này treo nó hơi dơ. Rồi sọc này mình tặng luôn cho các tình yêu 10k nè. Ai chúc mã sọc lên mã sọc 10k. Rồi 50 cho tới 60. 50 cho tới 60, 65kg nha. 50 cho tới 60, 65kg vừa con sọc này. Rồi sọc này tặng 10k. Sọc 10k rồi xanh cho... Rồi xanh cho chị Khánh Đoan nè. Rồi sọc 10k cho Quân Nguyễn nè. Chị Khánh Đoan nè. Rồi đỏ này xay nhỏ 3 lỗ nha mọi người nha. 3 lỗ tặng luôn 10k. Rồi chút đỏ lên đỏ 3 lỗ 10k nha. Size từ khoảng 40 cho tới 55kg vừa luôn nha. 3 lỗ này nó dễ bận nha. Ai chút 3 lỗ lên 3 lỗ giùm mình 10k 3 lỗ. 3 lỗ 10k chấm bài giùm mình nha mọi người nha. Rồi 3 lỗ 10k giùm mình. Không nắm điện thoại quá, nó đọc comment này nhìn nhô lên đó vậy trời. 3 lỗ 10k. Rồi lên ít quần ấy. Lên lộn xộn nữa nè. Chấm 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 đi mọi người ơi. Rồi một quần kaki túi hộp như vậy nha mọi người nha. Một quần kaki túi hộp luôn. Ai còn đang xem chấm bài với cái tình yêu ơi. Đang nói gì chân vậy. Rồi đỏ. Đỏ 10k cho Thùy Cao. Thùy Cao này có số điện thoại chưa nè. Thùy Cao có rồi. Có đơn đi rồi đúng không? Đơn đi rồi. Là số điện thoại đi. Rồi một quần này là quần túi hộp xịn sò nha mọi người nha. Một quần túi hộp này nó có dây rút bên trong luôn nha mọi người. Có dây rút bên trong giùm em luôn. Rồi con size này là size cỡ khoảng size 28. Size này cái hàng xuất á, nó nhảy số nha mọi người nha. Cái này nó bán 700.000. 700.000 là thường nói 7 triệu nha. Ghê. Yeah. Rồi ai chúc kaki túi hộp lên kaki túi hộp nha. Rồi size này có khoảng size 28 thôi. 28 thôi nha mọi người nha. Size 28 nè. Rồi túi hộp này mình tặng cho các tình yêu 75k nha. Túi hộp này tặng 75k. Chất quá chất luôn ha mọi người ha. Bao xịn luôn nha. Rồi túi hộp 75k giùm mình nè. Ai chúc túi hộp lên túi hộp 75k. Xịn đét luôn á. Xịn cực kỳ luôn ha. Rồi túi hộp 75k giùm mình. Túi hộp 75k. Rồi cái mấy cái tặng không đồng này để tối tặng nha. Nãy giờ tặng nhiều lắm rồi. Tối tặng không đồng tiếp nha mọi người nha. Tối ai chưa ấy thì lên tiếp nha. Đúng không? Chẳng mấy quần này ra đi nhiều đơn lắm á. Chứ sai không sai. Dạ. Sao đăng ký cái này là thoải mái hả? Đúng rồi. Nó không bán đồ nam rồi. Buồn. Buồn thì cái này. Lâu quá. Rồi không đồng mình để dành một số áo để mình tặng không đồng. Trời đẹp không nè. Chấm chấm cho mọi người ơi. Ai thấy không? Sao vậy? Trời ơi, cái túi hộp đó ai vừa chốt ngay và liền nha. Túi hộp đó đẹp lắm luôn á mọi người. Túi hộp đó túi hộp xịn đó. Trời ơi. Nhất cái nách luôn. Cái này là đá nè mọi người ơi. Siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi size to giùm mình luôn. Size này là 70kg độ về. Trời ơi, cô Mai còn không cô Mai ơi. Còn không cô Mai ơi. Trời ơi, cái size này 70-75kg độ về vừa luôn nè mọi người nè. Chất là chất dẻo xịn như vậy nha. Em tặng luôn 35k. Ai hên hôm nay thì được nha. Xịn sò kinh khủng luôn, em tặng 35k. Rồi size này từ khoảng 65 cho tới 75kg giùm mình ha. Tùy theo chiều cao nha mọi người nha. Ai chúc mã xanh đen là mã xanh đen 35k.
Rồi túi hộp cho Ngọc Phương Trần, cái túi hộp đấy túi hộp xịn á. Nói chung nó ai sàng xịn là biết nha. Rồi 35k, trời ơi nó xịn giả mang như vậy nè. Áo nữ mà size to và mọi người đã mua hiếm rồi, nhưng mà mọi người được mua giá rẻ như vậy là khó lắm ha. Rồi 35k giùm mình nè, xanh đen, trời ơi đẹp nước nách luôn. Xanh đen 35k. Comment xanh đen 35k chấm bài xe like đi mọi người ơi. Sao tương tác đồ đâu tuột đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Rồi xanh lá ra hết á, chui vô bên Facebook kia kìa. Bây giờ nó cũng mấy trơn rồi. Rồi ai chúng mã xanh lên mã xanh giùm mình nè. Rồi xanh đây mình tặng luôn 25 nè, 40 tới 50kg thôi nha. Nói chung 35kg vẫn mận được con xanh lá này nha. Rồi ai chúc lên đơn giùm mình nè. Tối tặng đêm ơi, nhấn nút theo dõi đi nha Bích Anh nè. Nhấn nút theo dõi đi, tối chị tặng không đồng cho. Nói chung hàng không đồng chị nhiều lắm. Hàng tặng không đồng 9k rồi nhiều lắm. Rồi tặng con này 25k, 100% cô tông giùm mình ha. Và men xanh lá 25k, size từ khoảng 35, size từ khoảng 35 cho tới 50kg nha. Rồi xanh lá 25k cho Thùy Cao, nghe rõ số ký nha mọi người nha. Trời ơi, mấy cái này mà mọi người không chốt là biết chốt gì luôn á. Cái xanh đen đẹp giả mang luôn, mọi người không chốt xanh đen hả? Đừng có bỏ chút nha ca, mấy cái có tay gì, mấy cái không tay á. Rồi comment mã tím giùm em nha, 35k tím. 35k tím giùm mình nè, ghi dự bị cho Hồng Quân vô đi nha. Cái xanh đó đó. Xanh đó đó ghi dự bị Hồng Quân. Đừng ai vô ghi dự bị. Rồi ai chúng mã tím lên mã tím 35k, cái dẻo này mà ai mà mua được giá này em tặng cái gì em tặng luôn nha mọi người nha, quá xịn luôn. Rồi lên đơn. Comment mã tím nha mọi người nha. Rồi tím này size từ khoảng 50 cho tới 60kg nè. Tím này size 2XL 50 tới 60kg, ai chút tím lên tím giùm mình nè. 35k tím. Rồi con hồng này tặng luôn 25k nè. Rồi size từ khoảng 35 cho tới 50kg luôn nha, tùy theo chiều cao nha. Ai chút mã hồng lên mã hồng tặng 25k mã hồng. Hồng 25k hồng. Hồng 25. Ai chút hồng lên hồng 25. Rồi tím 35 cho Vi Huyền. Trời ơi. Cứa này ịt đi à. Hồng đúng không? Rồi ai chúng mà trắng lên trắng nè. Mai quên nó, mai để bật. Nó gọi lại nữa giờ. À. Biết. Được mấy đứa ship hàng. Rồi hồng cho Hồng Vân. Ra đơn vừa cay. Nhìn tự ra đơn vừa. Hồng ra đơn. Rồi hồng cho Hồng Vân nè. Rồi ai chúng mà trắng lên mà trắng nha mọi người, đẹp lắm luôn á, do mình lười mình không đứng dậy thôi nha, chất nó xịn như vậy nè mọi người nè. Bao cho mọi người luôn nha, không xịn hoàn tiền cho cái tình yêu luôn á, đẹp mà xịn lắm luôn nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn nha. Rồi size này size to giùm mình luôn nha. Size này size 3XL nè. Rồi 70kg đổ về giúp mình nha. Size từ khoảng 60 tới 70kg, ai chút trắng lên trắng 35k nó rẻ bèo luôn á. Nè cái chất của nó nè. Quan trọng là cái chất nha mọi người nha. Đố ai mà mua được cái hàng mà hàng shop mà bán giá chợ như mình nha. Giá này thua giá hàng chợ luôn á. Cho xin nút chia sẻ đó nè mọi người ơi. Rồi trắng 35k giúp mình. Trắng 35k quá đẹp luôn. Trắng 35k. Rồi để mấy này tối tặng đầu like đi. Câu like. Tối tặng hết đầu like cho mọi người luôn nha. Trời ơi mấy áo lót đẹp ghê chưa nè. Trời ơi áo lót cho bé đi học nè mọi người ơi. Áo lót cho bé đi học mình tặng cho các tình yêu ha, 10k một con thôi. Hàng đẹp nha mọi người nha. Áo lá cho bé mà bằng áo dài hoặc là áo trắng áo đồ mà cần lót á. Mọi người chốt ngay và liền con này nha, sao kỳ vậy ta. Nguyễn Phan Tấn Hải comment 35k giùm chị trắng nè, Nguyễn Phan Tấn Hải ơi. Ủa Nguyễn Phan Tấn Hải là như sinh tủ đúng không ta, sao không thấy qua lấy tủ ta. Phải Nguyễn Phan Tấn Hải sinh tủ không em ơi. Sao không thấy qua lấy tủ hả. Rồi ai chúng mà trắng lên mà trắng giùm mình nha. Rồi mã trắng này mã tặng giùm mình nè. Mã tặng kèm size nha, 10k nha. Trắng nha Nguyễn Phan Tấn Khải nè. Rồi tặng 10k giùm mình nha. Comment mã tặng 10k. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Hàng xịn nha. Dây này đấy trang giáo ngực vậy nha mọi người. Y trang giáo ngực luôn ha. Cái trắng đó mới thầy xuống á. Rồi xanh đen đẹp mà mấy chút xanh đen nè trời. Rồi trắng 10k giùm mình. Trắng 10k nha mọi người nha. Bao đẹp bao chất xịn sò cho mọi người luôn nha. Hàng này là áo lót cho kiểu như bận ở trong cho bé mà kiểu như mới dậy thì á. Người lớn mình vẫn bận được nha. Rồi comment mã trắng tặng 10k giúp mình nè. Chất là bao đẹp luôn. Trắng 10k.
ghi đơn đi. Hả? Thằng kia hỏi đi đơn em ghi địa chỉ nào vậy? Thằng kia hỏi ngoài chàng không ra gì không? Phạm Kiều á. Đúng rồi, thì địa chỉ của em là địa chỉ cũ á, Phạm Kiều. Địa chỉ cũ với địa chỉ nào? Rồi, trắng 10k giùm mình. Áo lá 10k này vừa. Trời ơi, nó đẹp. Rồi ai chút lá lên lá 10k này, cho cái bao vô lại bao chi. Chấm bài đi mọi người ơi, sao kỳ vậy, không thấy gì trơn vậy. Rồi ai chút mã này mã dơ tặng 0 đồng nè, cái này nó bị dơ nè. Đây nè, dơ đây tặng 0 đồng nha. Rồi lót cho bé nè, cái này dơ tặng 0 đồng. Tặng 0 đồng. Ai muốn like cái gì comment nha. Like theo yêu cầu cho mọi người chốt luôn nha. Trời ơi, đầm này nó xịn đét luôn. Cái đầm này nó xịn đét luôn mà size to nè mọi người nè. Rồi, trắng tặng 0 đồng cho Quỳnh Như. Trời ơi, này đẹp lắm. Nhưng mà cái này size to. Cái này size này rộng lắm. Dù mình bận như vậy là mình bận áo đen bên trong nữa. Cái này nó đẹp lắm luôn. Cái này nếu mà cởi ra đẹp, cái này phải 60kg. 60 số có khoảng đó, 60-62kg tùy theo chiều cao nha. 55 cho tới 65-62kg gì đó. Đẹp lắm luôn á, do bận lồi cái cổ áo này ra nè. Form rất là đẹp luôn, vải ngoài ren xịn sò nha, ren siêu đẹp luôn. Ren xịn cực kỳ luôn nha mọi người nha. Cái này bao đẹp, đi đám đi tiệc bao sang nha. Ai chúc mà trắng lên mà trắng đi. Rồi tặng cô này có tình yêu 59k thôi. Hàng này bao xịn luôn nha, để đưa cho mọi người xem. Đẹp lắm. Cái này nhỏ là lấy bận rồi, cái này size to quá, quá xịn luôn. Cái này size cực kỳ to luôn, trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Cái này nói chung á, mà ai mà chưa cần mua đầm đi tiệc, đi đám đi tiệc, mọi người chốt ngay vào liền con này, xịn cực kỳ. Đây, quá xịn luôn nha mọi người nha. Nè, đẹp lắm luôn á, 59k thôi. Chất ren của nó nè mọi người nhìn nè, đây. Trời ơi, ren xịn nè mọi người, phê lắm. Phê cực kỳ luôn nha. Cái này mà shop á, mọi người đem ra, mọi người bán sale 180, nó mua ngay vào liền luôn á, xịn cực kỳ. Này nó bán 200 mấy. Rồi ok, trắng do Vi Huyền nè. Có khăn tắm chứ mà chắc để tối lai quá Diệu ơi. Khăn tắm chắc gì tối lai quá cưng. Ngô Thị Mến, người ta lấy em 2 cái. Rồi ok, Ngô Thị Mến nè. Tặng em 0 đồng luôn đi. 0 đồng mới tặng dai rồi đó. 0 đồng tặng cho Quỳnh Như rồi đúng không? 0 đồng cái trắng cà, cái trắng lót ha. Ủa sao nhét vô lại nè, cái trắng lót cái dơ á. Mình cho nhét vô lại trong đó nói chuyện, rồi ok nè. Nói chuyện Ngô Thị Mến là đi khách đi cái đơn địa chỉ nhà nha. Tại hôm nay nó không cho đi á. Không đồng tặng cho ai nè. Không đồng tặng cho. Nãy như Quỳnh có hàng tặng không đồng rồi đúng không? Rồi tặng cho Ngô Thị Mến bây giờ có đơn không? Nói chuyện Ngô Thị Mến đi, địa chỉ hôm nay đi không được, đi địa chỉ nhà nha. Ngô Thị Mến ơi, cái địa chỉ hôm nay đi không được nha. Anh nên là đi địa chỉ nhà nha. Ngô Thị Mến ơi, có gì cố gắng nhận hàng giùm chị nha. Rồi chúc mã xanh nha, cái xanh này xanh đẹp nha. A bơ xịn luôn. Hai cái này nè. Ghi tay với anh như đó, tên mấy kia mà sao ra. Rồi ai chúc lên đơn nè. Ai chúc lên đơn Ngô Thị Mến lên số điện thoại luôn nè. Số điện thoại, có số điện thoại không? Có mà biết mà đúng không, cách quen mà. Rồi ai chúc mã xanh lên, mã xanh giùm mình nè. Hàng A bơ xịn nha, đây mình đưa cho mọi người coi luôn. A bơ xịn sò nha mọi người nha. Nó xịn như vậy nè ha. Rồi ai chúc mã xanh lên mã xanh tặng luôn 35k con này thôi. Trời ơi đẹp dã man luôn. Size 40-50kg giùm mình. Comment mã xanh 35k hàng chuẩn luôn nha. Chuẩn A bơ xịn luôn nè. Cái này nó viền cổ là nhung nha. Cực kỳ xịn sò luôn nha. Rồi ai chúc xanh lên xanh. Rồi hello. Hello Trần Trọng Trí. Rồi cái này áo lót đen luôn nè mọi người ơi, tặng 10k áo lót đen luôn, vải là bao xịn bao chất nha. Vải nó vải là chất thun lạnh nha. Rồi xanh 35k cho Vi Huyền. Được bị cho Thùy Cao. Rồi ai chúc lên đơn 10k thôi, tặng đen 10k nha, xịn nha. Cái này là lạnh nha, thun lạnh xịn sò luôn á. Rồi đen 10k. Đúng rồi nha Tiếp Quỳnh nha, ok Tiếp Quỳnh. Rồi ai chúc lên đơn nha. Ai chúc lên đơn giùm mình nè. Comment mã đen 10k đẹp lắm, xịn lắm. 10k đen. Quá đẹp, quá xịn luôn. Rồi đen 10k cho ai nè.
Rồi đem 10k cho chị Khánh Đoan nè. Có nha chị cô thì mới thôi, có dùng đơn hôm qua luôn nha chị. Có dùng đơn nha, mọi người cứ ai có đơn hôm qua mà chưa nghe gọi điện thoại chốt đơn là hôm nay dùng đơn cho mọi người nha. Tối nay like thêm một like nữa rồi là ngày mai đi đơn cho mọi người ha, ok nha. Phạm Kiều qua Facebook mới. Ủa Phạm Kiều ơi, Phạm Kiều có theo dõi Facebook mới mà. Phạm Kiều, Phạm Duyên nè, qua Facebook mới giùm chị đi cưng ơi. Không, Phạm Duyên mới vô. Phạm Duyên chốt rồi bữa. Phạm Kiều với Phạm Duyên, đừng có cãi. Bớt cãi. Rồi, qua Facebook mới giùm chị đi nha cưng ơi, cho nó dễ chốt ha. Rồi ai chút trắng lên trắng, đẹp dã man luôn mọi người, đẹp lắm. Thun giấy trắng xịn như vậy nè, mình lười đứng dậy cho mọi người xem chất giải thôi nha. Không xịn hoàn tiền nha mọi người nha, hàng shop đẹp lắm, đơn giản nhưng mà hàng xịn nha. Rồi trắng này 35k giùm mình. Rồi size này 60kg độ về nha. 50-60kg bao đẹp bao chất luôn, đẹp dạ mang. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho mình ha. À, yêu cầu kiểm tra hàng luôn á, siêu đẹp như vậy ha. Rồi trắng 35k quá đẹp quá chuẩn. Ủa cái 10 cái không đồng này chưa ra đơn hả? Rồi trắng. Không tới một qua vậy không hãy? Phải của thằng ngái không? Đã, tới nó bấm chuồng như có đâu. Rồi trắng 35 cho gì? Thùy Cao nè. Rồi dự bị cho Quân Nguyễn đi. Dự bị cho Quân Nguyễn. Rồi cái hàng tặng không đồng hồi nãy kêu tặng dai, tặng cho Ngô Thị Mến đi. Cái hàng tặng không đồng tặng Ngô Thị Mến đi. Gửi địa chỉ. Chị ơi, kiểm tra đơn trước Phạm Kiều gửi địa chỉ nào được không? Đơn Phạm Kiều kiểm tra mà bây giờ máy đang ấy rồi em. Máy đang like chút xíu kiểm tra chị báo cho nha. Rồi qua Facebook mới đi em ơi, qua Facebook mới cho có chốt đơn là cho dễ ra đơn. Không đồng đó không? Sao không đồng? 10k đó mới là không đồng. Ủa? Cái cánh đoan đó là cái đen á. Đây nè, đen nè. Đen 10k. Có một cái nha mẹ ơi. Rồi nãy ai chưa chốt được cái ba lỗ không đà, ba lỗ 10k lên lại ba lỗ 10k giùm mình nè. Rồi comment ba lỗ 10k nha, 40 cho tới 50 55kg luôn ha. Co giãn mạnh luôn nha. Rồi ai chúc ba lỗ lên ba lỗ 10k co giãn mạnh như vậy ha. Comment ba lỗ hồng 10k giùm mình, hồi nãy chưa chốt được nè, nãy bạn nào chưa chốt được giờ lên lại giùm mình 10k. Ba lỗ 10k nha. Ô cái này hàng treo nó dơ vai nè. Tôi tặng 5k nó dơ vai rồi nha. Cái này giặt ra nha, bảo đảm nha, không ra cứ gọi điện cho mình ha. Nó dơ vai nhưng mà cái hàng này là giặt ra nha. Dơ vai tặng 5k. Dơ vai tặng 5k giúp mình. Dơ vai tặng 5k. Ba lỗ hồng. Ba lỗ hồng chị Khánh Đoan nè. Chị Khánh Đoan ghi lại 5k giùm em đi chị Khánh Đoan ơi. Ghi lại 5k giùm em với, trời xanh đẹp dạ mang luôn. Quá đẹp luôn. Rồi 40-52kg là vừa. Trời đẹp lắm, cái tình yêu nhức nách luôn. 40-52kg nha mọi người nha. Hồng dơ để ghi lại. Ok chị nè, dơ vai chị Khánh Đoan. Rồi xanh dùm em 25k đẹp lắm mọi người ơi. Ai mua hàng của em rồi là biết nha mọi người nha. Nói chung là bạn nào mua hàng của mình rồi là biết ha. Cái nào mình kêu đẹp là đẹp chắc phải ok lắm. Rồi xanh tặng 25k đây nè, 52kg độ về. Nếu cao có thể 55kg nha. Còn thấp người là cỡ khoảng 40-50kg. Ai chúc xanh lên xanh 25k vải siêu đẹp luôn. Hồng dơ vai nữa đó. Xanh 25k giùm mình. Rồi xanh 25k cho Vi Huyền. Rồi con này là chất vôn nha, size XL giùm mình nha, hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Đơn giản nhưng mà hàng Quảng Châu bao đẹp cho mọi người luôn. Rồi size này cỡ khoảng 60kg độ về nha, 60kg độ về, nếu mà ai cao là 65kg ha. Nói chung là 65kg độ về giùm mình. Cái con hồng 65kg độ về, ai chúc hồng lên hồng. Rồi hồng này tặng luôn cái tiền 29k hàng Quảng Châu nha, tặng 29k bao đẹp luôn nha. 29k hồng đẹp lắm. Hồng 29k giùm mình. Cái xanh rồi này ai chốt nữa, còn con xanh nữa nè. Rồi em còn con xanh nữa nè, này ai chốt xanh nè mọi người nè. Còn con xanh 25k này, 50kg độ về đi nè. Rồi con xanh này sao thấy nó chiều nó dơ dơ quá. Rồi con xanh này mình tặng 19k đi, nó hơi dơ. Tặng 15k, comment dơ dơ, tặng 15 nhưng mà dơ này là bảo đảm giặt ra nha. Con nào bảo đảm giặt ra là mình, mọi người cứ yên tâm nha. Xanh dơ, 15k giùm mình nha. Siêu đẹp luôn á, vải đẹp lắm, co giãn mạnh luôn như vậy này, đẹp cực kỳ. Xanh tặng 15.
xanh tặng 15k, dơ tặng 15, xanh dơ tặng 15 cho ai nè? 15k dơ cho Ngọc Diệu, dơ cho Ngọc Diệu. Rồi ba lỗ nữa mọi người ơi, xe to mọi người mua hiếm lắm. Rồi 65kg đổ về giùm mình nè. Cái ba lỗ mà size to, size đại như vậy mọi người mua hiếm cực kỳ nha. Rồi size này nói chung cứ 60-70kg là ok nha. Rồi tặng 25k, chất là chất cung dẻo xịn như vậy nè mọi người nè. Đây nha, do mình không đưa gần mọi người không có được cái hình dung được cái chất vải á. Đẹp dã man luôn á, đẹp lắm. Rồi ai chúc lên đơn hồng giùm mình nè, ai chúc mã hồng lên mã hồng nha. 25k siêu đẹp, 60-70kg luôn nha. Rồi 25k giùm mình. Nó có size trong đó đó mày. Chấm bài giùm mình đi nha. Rồi nâu nè, trời ơi đẹp dạ men chưa nè. Cái chất của nó bao phê cho mọi người luôn nha. Toàn bộ hàng, mấy cái hàng này hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn. Rồi nâu giúp mình. Nâu nha mọi người nha. Ai chúc nâu lên nâu giùm mình nè. Comment mã nâu. Con này từ khoảng 40 cho tới 65kg luôn á, 70kg luôn á. Nếu mà 70kg là mọi người chịu bận ôm body bình thường là 70kg bận được nha. Ai chúc nâu lên nâu giùm mình. Nâu nha mọi người, tặng 35k nâu. Quá đẹp luôn, xịn. Mọi người nhìn tan là mọi người biết hàng xịn sò nha. Nâu. Chưa nâu nữa mà dưa. Rồi nâu giùm mình nha. Ai chúc nâu lên nâu. Nâu 35k. Cái vải đó là thun giấy xịn nha các tình yêu ơi. Rồi con này size 31 nè. Quần lỡ size 31 bao đẹp cho mọi người luôn nha, xịn luôn. Rồi quần lỡ size 31 nè. Trời ơi đẹp lung linh luôn. Rồi tặng luôn 45k đi. Trời ai chúc kem lên kem tặng 45k đá xịn luôn ha. Quá đẹp luôn, 45k nha mọi người nha. Rồi ai chúc kem lên kem 45k size 31 giùm mình. Size 31 45k. Trời ơi nó đẹp nè, cái vải của nó nè. Dạng 4 chiều luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn, 45k giúp mình ha. Rồi comment lên đơn giùm mình, kem giùm mình. Kem 45k quá VIP luôn. Trời ơi đẳng cấp luôn. Cái vải của nó phê lắm. Rồi 45k chấm bài đi mọi người ơi, sao vậy? 45k, 45k vải đẹp ghê luôn á. Cái vải đó đẹp lắm. Vải quá đẹp luôn, 45k cho Hồng Vân. Đẹp lắm Hồng Vân ơi. Vải đó đẹp lắm, không mua được giá này đâu mọi người ơi. Trời ơi chất của nó nè. Trời ơi đẹp giả man luôn. Xẻ. Để bằng nữa. Trời ơi, trời ơi nó đẹp cái tình yêu ơi. Nhức nách luôn, ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài đẹp lắm luôn nha mọi người. Cái màn hình ở phía sau nè, nó màu vàng vàng nó chá ra, nó không được đẹp chứ ngoài đẹp lắm. Thật sự luôn á. À, nên là muốn làm cái này lại, nhưng mà cái này nó dán lụa rồi, không có có ấy lại. Dán lần tới mười mấy 20 triệu, giờ dán lại uổng quá rồi nên là không dán á. Nè, siêu đẹp luôn nè. Ai chúc trắng lên trắng tặng luôn 45k trắng, đẹp đẳng cấp luôn. Free size giùm mình nha, 40-60kg dư vừa thoải mái luôn. Từ 40-60kg dư vừa thoải mái, không xịn hoàn tiền. Ai chúc mã này lên mã trắng giùm mình nha, 45k xịn lắm. Trắng 45k, trời đẹp kinh khủng. Rồi trắng cho Vi Huyền. Rồi mã kem luôn, trời ơi, lên mông tơ ghi, kem siêu đẹp. Rồi trắng cho Vi Huyền. Nhớ đọc ở bên kia nha. Trời ơi, lên mông tay ghi mọi người ơi, xịn giả men free size. Free size giúp mình nha, hàng hiệu luôn. Con này hàng hiệu luôn nha mọi người nha, đẹp giả men luôn. Free size giùm mình, ai chúc mã kem lên mã kem tặng luôn 45k kem. Trời ơi, như cái nách. Comment kem giùm em, hàng này là hàng hiệu luôn nha. Kem, kem ngay và liền, 45k kem free size. Quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Free size kem xuất sắc lắm. Rồi kem 45k cho kem 45 cho Vi Huyền. Ai biết cái này không? Cái này là áo dơi á mọi người ơi. Ai biết áo dơi này không? Cái dơi này đẹp lắm nha. Model bụi bụi bằng quần sọt là hết bài luôn nha. Màu này để ta lấy cái bụng qua cái này nhiều lắm nè. Ôm thầy qua đây làm chi cả. Cái này cô lấy màu nào ta? Bỏ ra đây không? Bỏ đây ha. Bỏ đây cho thấy. Cái này bằng quần sọt đẹp lắm, ca lấy đi. Bữa nào lấy bằng cặp. Ca coi màu nào thích màu nào lấy đi. Trò này đẹp giả man luôn.
Lấy cái bận nè. Cái này bận quần sọt là hết bài luôn. Cái này để tối mình like mình bận y cái này luôn nè nha mọi người nha. Tối like bận. Nhiều. À, bỏ vô đây hết đi nha. Ôm hết bỏ ra chồng ra đi. Đẹp lắm. Cái này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn nha. Mấy cái hàng này á là biết sao chị có nhiều lắm. Chị là thích bận mấy cái bụi bụi như vậy nè. Bận lên quần sọt cũng đẹp mà quần jean cũng đẹp nha. Siêu cưng luôn. Rồi ai chút kem nữa nè, lên len cho mình đây, comment mã này, mã len đây. Comment mã len giùm mình nha, tay dơi siêu đẹp luôn nha, free size 45k thôi, đẹp giả mang luôn, mọi người mua mấy trăm ngàn. Hôm nay mọi người mua like của mình chỉ có 45k thôi. Rồi ai chút mã này lên mã kem giùm mình, 45k kem, trời ơi nhức nhối chưa. Nhức nhối luôn nha, kem 45k. Đây, cái màu cớm này còn con nữa nè. Màu cớm còn con nữa nè, ai chút cớm lên cớm đi. Hay là ca lại cớm luôn, hai đứa bằng giống nhau. Kem này có ai chốt chưa? Trời ơi đẹp lắm. Rồi mã lên luôn cho Lê Huyền. Biết sao không? Cái này là đúng mùa này mọi người ơi. Bận nó rất là mát. Nhưng mà cái mùa Tết ấy, mình bận cái này là ok lắm luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi mã cớm cho mình luôn nè. Mã cớm nha. Mã cớm cho mình ha. Ai chút cớm lên cớm. Cái mặt cười lên được không? Đổi mặt rồi sắc lại liền cho tôi nha. Rồi lên đơn cớm cho mình nè. 45k, trời ơi xuất sắc luôn. Cỡ 45k giùm mình. Cỡ 45. Cỡ 45k. Trời ơi, nhức nách mọi người ơi, đẹp lắm. Giờ chẳng lẽ lấy cái nữa. Lấy cái nâu này đi. Lấy cái nâu này đi. Trời ơi đẹp quá à, hai cái thôi. Đừng lấy nữa, đồ nhiều lắm rồi. Hồi nãy kem ai chút kem nè. Cỡm có người lấy đây nè. Cấm cho Vi Huyền nè, cái kem chốt rồi đúng không? Cái kem này. Rồi bây giờ mình còn một cái kem này nữa nè. Ai chốt kem này lên kem này nè, mình lấy hai cái rồi. Chứ không lấy nữa đâu, trời ơi. Rồi ai chốt mà kem lên mà kem đẹp xuất sắc mọi người ơi, đẹp lắm. Mọi người chưa bận lên, mọi người chưa hình dung được, tối mình bận nha. Mà tối bây giờ bận lên mà hết cha nó hàng rồi, bận lên thì hỏi thì lấy đâu bán. Hết luôn rồi, còn mà kem nè. Rồi kem nha, nâu chị lấy rồi. Nè Quỳnh Thanh đây, nâu chị lấy thì bận rồi. Nói chung bán 45k thôi, cần ra mua mấy trăm ngàn uổng hình nên là ok để bận. Nâu chị lấy chị bận rồi. Nâu chị lấy chị bận rồi. Cái kem này có ai chốt không? Đâu, con Nguyên Văn nè, hai đơn gì dùng một là sao? Con Nguyên Văn đơn đi con chưa? Con Nguyên Văn chưa đi. Chưa đi rồi, ok em đem chốt là ngày mai chị cho đi luôn một đơn một nha. Ngày hôm qua, tối hôm qua ai chốt rồi hôm nay chốt nữa, dồn cho một đơn một cho mọi người luôn ha, yên tâm. Rồi cô Hiệp ơi, qua cái Facebook bên này rồi nhấn nút theo dõi giùm con với. Cô Hiệp qua cái Facebook mới rồi nhấn theo dõi giùm con với nha. Trời ơi, nó đẹp như vậy nè. Chốt cái kem đi Thanh Quỳnh ơi, kem đẹp. Cái kem đẹp lắm. Trời ơi, cái kem mà không chốt hả? Trời ơi, bận lên nó đẹp giả mang luôn á. Dễ thương lắm. Nè kem siêu đẹp luôn á. Mấy cái bụi bụi nè mọi người dễ bận lắm. Rồi chắc lên Montagi luôn nè mọi người nè. Trời ơi xuất sắc luôn. Free size ai chút sọc lên sọc. Rồi tặng luôn 45k nha mọi người nha. Lên Montagi free size. Đầm nha mọi người ơi. Đầm siêu đẹp luôn á. Đầm suông nha. Giả mang luôn. Giải là phê luôn ha. Rồi comment sọc giùm mình. Comment mã sọc giùm mình 45k free size. Free size nha mọi người nha, nên nhớ free size cỡ nào cũng vừa nha. Comment mã sọc quá đẹp luôn. 45k mã sọc. Trời ơi, cái body này nhức nách nè. Body này nhức nách luôn nha. Ok nha em nha. Phen từ từ, cái này tối bận cái này được không? Trời ơi, ai mà mua đen cái gu giống của mình là chốt ngay và liền con này. Lấy để dành đi chơi bận. Mà biết sao không có đi chơi nhiều. Chứ không lấy mấy cái này bận nè, nó đẹp giả mang như vậy nè mọi người nè. Rồi ai chút da rắn lên da rắn như mình nè. Trời ơi xuất sắc luôn. Tặng 59k. Không sang không lấy tiền nha mọi người nha. Cái này đi đám với tiền không sang không lấy tiền luôn. 40 cho tới 55kg được nha mọi người ơi. Cao như mình 55 còn thấp là 40 tới 50kg nha. Cao 1m6 trở lên là còn khoảng 55kg vừa. Đây mang cái da đai vô nữa. Trời ơi đẹp xuất sắc. Rồi lên đơn da rắn giùm em. Da rắn 59k xuất sắc luôn á. Trời ơi đẹp nha, gửi lại hàng chị em hả? Phú Quốc chị chưa đi được để chị liên hệ với bên bên Phạm Huy. Phạm
Cái đơn đó hình như Hoàng về bưu điện ở bên kia, mình ở bên bà Chiểu mình chưa có về lấy đó. Phạm Hiền ơi, em nhấn cái đường link em qua cái Facebook mới giùm chị đi cưng ơi. Rồi ai chúc da rắn lên da rắn giùm mình nè, 59k xuất sắc luôn. Đây dùng từ xuất sắc nha. Trời ơi đẹp dã man lắm. Ai không lấy mình lấy luôn. Quá đẹp. Nó đẹp lắm. Bán cho em cái áo hồi tối chị mặc đó. Áo hồi tối đã bận nhiều lần lắm rồi em ơi. Trời đất ơi, áo hồi tối bận nhiều lần lắm rồi. Dù dù chị bận một hai lần hay là chị bận chị like luôn rồi chị cởi ra cho em được. Còn cái này chị bận hả từ năm ngoái tới năm nay rồi. Trời đất ơi, áo đó chị bận lâu lắm rồi, không bán được nha. Không bán được, để chị coi còn cái nào mà hàng mới chị bán, chứ còn mà hàng chị xài rồi, chị xài nhiều lắm rồi. Ai chúc mà kem đây, mà kem nè, 60kg quá. 55kg. Không, mà chi này rộng lắm, rộng mênh mông sao chi. Bận giờ nó tròn rồi lên nha. Không. Chi giờ còn 50kg. Okay. Còn 50kg. Này ốm xương da không. Mẹ. Cao mấy sâu lâm mà cái 50kg đâu lòng. Bữa được 50 mấy ký á, bán rau mà. Nhìn là chị biết rồi. Rộng tới cỡ nhiêu đây mà. Rộng lắm. Rộng. Rồi ai chúc mạ kem lên mạ kem nha mọi người nha. Rộng lần cúc như đây mà sao bận được. Không, chứ nhìn là chị biết cái này tới 60kg á. Nếu cao mấy 65 cái này phải 60kg nha mọi người nha. Chị tới nhiều luôn. Chứ sao hoài vậy? Nó tắt chứ ta. Cho con mượn đi. Leo lên ngồi bể đồ mẹ quýnh nữa nè. Rồi chúng mà kem lên mà kem nha. Thấp người là 50kg, còn cao là còn khoảng 55-60kg tùy theo chiều cao. Rồi đó đó, rộng nhiêu đây lận mà rộng lắm. Rồi ai chúc lên đơn mà kem nha, chất nó đẹp như vậy nè. Rồi kem này tặng 49k nè mọi người nè, kem 49k giúp mình nha. Lắp nó rộng khuyết lắm nhiêu đây này, sao chị vẫn được. Đẹp quá trời, tuột hết vai xuống. Rồi mà kem cởi luôn áo trong ra ngon đi. Nổi tiếng Facebook liền. Rồi hết pin cấm nguồn rồi bồi ơi. Hỗ trợ này nha mẹ ơi. Kéo qua đây mẹ. Phần hết chưa? Phần hết quần đùi chưa? Hết đơn chưa? Còn phần giờ đúng cho ta nha. Nùi đơn nè. Nùi đơn đó là đơn gì vậy? Quần đùi á. Không quần mà. Quần qua đây. Ông phong quần thể thao đúng không? Thể thao. Thể thao bỏ vô bao hết chưa? Quần đùi nhiều quá, phân ra luôn đây, bỏ vô cho ta đây, còn dưới kia mấy bao quần đùi nữa. Đang cần gấp. Rồi đứa nào đi xuống lấy một bao khăn lên đây, xe lai đi chị lai khăn cho. Xe lai đi. Cái bao khăn nằm ở đầu xe, đầu xe hơi phải không ta? Bao khăn nằm đâu ta? Xuống lấy đi con. Trời ơi, sọc đẹp nè. Trời ơi, cái đầm kem nó đẹp lắm á mọi người ơi, cái đầm kem vải đẹp lắm. Đây nha mọi người nha, ai chúc đầm đen nè. Trời ơi, cái này đẹp dã man luôn. Rồi, con này size lớn nè, Phạm Hiền đâu rồi, Phạm Hiền còn xem không nè, chốt ngay vào liền con này, để con này đẹp lắm. Con này là free size nè mọi người nè. Nắp này chắc cực quyền, chắc 60-65kg vừa luôn quá. Cái này nấu cao thì 65kg nha mọi người nha. Rồi ai chúng mà sọc lên mà sọc, cái này đẹp cực kỳ. Ở ngoài đẹp lắm. Rồi ai chúng mà sọc lên mà sọc nha mọi người nha, đẹp cực kỳ luôn á. Rồi lên mà sọc cái bao khăn á, coi thử anh kẻ có đó không, kêu anh kẻ lấy đi. Rồi ai chúng mà sọc lên mà sọc ngay vào liền thì mình tặng luôn 49k mà sọc. Rồi mà sọc 49k, sao đó nó mờ tè vậy ta. Rồi sọc 49k nha, có thấy rõ mọi người ơi. Siêu đẹp luôn á, 49k. Và đi size 50 cho tới 65kg nha. Sọc 49k. Rồi cổ này cổ yếm nè mọi người nè. Ai chúc cổ yếm lên cổ yếm cho mình nha. Rồi cổ yếm giúp mình nè, free size. Trời ơi đẹp xỉu luôn. Rồi cổ yếm free size luôn á mọi người ha. Rồi tặng luôn 49k cổ yếm nè. Cổ yếm 49k an bình. Xanh dơ là cái nào nè. Ủa anh này có an bình hả ta?
Đang bình là mình luôn phải bút kia. Rồi ai chúc cổ yếm lên cổ yếm cho mình nè, siêu dễ thương luôn nha, chất vô anh xịn nha mọi người, dạng như Messi nè. Messi đi bao đẹp luôn nha. Rồi 49k cổ yếm nè. Thấy không? Trời ơi. Rồi ai chúc khăn không nha, mình lên khăn nha. Bữa hôm qua nó dồn hết chưa. Chấm bài đi mọi người ơi. Chấm bài đi các tình yêu ơi. Cái này cột hai nơ lên nè. Rồi đen này bao đẹp luôn. Rồi đen này cũng vừa resize giúp mình ha. Ai chúc mã đen này lên mã đen nè. Đen này chất là bao đẹp bao xịn nha. Cái đen này đen lưới nè. Người ta ai bận áo ngực bờ ra hay là có một cái áo dây bên trong là mọi người bận cái đen này nha. Đầm này nè. Thụng thụng như vậy siêu đẹp ha. Ai chúc đen lên đen tặng luôn 39k đen. Chấm bài xe like đi mọi người. Đen 39k giúp mình nha. Đen 39k. Tối mình like hàng bơm nha. Hàng bơm đầu like tặng cho mọi người nha. Siêu đẹp. Hàng Quảng Châu nè. Rồi đen 39 cho Phan Thị nè. Rồi cái này hàng Quảng Châu nè mọi người nè. Rồi cái này xanh nha. Ai chúc xanh riêu lên xanh riêu giùm mình nè. Thấy rõ không Phan Thị ơi? Sao thấy mờ tè vậy ta? Nó ché cái bên trong nó mờ tè. Rồi size này size to á mọi người nè. Rồi xe này còn khoảng 60 cho tới 70kg luôn nha. Rồi cái này 60 cho tới 70kg nè. Rồi ai chúc mã này lên mã riêu giùm mình ha. Hàng Quảng Châu nha. Rồi riêu riêu luôn, siêu đẹp luôn. Rồi tặng luôn 45k đi, riêu 45. Riêu 45k. Riêu 45 nha mọi người nha. Riêu 45k lên khăn nha. Riêu 45k. Rồi tặng luôn 4 khăn như vậy cho các tình yêu 50 ngàn thôi. Rồi combo 4 cái khăn như vậy 50 ngàn nha mọi người ơi. Khăn mặt. Khăn mặt, khăn lau mình, lau đồ nha mọi người nha. 4 khăn như vậy 50 ngàn nhìn mình. Rồi 4 cái khăn 50 ngàn nha. Khăn to như vậy nè mọi người ha. Rồi 4 khăn 50 ngàn giúp mình nè. Rồi khăn 4 khăn 50 ngàn nha mọi người nha. Combo 4 khăn 50 giùm mình. 4 khăn như vậy 50 ngàn nha mọi người nha. Ai chúc khăn lên khăn 4 khăn 50 ngàn nha. Rồi ai chúc combo khăn lên combo khăn 4 khăn 50 ngàn. 4 khăn 50. Cái này là cô ta, cái này là cái chất cô tông của nó rút nước dữ lắm luôn nha mọi người nha. Rút nước kinh khủng luôn. 4 khăn 50 ngàn giùm mình ha. Rồi 4 khăn 50 ngàn cho 4 khăn nha chị Khánh Đoan nè. Rồi 4 khăn cho Nguyệt Đoàn nè. Rồi 4 khăn nha Nguyệt Đoàn. 4 khăn mình chọn 4 màu cho mọi người về phân phát ra khỏi bị trùng màu nè. Rồi 4 khăn nha Nguyệt Đoàn. Rồi cho Ngọc Diệu 4 khăn. Rồi ok cho Ngọc Diệu 4 khăn. 4 khăn được 4 màu luôn mà thấy không. Rồi cho Ngọc Diệu 4 khăn. Rồi của Phan Thị hết rồi, qua mẫu khác nha. Qua mẫu khác nha, rồi mẫu này đẹp hơn nè. Rồi cái này 3 khăn 50 ngàn. Rồi mẫu này 3 khăn. Phan từ từ. Ừ 3 khăn 50 ngàn đi ha. Cái mẫu sọc này nè. Đẹp như vậy nha, 3 khăn 50 ngàn giùm mình. Mẫu sọc 3 khăn 50 ngàn. Phan từ từ coi thử cái khăn kia còn không nha. Khăn của Phan Thị còn không. Cái này nó còn có 4 cái như vậy không lên được nè. Cái này còn 4 cái không lên được nha. Rồi xả đó bỏ qua cho Phan Thị đi. Bỏ cái Ngọc Diệu nó không lấy, bỏ qua căn. Chốt là chính xác giùm chị nha Ngọc Diệu nha. Khỏi mất công mà ra bill rồi cái xóa rồi bỏ lại lên bill khác nha. Cái này là nó có 2 cặp nè. Rồi giờ đi một cặp như vậy là bây giờ 39k một cặp đi. Chứ bây giờ nó có 2 cặp gì vậy, tách ra 3 cái, còn cái lẻ không có bán nè. 35k chứ. Ờ, ông Đại không đồng hả? Đại không đồng. Không đồng sao ông báo ông chụp bill. Chụp bill gửi qua Ngọc, Ngọc Diệu bỏ lại. Bao nhiêu tiền vậy? Ngọc Diệu bỏ lại. Bỏ qua gửi cho Phan Thị. Trong máy đó luôn. 2 cái 35 ngàn giùm mình nha mọi người nha. Cái này nguyên một cặp là 35. Ngọc Diệu ơi chuyển khoản giùm chị nha cưng ơi, bao nhiêu tiền? Có chụp đơn gửi qua. Gửi qua ai? Gửi qua Ngọc Diệu các bạn.
Ủa Ngọc Diệu ơi, kiểm tra đơn hàng rồi có gì chuyển khoản giùm chị nha. Cái hồi sáng nhà mình có chút đơn chụp bill gửi qua bên Zalo các bạn mới á. Có gì hả, coi bill rồi chuyển khoản giùm chị ha. Rồi lên đơn nha, 2 căn 35 ngàn đây, do cái này nó có 4 căn thôi. Mà tách ra thì không tách được nha, tách 3 con không được, nên là 2 căn 35 ngàn. Cô Tông nha mọi người, ủa cái này còn... khác nhau khác size, cái size size to, cái size này size to. Rồi 2 căn 35 ngàn cho, dạ 4 căn hết rồi chị. Rồi 4 căn 70k cho Phan Thị nè. Cái này để dưới lông bếp nha. Đây. Rồi cho Phan Thị 2 cái, cho chị Vân Lê 2 cái đi nha. Căn này cho chị Vân Lê 2 cái, cho Phan Thị 2 cái hết. Mua nhiều lắm. Mua nhiều lắm, cái đó chị mua nhiều lắm. Đợt trước chị ôm trong kho kia nhiều lắm rồi, chị bỏ ra rồi tùm lum hết trơn, nhiều lắm luôn. 4 cái 70 nè. Không, lấy hai cái thôi, gặp đi, hai cái 70 với chị Vân Lê, hai cái 35, hai cái 35. Hai cái 35 cho Văn Thị, hai cái 35 cho chị Vân Lê. Hai cái. Rồi sọc nha mọi người nha, sọc nha. Cái sọc này là khăn mặt nha, khăn mặt này khăn mặt nhỏ hơn nha mọi người nha. Khăn mặt nhỏ hơn này em tặng cho mọi người hai con như vậy là hai con như vậy 25k đi. Em tặng hai con 25k nha, khăn xịn luôn nha. Rồi em tặng luôn hai con 25k nè. Hai con 25k nha, 35k hết rồi nha mọi người nha. Khăn tắm hết rồi Ngọc Diệu ơi. Khăn tắm hết trơn rồi, nó còn khăn mặt này thôi. Rồi hai con 25k giùm mình là khăn mặt nha. Khăn tắm hồi nãy có hai cái em xả ra rồi thôi, chứ đâu có khăn tắm nữa đâu mà em chốt. Không có khăn tắm. Rồi hai khăn như vậy là 25k giùm mình khăn mặt nha. Cái này thì nó rút nước dữ lắm luôn ha. Nó rút nước cực kỳ luôn. Rồi khăn mặt, ai chốt khăn mặt lên khăn mặt. Hai cái như vậy tặng nhiêu trời. Cái khăn này khăn nhỏ 25. Và cái này 35, hai cái dài 35 hơn 25. Chị không nhường khăn em chị. Bốn cái người ta chốt rồi. Bốn cái người ta chốt mất tiêu rồi em. Rồi giờ khăn mặt nè mọi người ơi, hai cái nè. Giờ chẳng biết tặng sao mà khăn mặt nè là cô Tông nha mọi người nha. Cô Tông đẹp như vậy nè. Có một màu nha, Thu Trang nha, có một màu nha em nha. Chị ơi, đồ em mới nhận nè, đẹp quá mà. Hai cái áo mà không vừa. Trời ơi, sao mà đọc số ký, chị đọc số ký rõ ràng mà. Rồi ok, hai cái là chỉ có 25 ngàn thôi nha mọi người nha. Căn này của Thăng Long nè. Nè, hai cái 25 ngàn giùm mình nha. Ai chút căn mặt lên căn mặt hai cái như vậy là 25 ngàn. Hai cái 25k. Do không biết là bán bao nhiêu á, nên là bán đại. Hay là mình tặng hai cái 20k đi cho nó hết, cho nó lẹ nha. Hai cái 20k đi. Ai chút mình lên đơn đi, cứ hai cái 20k hai màu. Hai cái là 20 ngàn nha. 20 ngàn như vậy là hai màu giùm mình đi. Vậy đi cho nó lẹ. Ngập Diệu cái khăn tắm gì đâu có đâu, chỉ có cái khăn mặt với khăn hồi đầu tiên thì nó có khăn to to đấy thôi. Rồi cho Bình Lê hai khăn nè. Bình Lê hai khăn 20k nè. Nó rẻ bèo luôn á. Cái này là nói chung là khăn mặt này là cô Tông. Cho Nguyễn Hoàng. Rồi chúc hai cái khăn mặt nữa lên khăn mặt nha mọi người nha. Ai chúc khăn mặt nữa lên khăn mặt nha mọi người nha. Hai cái như vậy có 20 ngàn thôi. Là chị ra có 10 ngàn một khăn thôi. Cái này là cô Tông nha mọi người nha. Cái này mọi người lau mặt là nó rút mồ hôi dữ lắm luôn á. Rồi ai chúc lên đơn nha. Ai chúc lên đơn. Khăn tay mẹ. Rồi hai cái cho Nguyễn Sâm. Rẻ ồn mà mọi người ơi, 20 ngàn nó rẻ thúi luôn á. Rồi ai chút nữa lên đơn. Còn có hai cặp với cái này là 3 cái 30 ngàn. Rồi ok, 5 khăn cho Phan Thị hết luôn nè.
Rồi Văn Thị chúc 5 căn luôn hết luôn nha. Vì giờ thay đi. Nói chung 2 tháng mình phải thay một lần. Biết sao mình lau vi khuẩn vi đồ, nhiều khi mình giặt chưa chắc gì nó sạch hết. À, nên là 2 tháng mọi người thay 1 lần đi là ok nha. 2 tháng thay khăn 1 lần đi mọi người ơi. Rồi khăn này khăn màu nè. Cuối cùng ngập dịu này nó giờ chút được khăn không? Ngập dịu đã mất tiêu rồi. Ngập dịu đâu rồi, còn không cưng ơi? Có một cái khăn to, cái khăn mà tới 1 mét, 2 mét với 1 mét mấy luôn á. Gì? Phan Thị đó, nó không lấy nó nhiều vô Phan Thị đó. Nó đâu mất tiêu rồi, đi ra nó mất tiêu rồi sao không biết. Cho em 5 cái gì? Em buồn rồi nhưng mà giờ đâu có khăn to đâu. Em thích khăn sọc. Khăn sọc không có. Nếu mà khăn sập là càng không có nữa nha em nha, không có đâu. Bây giờ là chỉ còn một cái khăn mà khăn to, khăn tắm to dài 2 mét. Nhưng mà một màu cho nó sập. Cho cái này cho Phan Thị mình 5 cái này. Rồi ra đơn cho. Là Phan Thị 50k nè. Em lấy 4 cái nguyên xăm hay hết rồi em ơi, giờ còn cái này thôi nè. Kêu Phan Thị nhường lại em. Rồi vậy thôi, gạch của Phan Thị bỏ lại cho nó đi. Cái của Ngọc Diệu ơi. Của Ngọc Diệu ơi, đâu có nhiều đâu. Hàng này thanh lý chị đâu phải chuyên khăn đâu. Nó nằm trong lô quần áo có chị bán chứ đâu có đâu. Bây giờ về đi. Ngọc Diệu đâu, gạch cái tên Phan Thị ở trên đi, bỏ lại cho Ngọc Diệu. Giờ là cái kia nhường gạch bỏ qua cho em rồi nha. Rồi đây nha mọi người nha. Cái khăn này là đủ màu như vậy nè. Bây giờ mình tặng cho mọi người đi. Combo như vậy đi là 4 cái khăn như vậy. 4 mấy khăn như vậy nha mọi người nha. Rồi 4 khăn mình tặng cho cái tình yêu 25k 4 khăn 20.000 đi. Rồi tặng cái này 4 khăn 20.000 đi. Rồi ok chưa? Quá chơi quá lớn luôn còn gì nữa. Rồi 4 khăn 20.000 luôn. 4 khăn 20.000 hả? Thương mến họ có đồ bé trai không chị? Có nha thương mến nha, có nha. Có đồ bé trai luôn em nha. Rồi 4 khăn 20.000. 4 khăn 20. 4 khăn 20.000 cho Hậu Quỳnh. 1, 2, 3, 4 khăn cho Hậu Quỳnh. Rồi 4 khăn 20.000 cho chị Khánh Đoan. Thay khăn lau mặt đi mọi người ơi. Ở nhà mà cỡ khoảng là vài tháng thay khăn lau mặt một lần là ok. Rồi cho chị gì? Hậu Quỳnh. Rồi là cho chị Khánh Đoan nè. 20.000 4 cái khăn thứ hai chị có 20.000 nè. Chị Khánh Đoan chị ra đường đúng không? Rồi 4 căn cho Khoa Nguyên Văn. Chết cha rồi. Cái căn đầu tiên nào có màu vàng không? Cái bao đầu tiên có màu vàng không? Không. Rồi 4 căn cho coi gì rồi. Cái mới ra cuối sau là cái tên gì vậy ca? Con Nguyên Văn đúng rồi, 4 căn cho Vi Huyền. Rồi hết rồi, phan từ từ nha, 4 căn cho Vi Huyền. Rồi 4 căn cho Vi Huyền. Rồi gì cho Nguyễn Sâm 4 căn. Có đứa còn không nha. Khăn to rồi, khăn nhỏ nó còn có 2 khăn thôi. Hết rồi, còn 2 khăn thôi. Còn 2 khăn chốt cho Nguyễn Sâm 2 khăn nha. 4 khăn, 2 khăn là 10.000 nè đúng không? Cái 20.000 rồi 2 khăn 10.000 nè. 2 khăn 10.000 cho Nguyễn Sâm đi nha. Rồi cho Nguyễn Sâm nè, ghi 10k đi. Gạch đi, gạch đó ghi 10.000 thôi. Cái Nguyễn Sâm á, Nguyễn Sâm đó, đó. Quăng vô đó luôn, gạch luôn đi, cho để chúng nó lộn. Rồi khăn này khăn to hơn nè mọi người ơi. Khăn này to nha mọi người ơi, to hơn nè. Rồi. Rồi cái này 3 khăn 20.000 đây, khăn này khăn to nha, cái này khăn nhỏ còn đây khăn to.
ba căn 20 ngàn. Dạ nãy giờ ông chưa phân cái gì luôn hả? Nãy hôm qua đó mà ông chưa phân, nãy tôi thấy ông phân quần thể thao gì mà sao ông phân? Ông đóng quần ai phân kịp nấu hoài má. Ông quần phân quần đùi á. Lấy cái bao to hay làm gì vậy? Rồi ba căn 20 ngàn nhìn mình. Ba căn nha mọi người nha, ba căn tính ra có 7 ngàn một căn thôi nha mọi người nha. Tính ra có 7 ngàn một căn thôi ha. Ủa nó không vô pin ca ơi, coi cái sạc lại anh chị nghe, nó không vô pin. Đề lại thôi anh, nó không vô pin. Dạ ok. Rồi ba căn 20 ngàn, có 7 ngàn cái căn này mọi người ơi. Ủa đơn em chưa đi hả chị? Ship code. Đâu đơn của em là đã đẩy đơn nhưng mà chưa có chuyển khoản, em chuyển khoản em chị đi, đơn đẩy rồi. Không ship code được em ơi. Đơn đẩy rồi mà. Đơn đẩy rồi. Đơn đẩy rồi. Rồi ba căn 20 ngàn. Tâm Mignon nè, lên số điện thoại đây Tâm Mignon ơi. Tâm Mignon có số. Rồi cho Tâm Mignon nè, ba căn 20 ngàn cho Tâm Mignon nè. Rồi ba căn 20 ngàn cho 10 căn 50 ngàn. Hết rồi Hậu Quỳnh ơi, hết 10 căn rồi. Cái căn 5 ngàn chỉ hết sạch rồi. Rồi ba căn 20 ngàn cho Khôi Nguyên Văn nè. Rồi hết rồi nha, căn 20 ngàn cũng hết luôn rồi nè. Căn 3 căn cũng hết luôn rồi nè. Rồi bây giờ còn loại này nha, loại này cũng 3 căn 20 ngàn. Cái này là hàng xuất hay sao á. Cái con này hàng xuất nè mọi người nè. Cái này hàng xuất nha mọi người nha. Rồi cái này luôn. Rồi ba căn này 20 ngàn luôn nha mọi người nha. Rồi ai chút nữa ba căn lên ba căn 20 ngàn nhìn mình nha, hàng xuất. Rồi ba căn 20. Đúng không? Không biết bí ba này. Rồi ai chút lên đơn nhìn mình nha, căn to. Rồi có số rồi nha, Tâm Mignon ơi, ok em nha. Chị Khánh Đoàn lên lại số điện thoại giùm em ở bên trang này giùm em với chị ơi. Số căn 40k, chị Vân Lê chúc cái căn này nha chị. Chúc căn này nha chị yêu nha. 1, 2. Bây giờ Hậu Quỳnh có chốt cái này không nè cưng ơi. Có chốt này chị lên cho em nè, chứ để mất công là em comment trước. Nhưng mà em comment là giờ không biết cái căn nào. Ba căn 18k, má thằng này ra rại. Giờ có chốt không Hậu Quỳnh? Comment chị chẳng hiểu gì trơn à. Có chốt không? Chốt chị chốt cho người ta nè. Coi Nguyên Văn là 3 căn 20. Này nó chốt cái gì vậy? Sao mà biết đường? Cái gì 6 căn 35k là sao thằng này? Rồi là chị em lên đơn. Vậy là chị không lên đơn được. Chị lên đơn cho người khác đó nha. Để mất thời gian nè. Rồi chị Vân Lê lên đơn lại giùm em với chị ơi. Tâm Mignon rồi là tới tới gì Coi Nguyên Văn rồi. Tới Nguyễn Sâm nè. 3 căn 20 ngàn cho Nguyễn Sâm nè. Hậu Quỳnh chút hồi nữa mà có chiếc mèo chơi nha con ơi. Rồi cho Nguyễn Sâm. Nói. Mượn gì? Rồi ba căn 20k cho Nguyễn Hoàng nè. Điếm nó đủ ba căn không? Rồi cho chị Vân Lê này sửa thành 20k chị Vân Lê đấy ha. Rồi cho chị Vân Lê này. Rồi cho chị Vân Lê sửa lại thành 3 căn thôi. Gạch của chị Vân Lê 3 căn 20k thôi nha. Chuẩn gì? Đóng một cái đồ thiếu. Một hai. Rồi ba căn này tặng luôn nha các tình yêu nè. Rồi comment ba căn VIP này tặng luôn 20k nè. Căn này là nói chung mấy hàng này xuất cái sao á, Bon. Căn này căn của Bon này, ba căn 20k luôn. Comment ba căn này có một màu thôi nha. Comment là căn VIP ba căn 20 ngàn nè. Chị Vân Lê em bỏ cái này vô luôn nha chị được không?
Chị Văn Lê ơi, em bỏ luôn cái này vô chị được không? Sáu cái em ơi, rồi ok rồi, vậy em bỏ luôn cái này luôn nha. Rồi ok chị Văn Lê nè. Rồi ok nha, rồi bây giờ lên tiếp nè. Lên tiếp mãi gì, ai chúc đồ bộ không mọi người? Ai chúc đồ bộ bằng ở nhà này không? Mọi người muốn lên gì comment giùm mình với. Ai muốn lên gì comment với mọi người ơi. Em xem khăn tắm. Khăn tắm mốt cho em. Khăn tắm mốt cho em là khăn tắm gì? Khăn tắm mốt cho em là khăn tắm gì à cưng ơi? Chị lên hết đồ bộ này nha mọi người nha. Hàng Shopee tối like nha. Lê Bình ơi, tối chị like hàng Shopee nha. Lần cuối cùng nha. Mẹ mà đang like mà mèo cái nữa mà qua mà cắp xương mắt đúng không? Hồi nữa đây tôi xử cho. Vâng lên ba cái khăn tiếp này thôi. Cửa kia thành 20 ngàn chưa? Rồi. Hồi nữa tôi xử cho mà thấy cái cảnh như tao. Kiếm coi còn sót không chị? Chị cũng biết nữa, để chị coi thử nha. Giờ không biết còn sót không nữa. Rồi đây nha mọi người nha. Rồi bộ dễ thương cực kỳ luôn nè mọi người nè. Rồi size nhỏ nè. Rồi size này từ khoảng 40 cho tới 50kg á. Cái size này từ khoảng 40 cho tới 50kg nha mọi người nha. Rồi ok ha, 40 tới 50kg nè. Cô tông nha. Cái này là hàng cô tông nha mọi người nha, bao đẹp cho mọi người luôn. Rồi tặng luôn 49k, cũng như là khai đao đầu lai tặng 49k size nhỏ nha, cô tông đẹp nha, bao cho mọi người luôn ha. Rồi 49k giùm mình. Cái này bé vẫn được luôn nha mọi người nha. Nhà bé có bé nhỏ nhỏ xinh xinh là được nha, chất cô tông nha, cô tông hàng đẹp nha. 49k giùm mình. 49k. 49k nha mọi người nha. Ai chốt lên đơn 49k giúp mình nè. Rồi comment nè, comment mã gấu 49k. Gấu 49k giùm mình. Em muốn đổi thì em cứ gói bỏ vô rồi em chuyển về đây cho chị nha. 4k Nguyễn Thị Bích Ngọc. Em muốn đổi thì em cứ chuyển, nhưng mà tiền ship em chịu nha. Nói chung là chị cho đổi, nhưng mà mọi người, bởi vậy chị mới nhấn mạnh là mọi người nghe rõ đọc số ký giùm nha. Nói chung á, chị đập từ khoảng 40 cho tới 50kg. Thì những bé nào á mà kiểu như cao ốm thì 50kg bận vừa. Còn những bé nào mà tròn 40kg là nó bận, nó thấp người á, nó tròn nó thấp người là 40kg nó bận vừa. Đó, mình đọc là cứ dao động từ khoảng bao nhiêu tới 40, bao nhiêu ký là mình có đọc rõ ràng luôn á. Còn em muốn đổi chị ok cho em đổi, nhưng mà đổi là tiền ship em tự chịu ha. Nói chung là chị dạ lắm. Đó vậy đi ha. Rồi ok, nếu mà cứ ấy thì em đóng lại rồi gửi chị đổi cho nha. Rồi ai chúc mã xanh lên mã xanh nè. Trời ơi đẹp chưa, size to nha. Size to hàng shop nha mọi người nha, hàng đẹp hàng shop luôn á. Cái size này á là cỡ khoảng là size 2XL. Cái này chắc cỡ khoảng 60kg nè mọi người nè. 2XL này 60kg nha. Nếu mà cao có thể là 65kg vừa luôn nha. Cái này nó hơi dơ lai tí xíu xíu thôi. Quần dài nha, bao đẹp cho các tình yêu luôn nha. Quần dài bao đẹp, bao chất cho mọi người luôn. Rồi tặng bộ này 60k nha. Cái này là hôm qua mình like 75k, nhưng mà cái này nó dưa like nhẹ nhẹ tí xíu. Mọi người về giặt sơ ok ha. Rồi mình tặng cho các tình yêu 60k bộ này. Cái này là nói chung là ngoài shop người ta bán 180 tùy theo shop nó. Mọi người vô trong shop lớn nó bán 200 mấy đó, chất cô tông nha, bao đẹp luôn. Rồi chúng mã xanh là mã xanh đẹp lắm mọi người ơi, 60.000. Cô tâm bộ dài luôn nha mọi người. Bộ dài mọi người mua không có giá này đâu nha. Bao đẹp luôn. Đẹp cực kỳ nha. 60k giùm mình. Comment bộ xanh 60. Đẹp lắm luôn. Cái này là bao đẹp cho mọi người luôn nha. 60k bộ xanh. Xanh 60. 3 bộ 50kg nghe. Rồi ok. Chờ xíu nha Vũ Như Bình. Lâu quá rồi mới thấy Vũ Như Bình vô xem nè. Ok cưng. Chờ chị chút. Đẹp lắm chị, tại em mà không vừa. Em coi thử, nếu mà gần nhà em có ai á, em chia cho người ta đi, đỡ phải tốn tiền ship, em mua lại cái khác.
Chứ còn bây giờ em đổi đi thì chị vẫn cho ok, vẫn cho đổi, nhưng mà mắc công em tốn tiền ship. Trong khi cái bộ đồ nó rẻ, cái hàng em mua giá nó rẻ, bây giờ em đổi hoàng về em đổi cho chị thì cái tiền ship của em nó vô gần bằng cái tiền áo rồi. Đó là nó như vậy đó, em có thể em chia lại cho ta em vô mua cái khác. Đó là ví dụ bây giờ mình mua xong mình nghe rõ, mình đọc số ký rồi thì mình mua trừ hao ra ha. Loại hồng siêu đẹp luôn nè. Đẹp không à mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi hồng nha. Rồi địa chỉ của chị là 254 nha. 254 liên khu 45. 254-24 liên khu 45 nè chị. 254-24 liên khu 45 nha. Bình Hương Hòa B, Bình Tân. Ai gần nhà thì ghé lấy nha mọi người, đỡ tốn tiền ship nha. Rồi hồng, trời ơi mấy bộ này mọi người không chốt tiếc cực kỳ luôn á. Rồi Nguyễn Duyên nè. Nguyễn Duyên lên lại số điện thoại đi. Bà lên lại số điện thoại đi, đơn chốt gọi đi rồi mà sao bây giờ gọi lại kêu không phải số điện thoại. Nguyễn Duyên lên số lại điện thoại lại giùm mình đi Nguyễn Duyên ơi. Lên lại số điện thoại giùm mình nha. Hồng nè. Gì vậy? Rồi hồng, trời ơi quá dễ thương luôn. Rồi hồng này là size cỡ khoảng rồi, cái hồng này nó dơ rồi. Rồi hồng này nó dơ rồi mọi người ơi. Hồng này size chắc cỡ khoảng 50 55kg lần á. Dơ nè. Rồi dơ này tặng đi. Dơ này tặng 35k đi. Dơ tặng 35k nha. Dơ tí xíu ngay đây nè. Rồi nè, dơ phía bên trong. Nhưng mà bên trong này nó không ảnh hưởng nó. Mình tặng dơ 35k mọi người giặt sơ nha. Rồi comment hồng dơ 35k. Hồng dơ. Hồng dơ 35k. Đâu mất tiêu rồi. Đúng chính xác số này rồi mà sao cứ gọi điện là kêu là không phải số điện thoại, kỳ cục vậy trời. Đúng chính xác cái số điện thoại này luôn. Kêu lên thử lên trên app thử coi. Đúng cái số điện thoại nào không? Cái đơn Nguyễn Duyên mới vừa xả đơn ra đó. Đúng rồi, Nguyễn Duyên đó hỏi ổng đang đối số cái số điện thoại này với cái số điện thoại kia thử coi. Cái này là từ sáng giờ nha, nhân viên nó gọi rất là nhiều lần luôn, kêu là lộn số, không hề đặt cái gì hết. Trong khi đặt 6 đôi dép, đã gọi chốt đơn cho thông tin địa chỉ. Rồi bây giờ xác nhận để đi đơn thì lại kêu là không đúng số điện thoại. Bây giờ lên số điện thoại y chang luôn. Y phóc luôn, không sai một ly nào luôn, không hiểu luôn. Rồi, cái kiểu này là không được rồi. Nguyễn Duyên, số điện thoại chính xác luôn rồi. Đúng rồi, không cho chốt. Chính xác 100% luôn. Số của em gì gọi ai bắt máy hỏi là vậy là phải là con chị Lạc là em chị gì à, chốt không? Mày kêu là không có, không có chốt gì, không có mua hàng hóa gì trơn á. Ở Bình Chánh chứ không phải là ở Đồng Tháp. Đồng Tháp đúng không? À, Nguyễn Duyên ở Đồng Tháp đúng không? Hay là Tiền Giang? Bữa có điện thoại Nguyễn Duyên Đồng Tháp, còn Nguyễn Duyên này Nguyễn Duyên rồi đòi nó ở Bình Chánh, không có ai chốt. Đúng rồi, kêu là không phải tên này luôn, thành nên là thôi. Bởi vậy mọi người mua thiệt tình hệ chốt, còn không thì thôi nha. Biết sao người ta buôn bán cực khổ lắm mà mình làm như vậy á, là thay vì hả mình đi tạo nghiệp á, thật sự luôn nha. Mình không phải nói mình bán bằng cả cái tâm của mình luôn. Ai mua hàng lâu năm của mình là biết rồi, mình bán bằng cả cái tâm của mình. Thành nên mọi người mua hàng nên có tâm chút xíu nha mọi người nha. Đó, nếu mà vừa ý thì mua, không vừa ý mọi người ngồi xem mình đã cảm ơn rồi. Chứ đừng nên chốt một hơi 6-7 đôi giày đôi dép, rất là cực. Người ta chốt, người ta lựa đúng sai cho mình rồi, cuối cùng bây giờ đã đóng hàng rồi, đóng cái bao hàng đẹp cực kỳ luôn, phải gói giấy ba giấy mà giấy cạc tông gói ok cái dây hàng và cái hàng đã vuông vức cực kỳ đẹp luôn, cuối cùng bây giờ phải khui ra xác nhận địa chỉ ở ngoài với địa chỉ trong, do qua cái số điện thoại ngoài với trong giống nhau không, y khuôn không khác một số nào hết trơn, mà cuối cùng bây giờ kêu là không phải số điện thoại. Trời ơi, bởi vậy nên có tâm giùm mình nha, kiểu này chết luôn á. Rồi, đưa cái điện thoại lên đây đi, đưa gọi luôn cái số này luôn đi nè. Ca thoát ra đưa cái số điện thoại, đưa cái điện thoại chị mượn luôn ai ca ơi. Cái số này hồi sáng giờ là gọi là nhiều lần lắm luôn rồi á, y cái số này luôn nè. 0388 đúng không? 703560. Chính xác cái số này luôn, là do nhân viên nó gọi đi gọi lại 4 lần luôn, xác nhận đúng 4 lần. Nhưng mà cuối cùng là 2 lần nghe máy, còn 2 lần là không nghe máy. Rồi nghe máy xong là kêu không phải tên Nguyễn Duyên gì hết. Bấm ra đưa chị mượn số điện thoại chị gọi. Đâu ai dám đi xả đơn ra rồi, đâu dám đi đâu. Trời ơi, giày dép cứ nhận thử hàng đi. Bên mình đã bảo đảm cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi bấm số điện thoại 0388 đi. 703560.
Giao ai bây giờ kiểu này ai? Chính xác cái số điện thoại này luôn á. 0388 703 560. Chính xác 100% luôn. Rồi ai chúng mã hồng lên mã hồng dơ 35k giùm mình nè. Hồng dơ 35k, bởi vậy mình cứ nghĩ là không biết là có số điện có lộn số hay không mà sao kỳ cục vậy. Do thấy chốt đơn cũng nhiệt tình lắm luôn mà sao mà gọi không được. Rồi Hồng 35k nè. Nó đang gọi nha. Alo. Alo. Em nghe em Nguyễn Nhi chị. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Hồi sáng nhân viên nhà bên nhà chị gọi cho em mà kêu ai kêu là không phải tên Nguyễn Duyên. Mà em là ở đâu? Là em đi hai đơn rồi hả? Hai đơn rồi, cái đơn bữa trước cái cái số điện thoại này đúng y số điện thoại này mà sao kỳ vậy? Cái này là lúc hồi nãy chị có lấy cái máy của chị gọi thử là cái số chốt đơn riêng, còn cái máy của chị riêng à, nên chị gọi lại chị nói trời ơi sao mà thấy chốt nhiệt tình lắm, ai đâu mà đi với màng mà vô mà chốt sai chốt đồ nhiệt tình như vậy được. Thì chị mới tức quá chị mới gọi lại, thì chị gọi lại là không nghe máy, cái số điện thoại chị gọi lại không nghe máy, thế là nó mới lấy số điện thoại nó gọi lại lần nữa, nó gọi nhiều lần lắm luôn. Rồi là có một người bắt máy, người ta kêu ở Bình Chánh chứ không phải là ở Tiền Giang đồ gì hết trơn á, người ta nói như vậy. Thành nên là xả đơn ra, cắt đơn xả đơn chút xíu chị xuống chị quay cho coi. Chút xíu chị chốt cho chị em xài Zalo số nào chút xíu nữa, Zalo chị gọi Zalo cho em xem. Số này luôn nhưng mà vô kết nạp số Zalo cũng không được. Bởi vì chút xíu nữa chị giải quyết cái đơn cho em nha. Chứ còn mà biết sao cái đơn mà chị không xác nhận cái số điện thoại lại là đơn chị không thể nào chị cho đi được. Cho đi rồi nó hoàn đi hoàn về rất là cực khổ luôn. Trong khi một đơn hàng mình bán nhiều cái mình thanh lý vốn với thanh lý nhiều cái lộ vốn nữa mà bây giờ hoàn đi hoàn về hai đợt hàng mấy chục ngàn, 4-5-6 chục ngàn tiền hàng hoàn thì sao được. Rồi giờ có gì chút xíu này chị gọi lại thôi ha, chị đang like nha. Dạ rồi rồi thì ca tới cái ca rồi sao vậy, chính xác 100% luôn, còn cái nữa nè, giày dép nè, Viettel luôn, 100% luôn, bó tay luôn, không hiểu được luôn. Đây nè, cái này là cái đơn dép mà vừa chốt này, số điện thoại này. Mấy con nói ăn rồi không á, nè sợ lắm luôn. Đây móc ra luôn á, đã đóng bao vô rồi phải móc ra để coi kiểm tra số điện thoại nè. Y phốc không sai một ly nào mà nói chuyện sao vô lý. Hôm bữa mình cũng bị một con nhỏ kia nó chơi xài dòng y chang như vậy luôn á, mà nghĩ sao không hiểu được luôn á. Khó hiểu những người đó, mình không thật sự mà nói luôn không hiểu được luôn. Không, nó xà vần xong rồi là nó chốt của chị hai đơn, nó xà quần như vậy, nó kêu ship giao hàng cho nó, rồi là nó quần quần để nó chốt đơn tiếp, để nó bơm tiếp, rồi cuối cùng là chị đâu cho chốt nữa đâu, rồi cuối cùng hai đơn hoàn về hết. Không nghe điện thoại mà nó quần thằng ship cũng tội nghiệp nó lắm. Có con nhỏ nó bữa tên gì đó chị không nhớ. Không, nghĩ sao vậy trời. Chị ơi, đồ chị đẹp lắm rồi, cảm ơn Khôi Nguyên Văn nha, cảm ơn em. Hồng dơ hết rồi nha, Hồng dơ hình như là nãy chốt Vũ Như Bình đúng không? Ủa cái này chốt lộn rồi ca. Cái tặng 49k là cái gì vậy? Này của Nguyễn Bích Ngọc là cái tặng 49k là cái mã nào vậy? Coi thử cái Nguyễn Bích Ngọc để tặng 49k là mã nào vậy? Nè, đồ bộ đó, con heo á. Cái mã dơ đâu? Dơ nè. Ủa cái mã hồng kia là mã gì? Cái này mã gấu mà. Mã gấu, mã này dơ này chị ghi nó 35k đúng không? Có ai chốt nè. Hồng 35k nè, hồng dơ cho Vũ Như Bình nè. Ok nè, Hồng dơ Vũ Như Bình. Vũ Như Bình ơi, em lên số điện thoại lại giùm chế đi cưng ơi. Em lên lại số điện thoại giùm chị nha. Do là cái số điện thoại, cái hệ thống bên này là máy khác á,
Rồi máy bên này cúp luôn rồi. Cái máy bên này á, là kiểu như là máy khác, là cái hệ thống bên này nó chưa lưu số điện thoại của em, lên số điện thoại giùm chị với nha. Rồi ok nè, ai chút gấu lên gấu nè. Rồi ông hãy đưa cái điện thoại này xuống sạc pin đi nè. Rồi gấu xanh nha mọi người nha, siêu dễ thương luôn, đặt tặng luôn 49k. Không bao giờ có đâu mọi người ơi. Rồi size này cũng là từ khoảng 40 cho tới 50kg nè. 49k giúp mình nha, đẹp lắm. Rồi rồi, để đang đập để lên lại số điện thoại. Lên lại số điện thoại giùm chị đi, Vũ như mình ơi nè. Sạc pin giùm cái nè. Đâu rồi? Cái Samsung đây. Đây, 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 sạc vô đây luôn anh. Rồi gấu xanh nhìn mình, trời ơi, đẹp nhức nhói luôn mọi người ơi, gấu xanh. Gấu xanh nha mọi người nha. 49k gấu xanh. Lê Bình làm sao kiếm đơn hàng chị nấu có bốn đúng không nha. Kiểm đơn hàng nhưng mà mình đã đặt chính xác rồi, chị không có cho mà bỏ món ra nha. Đã nhận là nhận, còn không nhận là không nhận. Hoàn hàng về lần sau chị không cho chốt nữa, chứ chị không cho bỏ món ra nha. Chứ không phải là chốt rồi là bận thử lên là vừa em vừa là do mình chốt, chị đọc rõ ràng số ký nha. Còn muốn đổi hàng em nhận, em sẽ tự em gửi bưu điện, em gửi qua chị cho đổi lại. Chứ không phải là nhận xong bao nhiêu món, nhận bao nhiêu món, bên này chị không có cho kiểm như vậy nha. Chị cho kiểm tra hàng là chất liệu vải nha, chất liệu vải chứ không cho thử. Nếu mà em về em thử không vừa, em có quyền em sẽ đổi trên cái hệ thống của chị. Nó sẽ có ghim cái địa chỉ của chị, em sẽ gửi hoàng về địa chỉ của chị, em sẽ trả tiền ship nha. Còn cái đơn này là không nhận bao nhiêu món là lộn xộn bên bưu điện mà, nên chị không có làm cái như vậy. Em chị không áp dụng cái chương trình đó nha. Chương trình này là chỉ nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, hàng chất lượng ok thì nhận, còn không ok thì không nhận luôn. Chứ không có là nhận hai cái trả hai cái, là chị không có cho nhận hai cái trả hai cái nha. Vậy em mua hàng Shopee là sao? Tại lần đầu em mua nên không rõ á. Rồi ai chúc gấu xanh lên gấu xanh 49k, đẹp lắm mọi người ơi. Gấu xanh 49k giùm mình nha. Gấu xanh 49k. Rồi gấu xanh 49k giúp mình. Gấu xanh 49k. Ai muốn lên đồ bộ tôn không mọi người? Muốn lên đồ bộ tôn không? Đây đây, cái đôi dép, đưa lại cái đôi dép đi nè. Đây nè, đưa lại luôn hai cái số điện thoại luôn nha. Đây cái đôi dép này là hôm bữa là em chốt này nha cưng nha. Đây ha, em chốt cái số điện thoại của em với số điện thoại của đôi dép nè. Đây nè, để chị đưa cho em coi. Chị nói cái sách mắt cái trứng chứ không có nói ăn nói bậy nói bạ được đâu ha. Chị là ai là trung trực, ai trung trực qua chị đâu đây. Đây như em nha, đây hai cái số điện thoại. Hôm bữa em chốt dép tặng 49k này đúng không, 39k này đúng không, 49k size 39 này đúng không. Đây cái số điện thoại của em nè, 0388703 nè, 560 nè. Rồi cái số điện thoại mới cho là cũng 0388 nè, 703 nè, 560 nó y hệt, không khác một ly nào hết như vậy mà. Không khác một tẹo nào hết mà sao mà lộn được. Đây, ngày này là hôm bữa làm chốt ngày 6 tháng 10, còn ngày hôm nay là ngày 9 tháng 10 đây. Mới ra đơn ngày 9 tháng 10 đây. À, không bao giờ mà làm ăn mà bậy bạ, có hệ thống mới vi tính đàng hoàng, không thể nào mà lên lộn được nha. Không thể nào lên lộn được đây. Một cái là ngày 6 tháng 10 năm 2021, lúc mà 9 giờ tối nè, gần 10 giờ nè, chốt đơn nè. Rồi cái đơn này là hôm nay nè, 5 giờ, đúng 5 giờ chiều hôm nay nè, mới ra cái bill xong nè, ngày 9 tháng 10 nè. Đây cái số điện thoại, hai số điện thoại nè, không kép một ly nào hết mà sao lại lộn được, không thể nào lộn được luôn á. Đừng có mà làm như vậy, tội nghiệp người ta, buôn bán tội nghiệp người ta lắm thật sự luôn. Mình không có muốn mà chửi mà lên like mà nói nặng nói nhẹ ai hết, nhưng mà mình chốt hàng có tâm chút xíu, đã mua chính xác mua thì hãy chốt, còn không thì thôi. Chứ đừng làm như vậy, tội nghiệp người ta lắm, buôn bán ta cực khổ lắm. Do mình là mình ngồi mình chốt thôi, mình không có biết được cái cảnh khổ người ta làm đâu, bao nhiêu công đoạn mới tới cái tay của mình á. Để đi đi vậy, đi vậy, chị để vậy đó. Chị để vậy đó. Y chang như vậy luôn á, số điện thoại y vậy luôn, không khác một ly nào đâu ha. Rồi ai chúc vàng lên vàng giùm mình nha mọi người nha, ai chúc vàng lên vàng.
Rồi ok, lên đồ bộ tôn nha. Ok, đồ bộ tôn, chính xác. Rồi để ra móc thêm mấy đồ bộ tôn nữa ha. Rồi lôi lôi, kêu lôi lên mấy cục đồ bộ tôn lửng giống chị đi cưng. Rồi ai chúc vàng lên vàng sao hả? Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng giùm mình nha. Tại vì mới có 2 tiếng mà con Mỹ gì vậy? Chứ lúc 3 giờ, bây giờ mới 5 giờ, mới 2 tiếng rồi. 3 giờ mấy mới like đó. Rồi ai chúc vàng lên mã vàng giùm mình nha. Vàng vàng 49k, tặng luôn 49k. Rồi size này có khoảng 55kg độ về. 55kg độ về nha mọi người nha. Rồi vàng 49k giúp mình nha. Ai chúc vàng lên vàng 49k, có túi đàng hoàng nha mọi người nha, bao phê luôn. Rồi ai chúc vàng lên vàng giùm mình. Vàng. Rồi chờ xíu nha, lôi đồ tôn lên nha. Lôi đồ bộ tôn lên. Đây, tôn lửng này size nhỏ nè nha mọi người nha. Tôn lửng này size nhỏ nè. Rồi vàng cho Vi Huyền. Ủa? À Vũ Như Bình hồi nãy lên lại số điện thoại cho ta. Lấy số điện thoại của Vũ Như Bình trên app đi. Lên tôn nha mọi người nha. Lên tôn nha. Lên tôn size nhỏ nè. Lên tôn size nhỏ nhất nha Vi Huyền nè. Em có chốt, em chốt nha. Lên tôn size nhỏ nhất. Rồi mã xanh nè. Rồi mã xanh tặng luôn 55k mã xanh nha. 55k nè. 55k xanh. Ồ, đáng lẽ là không bán... À, lỡ rồi 55k đi. 55k em có lấy về em bán cũng được chứ bây giờ sao. Rồi 55k mã xanh 55. Đồ lửng á, có nhìn thấy chị lửng không? Rồi bộ xanh 55k, size số 1 nhỏ nhất nha. Xanh 55k. Xanh 55k đẹp không à. Có đồ đùi thấy không? Ờ, bữa qua ai hỏi đồ đùi nhiều lắm. Cứ chồng đi ra luôn đi, căng chồng lên chỗ đồ tắm. Size này là từ khoảng 40 tới 50 kg cho mọi người nha. Nếu mà cao trên mét 6 có thể 55 kg ha. Không bao giờ ở đâu mà ai mua được tôn mà giá 55.000, mình tặng cho mọi người gấp 10 lần cái giá trị đơn hàng của mọi người luôn nha. Bảo đảm uy tín luôn nha. Trừ khi nào trường hợp mọi người mua ba cái tôn mà mỏng tăng mỏng tay á, còn cái này tôn hay da bao mát bao phê cho mọi người luôn ha. Rồi lên đơn hồng giùm mình nha. Trời ơi đẹp lắm. Tôn không bao giờ. Mọi người mua tôn đùi kia mà còn phải là 70-80 ngàn một bộ. Nếu mà chỗ nào nó rẻ nó phải bán là 70-80 ngàn. Còn vô sớm nó bán 100-101 một bộ. Rồi xanh nha Ngọc Phương Trần. Rồi ai chúc lên đơn hồng giùm mình nha mọi người nha. Ai chúc hồng lên hồng. Kêu kiểm kêu ổng lên đây kiểm tra cái đơn hàng đợt trước. Nó kêu có một đặt một đơn hàng quần áo rồi. Coi cho Hoàng về nữa rồi. Coi thử phải không. Có một đơn hàng đó. Nguyễn Duyên nó kêu ổng boy lên này coi đi boy. Cầm cái đơn này nè, cầm cái này lên, còn hông lên máy tính cũng được. Rồi ai chúc hồng lên hồng. Đâu, nếu mà hôm nay làm gì có đặt mà hôm qua mà hôm nay có được đâu em. Nếu mà gần nhà mà ở Sài Gòn thì chỉ có ship riêng chị giao thì mới nhận hàng được liền được. Còn cái này mà em ở Bình Dương mà Bình Dương bây giờ đang dịch thì tới mấy ngày mới nhận được nha, nó tùy theo á. Mấy ngày mới nhận được ha. Chứ không có nhận liền hôm nay đâu. Hôm nay chỉ có là những cái khu vực lân cận chị giao liền cho hôm nay thôi. Rồi ai chúc mã hồng lên mã hồng. Ai chúc mã hồng lên mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng luôn 55k. Trời ơi tôn mắt lạnh hay da mắt lạnh luôn. Hồng 55k. Đẹp lắm. À bữa qua thì Phan hỏi đùi đúng không. Rồi ok chờ chị một xíu. Rồi ai chúc lá lên mã lá giùm mình nè. Trời ơi đẹp lắm. Rồi mã lá nha mọi người nha. Hồi nữa coi đùi có mấy bộ lắm mấy bộ. Kiểm tra đơn hàng kia hôm bữa là có đặt một đơn hàng quần áo rồi. Đã coi thử đi tới đâu rồi. Quái Duyên Lê, Duyên Nguyễn á. Giờ đang ấy là sao? Là gì Duyên Phạm chứ. Cái gì nãy là gì? Nguyễn Duyên đúng không? Nguyễn Duyên. Nguyễn Duyên là ở Mỹ đó.
Thì đúng rồi, chứ mà ý là coi thử cái đơn hàng quần áo mà có một đơn nữa đó, coi thử đâu rồi. Rồi mã lá này cho. Ủa mà xanh chút chưa? Ủa Ngọc Phương Trần ơi, lên số điện thoại đi Ngọc Phương Trần ơi, để ý số nghe đài nghe già ca nha. Nó để không có số điện thoại là nói chi, để chi đập người ta lên số điện thoại nha. Ngọc Phương Trần lên số điện thoại đi bạn ơi, nãy giờ chốt đơn mà chưa lên số điện thoại. Chưa lên số điện thoại ông chốt đơn được nha. Lên số điện thoại giùm. Rồi lá cho Vi, Vi Huyền nè. Rồi ok nè. Ok Ngọc Phương Trần ở số điện thoại rồi. Rồi chúc hoa xanh lên hoa xanh nha mọi người nha. Hoa xanh giùm mình. Trời ơi ở nhà mà bận cái tôn này là tuyệt cú mèo luôn. Không có cái gì mà qua cái chất này. Nó mát lạnh luôn nha mọi người nha. Nói chung á cái này với cái thun dẻo là bận là phê nhất thôi nha. Ai chúc hoa xanh lên hoa xanh giùm mình nè. Trời ơi nó rẻ thúi luôn á. Không bao giờ ai mua tôn này được cái giá rẻ bèo như vậy đâu ha. Rồi ai chúc mã xanh lên mã xanh giùm mình chất tôn nha. Rồi xanh giùm mình nè, ai chúc mã xanh lên mã xanh. Cái số nội vô luôn ra, bỏ vô. Bỏ vô đơn đó, đúng rồi. À cái đơn Mai Trần, Mai Trần chốt đơn đi rồi có gì nha. Hai cái quần chị nhận được rồi nha. Cái đồ của Mai Trần đã khui ra coi được bao nhiêu tiền nha. Mai Trần nè, cái đơn của em để chị coi chị kiểm tra nha. Ai chúc mã Bi lên mã Bi, trời ơi Bi đẹp quá. Bi đẹp nhất nách luôn. Rồi mã Bi nha. Thấy bao đây đó, nó chưa rồi tên bao mới đi. Có nha, chờ chịu xíu chị lên size 2 XL là vừa nha. Vi Vi Lâm ơi. Vi Lâm chờ chị chút xíu nha. Rồi lên đơn Bi giùm mình nè, Bi giùm mình nha, Bi. Bi nha mọi người nha, Bi. Rồi lá xanh còn một bộ nữa nè mọi người nè. Rồi lá xanh nha. À chút lá xanh hồi nãy lá đỏ, bây giờ lá xanh. Rồi lá xanh quần y chang như vậy khỏi mở ra nha, bao đẹp cho mọi người luôn nè. Rồi size nhỏ nha, cái size này nói chung là nếu mà cao ở trên mét 6 có thể 55kg. Còn mà dưới mét 6 40 cho tới 50kg thôi nha mọi người nha. Rồi lá xanh giùm mình. Quá rẻ. Tôn mà mọi người có khi nào mọi người thấy ai mà like tôn ta like 140.000 luôn á. Lá xanh kèm giá tiền luôn đi Vi Huyền ơi. Kèm giá tiền nha. Hello, ủa Ti vợ sao biết nha, hồi nãy có vô xe mà nhắn theo dõi Facebook này luôn rồi hả? Rồi có xe to ha. Rồi ai chúc mã này comment hoa nhí giùm mình nè, comment hoa nhí nha. Hai da, tôn hai da đẹp nha mọi người nha, hoa nhí giùm mình. Trời ơi, đây nè, Thi Võ này là khách cũ nè, để mình nói luôn. Thi Võ này là khách cũ nè, hỏi Thi Võ coi. Đợt trước chị chốt cái này 79k không đúng không? Cái đồ bộ tôn nè, đa số là mình chốt 79k hết á. Thi Võ này là lấy cái này về bán của mình nhiều rồi nè. Thi Võ là cái này là khách của mình là lấy về bán luôn á. Nhưng mà 79 với 75k chứ không có giá 55k đâu nha mọi người nha. Nhưng mà chất tôn đợt trước chưa có chắc gì đẹp bằng tôn này rất là đẹp luôn nha, đẹp hơn tôn đợt trước nhiều. Đẹp hơn tôn đợt trước á, tôn này nó dày hơn nè, đẹp nè. Rồi, hoa nhí 55k. Đúng rồi, đúng ok đúng không? Bởi vậy ok em. Rồi lên số điện thoại giùm chị luôn đi Thi Võ ơi nè. Thi Võ này là khách cũ nè, cái Facebook mới vừa mở lên nè, nếu qua đây nè, qua đây nãy giờ cũng được hay nhiều nè. Đó. Rồi. Thi Võ chốt đơn lên số điện thoại giùm chị nha. Hoa nhí cho Vi Huyền. Em ơi chốt đơn lên lại số điện thoại nha, bên hệ thống này nó chưa lưu số điện thoại của em đâu. Rồi ai chốt xanh lên xanh nè. Ôi đẹp quá trời luôn. Tôn là nó mắc lắm, nó không có rẻ như ba hàng thun đâu. Nếu mà ai bán hàng là biết ngay và liền luôn. Trời ơi nó mắc lạnh luôn à, sướng lắm luôn nha. Rồi comment mã xanh luôn. Xanh 55k xanh. Xanh xanh nha mọi người nha. Rồi ok em nè, ra đơn để cho nó lưu vô đi nè. Trời ơi tím đẹp dọa men luôn mọi người ơi. Tím đẹp lắm luôn nha. Trời ơi ai chút tím lên tím. Trời ơi cưng quá nè. Rồi tím ngay và liền giùm mình nha. Tím. Trời ơi cưng lắm luôn, cái màu này nó đẹp nè. Nó mát, nhìn cái màu nó mát mẻ lắm luôn á. Rồi ai chúc mã tím lên mã tím với mình 55k. Trời ơi rẻ kinh khủng. Hôm nay á, ngày hôm qua là hứa là hôm nay là không có bán giá này. Nhưng cuối cùng hôm nay cũng lại bán cái giá này. Do là có con Vi Huyền trong này. Hôm qua chốt cho nó 55.000 không, bây giờ chốt giá cao hơn thì nói ấy.
thành cho nên là bán cái giá này lại là lỗ. Rồi tím nha tuy vỏ. Rồi chờ xíu lên 55kg. Chưa, bi hồng có chút đơn chưa em? Bi hồng chưa đúng không? Rồi lên bi hồng đi Khoa Nguyên Văn ơi. Em nghe rõ chị đọc số ký nha, chứ để em chốt về bạn không vừa nữa đó nha. Size là từ khoảng 40 cho tới 50kg nha. 40 cho tới 50kg thôi. Nếu mà cao mới là 55kg, trên 1m6 mới 55kg. Dưới 1m6 là 50kg đổ về thôi nha. Nghe rõ đọc số ký rồi chốt, chứ để mấy công là không vừa. Rồi ai chúc vàng lên vàng. Trời ơi cưng chưa. Rồi vàng. Số quần số 1 quần dài. Rồi ok chờ chị một chút. Rồi tiến ra đơn rồi đúng không? Bây á. Rồi giờ em lên lại giùm chị đi. Em comment bi 55k giùm chị đi. Rồi ai chúc vàng lên vàng. Trời ơi vàng đẹp nhất nách luôn nè. Cái vàng nhìn nó màu nó ngọt mà nhìn nó mát mẻ kinh khủng luôn nha. Cái màu vàng này siêu cưng luôn nè. Rất là mát mẻ luôn ha. Ai chúc vàng lên vàng. Rồi vàng da ngọc Phương Trần. Nghĩa là lấy nó là gì vậy? Nui. Cái này nó có số 2 này nè. Nó có size số 2 luôn. Rồi chờ xíu nha. Lên chiên cái số 2 nữa. Lên lại số 1 nha mọi người nha. Nói chung len lên chiên chiên đi cho ai vừa nào chốt nha. Chấm bài cho xin nút chia sẻ đi mọi người ơi. Thỉnh thoảng share like giùm mình đi các tình yêu ơi. Share like giùm mình nha mọi người nha. Tắt tên nha. Tím chốt cho Thi Võ. Gì? Cái vàng nó quá vậy. Ngọc Phương vàng. Rồi bộ cái tay này 60kg đổ về nè. Size 2XL 60kg đổ về nha. Sao cái này nó cứ ưng nó vô điện ưng nóng vô vậy trời. Rồi bây giờ vô lại rồi đó. Này nóng vô tắt luôn. Rồi dài 65k giùm mình nha mọi người nha. Không bao giờ có giá rẻ kinh khủng khiếp như vậy đâu ha. Size số 2 60kg đổ về. 60kg độ về giùm mình nha. Lửng luôn với dài đâu. Lửng. Lửng luôn chứ không phải dài, lửng nha. Trời ơi, 55k mình bán cho mọi người 55k mình đau lòng cực kỳ luôn á. 55k là lỗ cái quần luôn á. Mọi người cứ nghĩ đi, 79-75k giờ chốt 55k trong khi like một bộ một món như vậy lời 5.000 cho tới 7.000 thôi. Bây giờ giảm cho mọi người tới 20 mấy ngàn lời đâu ăn. À, rồi chúc mã này comment mã xanh size 2X giùm mình nha. Trời ơi đẹp lắm. Trời ơi 55.000 đau lòng quá. 59.000 đi mọi người ơi, 59 đi. Rồi tối nay like Shopee nha mọi người nha. Trời ơi. Xanh 55 cho Ngọc Diệu đi nè. Ngọc Diệu xíu nữa chuyển khoản giùm chế nha cưng ơi. Xíu nữa chuyển khoản giùm chế nha. Chứ bây giờ không sửa được code nha em ơi. Không sửa code được. Rồi chờ chị chút xíu đi em ơi. Nói chung nó tùm lum á trời ơi. Rồi comment mã này là mã hoa trắng đi. Comment mã hoa trắng giùm mình nha. Size này nếu mà cao có thể là 65kg được á. Còn không là 60kg đi cho thoải mái. Nói chung cái 60kg độ về cho thoải mái nha mọi người nha. Chờ chị xíu đi Thi Võ ơi. Lên luôn em chọn màu luôn đi cưng ơi. Rồi lên đơn nha. Hôm nay chị sale rẻ như vậy. Chốt nó siêu đẹp luôn. Comment hoa trắng trời ơi đẹp dã man luôn, sang trọng kinh khủng luôn. Hoa trắng cho em chị khỏi lo rồi ok em. Khỏi lo mới cho đơn đi, chưa có chuyển khoản mà cho đơn đi đó. Là do khách quen á, ưu tiên với làm những cái chuyện chuyển khoản duyệt mới cho đơn đi. Còn này chưa chuyển khoản mà cho đơn đi mất tiêu rồi đó. Mà đơn đi là đơn đi cốt không đồng đó. Rồi hoa trắng cho Khoa Nguyên Văn rồi. Đẹp quá trời luôn. Trời ơi hoa nâu trời ơi xuất sắc luôn mọi người ơi. Hoa nâu đau lòng lắm luôn á. Thành nên là nhiều khi không có mạnh miệng được. Like không có lời, không có mạnh miệng. Like lỗ không mạnh miệng được nha. Đó là do là hồi nãy là còn ở trên like tuyên bố là hôm nay bán không lợi nhuận rồi còn lỗ nữa nè.
Đó, chứ còn không là phải like là cái này là bây giờ là về lại là 65k là ok hơn á. Mà giờ cái 55 thôi. Một bộ lỗ 10.000 nữa. 75 bây giờ đang lại 65 là được. Rồi hoa nâu cho Thi Võ. Đẹp không à? Thi Võ ơi đẹp lắm. Sướng lắm. Ai mà đòi bận đồ tôn rồi không bận được đồ khác đâu. Thật sự luôn. Trời ơi xanh giùm mình. Hoa xanh. Trời ơi đẹp lung linh luôn. Hoa xanh nha mọi người nha. 55k hồng mọi người được mùa mọi người chốt đi. Còn hả gì à, Vi Huyền á, Vi Huyền á chốt về bán tranh thủ đi chứ hả. Chị không có chốt giá này nữa đâu nha mọi người nha. Vài bữa nữa mình sẽ ngưng, mình sẽ like lại cái giá khác chứ không like cái giá 55.000 đâu nha. Lưu ý nếu mà khách cũ đã mua hàng của mình rồi là biết cái giá rồi. Tôn không bao giờ có giá rẻ. Tôn là giá là dao động cứ 75-79.000 thôi. Khi nào còn cái cùi sót là ít ít mình mới tặng nha mọi người. Còn cái này là hàng mới về, nó đều màu, nó đủ size, nó đẹp như vậy nè. Mà 55.000. Rồi xanh giùm mình đi. Trời ơi xuất sắc luôn mọi người ơi. Xuất con bò sắc luôn nha. Quá đẹp luôn. Kinh khủng. Rồi hoa xanh cho Vi Huyền. Đó cái Thi Võ là chùm mà mua đồ bò tôn của bên chị luôn á. Rồi ai chúc hồng lên hồng. Là biết cái giá của chị rồi. Hồng nha mọi người ơi. Hoa nâu cho Thi Võ rồi đúng không? Hoa nâu chút gì em? Chưa. Rồi hoa nâu cho Thi Võ. Rồi ai chúc hồng lên hồng nha mọi người ơi. Số 2 hết nha. Một cây số 2 là toàn bộ số 2. Xíu nữa lại lên số 1 nha. Hôm nay mà ai được mùa là tranh thủ chốt đi. Chứ không có giá này đâu. Quá đẹp luôn á. Xuất sắc luôn. Rồi hồng giùm mình. Chưa bao giờ mà ai mà bán được bộ tôn mà 55.000 đâu. Trời ơi, cái này nó đẹp. Rồi, ai chúc mã này comment mã nhiều màu giùm mình nè. Comment mã nhiều màu nè. Mã nhiều màu nha. Hoa xanh chút rồi đúng không? Rồi, hoa xanh rồi, mã nhiều màu. Không có ai lấy không à? Nhiều màu cho Vi Huyền. Ủa Bi hồi nãy đó coi Nguyên Văn chưa ra. Cái lá nó cũng chưa ra luôn rồi mà ta. Chết rồi coi tôi có lộn không vậy. Cái lá nó ra người ta chốt luôn rồi đó. Chết rồi. Coi tụi nó có rớt bill ra đó không. Lưu bộ lá đấy lại đi. Cái bộ lá này hồi nãy là ai chốt nè mọi người ơi. Bộ Bi là coi Nguyên Văn chốt lên. Coi Nguyên Văn ơi. Lên lại đi coi Nguyên Văn đưa cái gì được. Cái lá này hồi nãy ai chốt comment lại nè. Như là Thơ Võ, Thi Võ chốt lá này đúng không. Rồi ai chốt lá lên lá lại giùm mình nè. Cái size này size 1 ít nha mọi người nha. 50kg độ về nè. Nếu mà cao 55kg lá xanh của em hả. Của em lên lại giùm chị đi nè. Bây giờ chị nói là đã chốt rồi mà sao nằm đây nè. Hàng của chị cái nào chốt rồi chưa chốt là chị biết hết trơn à. Rồi coi Nguyên Văn đâu lên lại cái bi giùm chị đi nè. Rồi bây giờ con Nguyên Văn ok nè. Rồi lá của xanh trắng. Xanh trắng là bộ nào? Bộ nào mà xanh trắng nha cưng? Nếu có lên cái mã nào mã xanh trắng đâu? Không, không có mã xanh trắng. Thế chị có lên mã nào mã xanh trắng đâu em? Lá có ai lên không nè? Vi Huyền không chịu lên nè. Rồi ai chúc hoa lên hoa. Xe 2 đi lời nha mọi người nha. Rồi comment hoa xanh đây nè. Comment mã này mã hoa xanh đi. Cứ lên cái nhiều màu đó chị ra đơn chưa. Nhiều màu đó ra đơn chưa. Rồi lá đây ra lá đi. Rồi cái bi ra đơn rồi bỏ vô rồi phải không. Rồi nhiều màu cho Vi Huyền. Rồi hoa xanh nha mọi người nha. Ở ngoài nó đẹp lắm á. Nói chung là ở ngoài đẹp á. Rồi lên đơn. Rồi lên đơn nha. Siêu đẹp luôn á. Có à. Không nói xạo mất lọc luôn á. Sĩ đôi ôm cái lô này mà mình không giao đó. Mình để mình like mình lại tương tác á. Do biết sao nó về. Cái này có được 600 bộ thôi. 600 bộ thôi mà bây giờ sĩ nó đòi ôm hết 600 bộ. Mà nhiều khách của mình nhiều người hỏi quá. Mình mới để cho mọi người mà cuối cùng bây giờ để ra giá tặng không á. Hoa xanh giùm mình. Xanh trắng hai màu. Xanh dương trắng.
Tên Dương trắng chứ cái kiều á. Là cái màu này đúng không em? Màu này đúng không con Nguyên Văn ơi? Trời em chốt luôn cái đẹp biết sao, qua mẫu rồi mà quay lại chị không nhớ mẫu nào đâu ha. Cái này đúng không? Đúng ok nha. Đúng không? Đúng ok giùm chị nè nha. Đúng rồi, comment xanh giùm chị đi nè. Nếu mà đúng mẫu đây comment xanh giùm chị đi nha. Comment xanh. À vậy là cái này đúng không? Khoa Nguyên Văn có đơn rồi mẹ. Trời chị đọc rồi để ý nha. Cái này là có đơn rồi nè. Phải cái mã này không? Mã này là đã có đơn rồi đây nha. Đừng lên nữa. Lên nữa lộn xộn á. Đây đó em. Xanh lá chị chốt cái thi vợ. Chị kêu em lên đơn lại đi. Chứ bây giờ nó trôi comment rồi. Bây giờ đi tìm comment lại nữa là không có tìm comment ra. Chị kêu em comment lại. Em không chịu comment á. Chị tưởng em không lấy. Chị chốt cho thi vợ chứ sao. Chứ chị đâu có thấy em comment đâu. Comment lại giùm chị nha. Chị đọc comment lại giùm chị với. Rồi mã này mã hồng nè. Mã hồng nha. Ai chúc mã này lên mã hồng giùm mình nè. Trời ơi đẹp nè. Có một cái mã này đẹp lắm luôn. Rồi hồng nha mọi người nha. Ai chúc hồng lên hồng. Đẹp quá trời. Rồi hồng nha các tình yêu nha. Ai chúc hồng lên hồng. Trời ơi cái hoa này đẹp lắm. Share like đi mọi người ơi. Trời ơi đây nè. Nhanh tay cái này nè. Siêu đẹp luôn nha. Rồi ai chúc mã này comment mã hoa. Rồi mã này mã hoa đi mọi người. Ai chúc mã này lên mã hoa. Trời ơi đẹp chưa. Mã hoa nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn nè. Mã này siêu đẹp sang lắm. Màu này sang cực kỳ. Rồi mã hoa cho Vi Huyền. Tử Quỳnh 70kg chưa có size to nha Tử Quỳnh. Vậy là Tử Quỳnh hôm nay không biết bữa nay mới vô cái trang này đúng không. Vậy là hồi nãy em nhấn nút bên kia đúng không. Ok em qua đây hết đi. Rồi mã hoa cho Vi Huyền. Có 70kg nha nha Tử Quỳnh nha. Hả? Có chứ. Coi tới cọc nào 3x chị like cho. Chờ chị 70kg chờ chị chút xíu nha. Chị like cho. Chị like luôn cái cọc 2x này nè. Ai chọn thêm như chọn. Hoa thi vỏ sao rồi nha. Chúc cho Vi Huyền. Trời ơi mã này mẫu này mẫu khác đây nè mọi người ơi. Mẫu dính nè siêu dễ thương luôn nè. Cái này nó dính phía trước nè siêu đẹp luôn nha. Nói chung tone này nó dày bận sướng đẹp lắm. Dày nó rủ như dày này đẹp cực kỳ ha. Rồi ai chúc mã này comment hoa trắng như mình nè. Comment mã hoa trắng size 60kg độ về nha. 60kg độ về nha mọi người ơi. Ai muốn bận rộng rãi 50kg mọi người chốt được 50-55kg được luôn nha. Từ khoảng 50-60kg như mình. Comment mã hoa trắng. Hoa trắng mọi người ơi hoa trắng. Cái này hoa trắng nhưng mà hoa xanh đâu nha. Cái hoa nó màu trắng nè. Cái nền này xanh chứ không phải là hoa xanh. Thi vỏ là chốt hoa này đúng không? Thi vỏ chốt hoa nào vậy? Thi vỏ chốt hoa nào vậy? Tử Quỳnh chờ chị xíu chị like bát cho nha cưng nha. Chị có đồ dài luôn á. Kèm giá tiền chị luôn nha Thi vỏ ơi. Không có giá tiền chị không chốt đơn được nha. Trời ơi mấy này nó sang giả mang luôn. Comment mã sang giùm mình đi. Comment mã sang nha. Mã sang giùm mình nè. Ai chúc mã sang lên mã sang. Mã sang nha mọi người nha. Trời ơi cái mã này bận lên nó sang kinh khủng luôn. Rồi comment mã sang giùm mình. Rồi lên mã sang nha. Cái này ở ngoài cái bông của nó loang đẹp lắm. Bông loang đẹp lắm nha. Rồi cái này còn một đơn nữa nè. Cho cái này cho gì nè. Cho Vi Huyền đi nè. Rồi cho Vi Huyền nha. 50kg với bạn mấy ký nha. 50kg em chốt số 1 giùm chị nha. Xíu nữa chị lên số 1 cho em chốt nha. Tử Quỳnh ơi. Tử Quỳnh là khách cũ này đúng không cưng ơi. Tử Quỳnh này là bé bà chịu đúng không em. Rồi hoa cam giùm mình nè. Nè cái mã này nó dính phía trước siêu đẹp nha. Mọi cái nó mọi kiểu khác nhau nè nha mọi người nha. Rồi comment hoa cam giùm mình đi nè. Size số 2 nha. Size số 2 là 60kg độ về. 50-60kg ha. À chứ size số 2 lên size số 2. Ok em. Rồi size số 2 comment mã cam. Rồi chờ xíu lên số 1 cho em chút số 1 với số 3 là ok nha cưng nha. Chút số 1 với số 3 là ok. Nâu, ai chút mã hoa nâu lên mã hoa nâu. Hoa nâu nha mọi người nha. Ai chút hoa nâu lên hoa nâu. Trời ơi đẹp quá nè. Hoa nâu siêu đẹp luôn á.
quá sang luôn nha, hoa nâu giùm mình. Rồi mã sang cho Khôi Nguyên Văn. Mã sang là mã hồng là cái. Đúng rồi. Ôi giời ơi, đẹp chưa nè. Hoa xanh giùm mình. Cái này hoa cúc đi. Ai chúc mộng đây, comment mã hoa cúc giùm mình đi. Comment hoa cúc cho mọi người nha. Hoa cúc, hoa cúc. 60kg độ về là ok nha. Hoa cúc giùm mình nè. Lai lẹ nha. Lai lẹ mọi người chốt nha. Hoa cúc. Rồi ok, chờ xíu lên đùi. Hoa cúc cho Vi Huyền. Rồi ai chúc mã này lên mã hoa đỏ đi ha. Comment mã hoa đỏ giùm mình. Hoa đỏ nha mọi người, cái nào cũng sang hết trơn á, đẹp lắm. Hoa cúc. Đó, hoa cúc đó đó. Đúng rồi. Hoa đỏ nha, chúc mã này lên mã hoa đỏ nè. Hoa đỏ nha mọi người nha. Rồi cái này hoa nâu đi. Ai chúc mã này hoa nâu, cái nền cam nha, hoa nâu nè. Hoa nâu giùm mình nha, ai chúc hoa nâu lên hoa nâu. Hoa nâu. Hoa nâu nha mọi người. Hoa nâu bao đẹp luôn nè. Hoa nâu. Rồi cái này đẹp. Rồi hoa đỏ cho Thi Võ. Hoa nâu cho Thi Võ. Ai muốn lên giá tiền đó là tính 65k. Ráng chịu lỗ, ráng chịu nha. Rồi comment cây dừa. Trời ơi cây dừa xinh lung linh luôn. Trời ơi đẹp quá. Rồi mã cây dừa giùm mình. Comment mã cây dừa nha. Ai chúc mã cây dừa lên mã cây dừa. Mã cây dừa nha mọi người nha. Hoa đỏ là cái này đúng không? Đúng rồi. Hoa nâu là này. Rồi mã dừa nha. Cái cam nó có ai chúc cho ta? Hoa cam ai chúc chưa? Rồi hoa nâu, lên số điện thoại em chị luôn đi Tử Quỳnh ơi. Cái bên hệ thống này nó chưa có số điện thoại của em, lên số điện thoại giùm chị luôn nha. Cây dừa cho Tử Quỳnh nè. Lên số điện thoại giùm chị luôn đi cưng ơi. Tử Quỳnh lên số điện thoại em chị. Bữa nay chị về Bình Tân rồi, tại nên lên số điện thoại chị ship hàng cho em luôn nha, chứ không có qua nhà lấy được nha. Bên shop là dịch đó, tại nên chị nghỉ rồi. Chị về nhà rồi, tại cho nên là lên số điện thoại để chị ship hàng cho em rồi, ok em nè. Chờ chị chút xíu. Rồi cây dừa cho Tử Quỳnh. Bỏ hai cái vô luôn đi ca, bỏ hai cái mà luôn đó, hai miếng giấy vô luôn một cái. Làm công việc luôn chị ơi là sao? Tối like, có tối có like nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã nâu. Ai chúc mã này lên mã nâu nha mọi người nha. 60kg là vừa nha, 60kg đổ về là vừa hết nha. Mã nâu, trời ơi, vải đẹp dạ man luôn. Vải đẹp lắm, đã là mọi người mua cái này đã giá rẻ rồi mà vải đẹp hơn đợt trước nhiều. Thi Võ về coi cái này vải đẹp hơn đợt trước nhiều luôn á. Đợt trước á, vải nó không có ấy đẹp bằng cái này đâu. Rồi nâu, mã nâu. Mà nâu đẹp quá trời luôn. Nâu, nâu, nâu. Nâu đẹp lắm. Rồi, nè, ai chúc hồng lên hồng nha. Ai chúc hồng lên hồng. Ngoài nó đẹp hơn màu ở bên trong á. Mình ngồi là mình nhìn thấy cái bên ngoài nó đẹp hơn bên trong á. Rồi, nâu cho Tử Quỳnh. Rồi, hồng nha mọi người nha. Ai chúc hồng lên hồng. Hồng nha mọi người nha, hồng. Rồi, ở đây sang nè. Rồi ok em cứ đi công chuyện đi, tối chị like cho. Hên xui tối chị có like đồ tôn không biết. Rồi ai chúc mã này nè, lên mã sang giùm mình nè. Trời ơi mã đỉnh luôn nè, comment mã đỉnh nè, màu đẹp quá. Màu này tôn mà mấy màu này nó sang kinh khủng khiếp luôn. Comment mã đỉnh giùm mình nha, mã đỉnh giùm mình nè cho nó khỏi bị lộn. Lên mã đỉnh nha mọi người nha, trời ơi nó đẹp. Đẹp quá à. Rồi mã đỉnh nha mọi người nha, ai chúc mã này lên mã đỉnh quá đỉnh luôn. Cái màu này quá đỉnh luôn nha, mã đỉnh giùm mình nè. Mã đỉnh.
mấy cái tôn mà mấy màu đó là nhức cái nách luôn á. Rồi cho Ngô Thị Mến đi, tội nghiệp Ngô Thị Mến, tội men sang sao nhỉ, qua tới đỉnh. Ok Ngô Thị Mến nhiều vậy giờ đi bỏ nó đi, nhiều vậy đi bỏ. Rồi comment mã này, mã xanh đen giùm mình đi nè, comment mã xanh đen nha, xanh đen mấy màu này sang lắm mọi người ơi, nói chung là mấy tôn mày mấy màu này sang cực kỳ luôn á. Rồi ai chúc mã này lên mã xanh đen giùm mình nha, xanh đen, xanh đen, xanh đen. Rồi ai chúc mã này lên mã đỏ đô, mã đỏ đô nha, đỏ đô giùm mình, ai chúc đỏ đô lên đỏ đô, đỏ đô trắng có một em nè. Giờ lên tiếp số 1 nha mọi người ơi, rồi lên số 3 nha. Rồi lên tiếp số 1 đi, nó nhiều lắm, nhiều hàng lắm. Rồi ai chúc mã này lên mã trắng đi, mã trắng. Rồi mã trắng giùm mình nha, trắng kem nè, bao đẹp luôn nha, trắng kem mà hoa cam sang dạ mang cho nè, trắng kem mà hoa cam sang lắm. Rồi trắng cho Thi Võ nè. Rồi lên mấy bộ size 1X nha mọi người nha. Lên mấy bộ, cái này là có mấy bộ size số 2 nè. Sang quá. Rồi ai chúc cam lên cam. Cam này size số 2. Cam này có khoảng 50 thôi. Ô cái cam này nó bị bụi nè. Cam này bị dơ nè. Rồi cam dơ này mình tặng đây nè. Cam này nó treo nó hơi dơ. Cái quần thì mới tinh sạch đẹp luôn nè. Còn cái áo thì nó hơi bụi á. Nhưng mà bụi này mọi người giặt là ra ok hết nha. Ok nha. Rồi mã cam này mình tặng luôn 45k. Ô 35k đi. Mã cam dơ 35k giùm mình nha. Cam dơ 35. Bụi không phải là dơ nha. Cam này nó bị bụi á, tặng 35k nha. Cam bị bụi tặng 35k. Ai chúc cam lên cam. Cam 35. Cam 35 có 2 bộ. Coi cái bộ này có bụi không. Coi thử cái dơ mà nha mọi người nha. Cái cam này một bộ đó là dơ đó. Còn bộ này không dơ. Có một bộ dơ mọi người. Có một bộ đã treo mẫu hay dơ thôi. Còn bộ này không dơ. Bộ này 45k nè. Ai chúc bộ cam này lên 45k nè. Cái bộ kia nó dơ nhiều hơn. Bộ này nó dơ sơ thôi nha. 45k nhưng mà cái chất tôn là nó giặt nó dễ ra lắm. Nó bị bụi á, chứ không phải là dơ gì chứ á. Bị bụi nha. Bụi nhưng mà giặt là bảo đảm ra. Nếu không ra mọi người cứ gọi cho mình nha. Rồi dơ cho Thi Võ. Rồi cái này 45 này Ngô Thị Mến chốt bộ này đi. 45k đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn nha. 45k thôi. Đẹp quá trời. 45k. Quá đẹp. Cái này số 2 luôn ta. Rồi bộ này số 1 nha. Ai số 1 về chốt nè. Like xíu nữa nghỉ nha mọi người. Like tí nữa nghỉ rồi tối like nha mọi người nha. Tối là khui bao bơm luôn. Rồi cái này comment mã xanh giùm mình đi nè. Ai chúc mã này lên mã xanh nha. Mã xanh giùm mình nè. Ai chúc mã này lên mã xanh giúp mình. Xanh xanh nha mọi người nha. Lên mã xanh. Rồi ai chúc mã này lên mã hồng. Rồi xanh nha Thi Võ nè. Ai chúc mã hồng lên mã hồng nè. Rồi mã hồng nha mọi người nha. 55k mã hồng. Quá dễ thương luôn. Hồng 55k hồng. Hồng 55. Quá trời cưng luôn ha. Hồng 55k. Trời ơi cái này nó sang. Sang dạ mang luôn. Rồi size này size số 2. Rồi hồng cho Thi Võ. Size này size số 2 nha mọi người nha. Ai chúc mã này lên mã riêu đi. Trời ơi nó sang. Màu này sang kinh khủng luôn. Rồi ai chúc mã này lên mã riêu. Quá sang luôn. Cái mã riêu này sang lắm. Có quần dài để em 3 bộ. Có tay quần dài rồi. Rồi để chị coi thử nha. Sao ôm lên chị cũng thấy nè. Để chị coi thử. Rồi riêu cho Thi Võ.
Cô giải quyết mấy đơn kịp vấn đề cho chị. Gì? Sao hả? Càng ngày càng nhiều. Anh đù. Hồng như tí vỡ. Rồi bộ này size số 1 nha mọi người nha. Bộ này size số 1 có tay nè. Bộ này size số 1 có tay nha. 40 cho tới 50 kg nè. Ai chúc bộ này lên bộ xanh giùm mình nè. Comment bộ này mã 1 đi. Comment mã này mã 1 giùm mình nha. Mã 1. Mã 1 nha mọi người nha. Mã 1. Cứ đã dịch khó khăn rồi mà còn nó cứ không gọi điện được. Nó cứ hoàng về không à. Kêu nó là phải gọi cho khách đàng hoàng chứ chưa cái gì hết mà cứ đi hoàng về miết. Rồi ai chúc mã vàng, trời ơi vàng đẹp. Vàng đẹp nhất cái nách luôn, có tay nha mọi người nha. Vàng đẹp nhất nách luôn, size số 2 nè. Size số 2 nha, 60kg độ về nè. Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng nha. Ai chúc mã vàng lên mã vàng nhìn mình. Quá rẻ luôn. Rồi mã vàng nhìn mình. Đó điện thoại nè, xử lý gì xử lý đi. Nghỉ like điện thoại ông rồi. Chấm mày đi mọi người ơi, chấm chấm đi mọi người ơi. Like tí xíu thôi là nghỉ nha mọi người ơi. Xuống like tối like tiếp nha. Rồi ai chúc tím lên tím nè. Size tím này size số 1 luôn nha. Ai chúc tím lên mà tím size số 1. Tím size số 1. Rồi ok. A à, kêu kêu lên lấy cho mẹ mấy cọc size số 3 thôi. Mấy cọc size mấy trên L đi. Đây nó có một cọc đại rồi. Mã đỏ. Mã đỏ size này size 2XL nè. Trời ơi đẹp xỉu luôn nè. Trời ơi đẹp lắm. Đồ bộ tôn á. Rồi đỏ nha mọi người ơi. Một cọc size 3XL. Rồi mã đỏ. Đẹp sang lắm luôn á. Màu này ngoài sang lắm. Đẹp quá trời luôn á. Đẹp cực kỳ luôn nha mọi người nha. Đẹp lắm. Mình ngồi xa mọi người không có thấy rõ. Rất là đẹp luôn nha. Rồi đỏ cho Thi Võ luôn nè. Rồi hồng luôn nha mọi người nha. Ai chúc hồng lên hồng nè. Hồng nha mọi người nha. Hồng nè, hồng cực kỳ đẹp luôn. Size 2XL luôn nha. Hồng này size 2 đó nha. Có tay luôn nha. Cái này là mã có tay nè. À, như Vi Huyền chúc có tay đi nè. Ủa riêu chúc em không? Ủa riêu em chút sao mà sao chút em được. Chút cho Thi Võ rồi nha Vi Huyền. Riêu em chút sao rồi. Thi Võ chút trước mà riêu đó Thi Võ chút trước. Hả? Thi Võ. Đỏ. Đợi nó Thi Võ. Rồi còn bộ này size số 2 luôn. Rồi size số 2 luôn nha. Mấy mộ này màu nhìn nó sang quá trời. Rồi bộ này nó hơi dơ tặng 45k đi. Bộ này hơi dơ size số 2 nha. Comment dơ nhẹ tặng 45k nè. Dơ nhẹ tặng 45k nha mọi người nha. Rồi 45k bộ này 45k. Bộ dơ nhẹ 45. Rồi lên bộ đại nè. Lên bộ đại màu đẹp không nè. Bộ đại này 65k nha mọi người nha. Bộ đại là 65k nha. Ai mua đồ bộ tôn hay da rồi là biết nha. Bộ đại này siêu đẹp luôn á. Chốt 65k bộ đại nè. Bộ đại 65 nha. Rồi bộ đại này 70kg độ về giùm mình nha mọi người nha. 70-72kg độ về tùy theo chiều cao nha. Cái này nó size nó to à. Quá trời quá đất này nó đẹp nè. Rồi comment mã này mã đại giùm mình nè. Mã đại. Rồi dơ cho Thi Võ nè. Hồ dơ đâu ta? Đây. Hồ dơ nè. Rồi mã đỏ cho cái màu nó sang. Nhất cái nách luôn. Cái màu nó đẹp dã man luôn nha. Đẹp lắm. Rồi bộ đại này 65k giùm mình nha mọi người nha. Bộ đại 65k. Trời ơi đẹp kinh khủng luôn á. Không bao giờ có tôn mà giá này đâu nha các tình yêu nha. Mọi người mua sỉ cũng chưa có giá này nữa đó ha. Siêu đẹp luôn nha bộ đại nè. Ai chúc bộ đại lên bộ đại nha mọi người nha. Bộ đại này là 70kg. 70-72kg độ về. Rồi comment mã đại giùm mình nè. 70-72kg độ về nè. Trời ơi đại toàn màu đẹp không à. Trời ơi bộ đại màu đẹp xỉu. Để đại này bỏ riêng nha ca. Đừng bỏ chung nha. Đây nè cho hết cái đó qua riêng này. Chút là cái này ship riêng.
Rồi ai chúng ta comment cam nè. Cam nha mọi người nha. Ai chúc mã này lên mã cam. Cam 65k giùm mình nha. Chưa bao giờ bán giá này đâu. Thật sự luôn á, tôi làm có bán giá này đâu nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn nha. Sao? Bơm về rồi đúng không? Quá hay luôn, quá giỏi luôn. Ông bây giờ kiểm tra nhiêu đó mà kiểm tra hoài. Rồi cam cho Tử Quỳnh. Cam là bộ nào vậy? Này cam là bộ này đúng không? Là cam cho Tử Quỳnh nè. Rồi màu đẹp không mà, màu đẹp xuất sắc luôn á. Rồi bộ này mã VIP cho mình nè, comment mã VIP. Comment mã VIP nha mọi người, trời nó sang dã man luôn. Rồi comment mã VIP nha, hàng hàng xuất nè. Rồi đúng luôn, mã VIP nha mọi người nha, ai chúc mã này lên mã VIP cho mình. 65k nó rẻ bèo luôn á. Rồi mã VIP cho Tử Quỳnh, trời đẹp lắm cái hàng hàng xuất nè. Trời xịn ra luôn á. Rồi mã VIP cho Tử Quỳnh. Rồi mã VIP cho Tử Quỳnh. Trời ơi toàn đẹp không à. Hàng đại giá nó mắc hơn á, thành nên nó đẹp không à. Đẹp nhiều. Đẹp hơn lô trước nhiều nha. Toàn xuất thôi nè, nè. Đưa cho Thi Võ coi nè nha. Cho Thi Võ là khách quen, khách chuyên mua hàng tôn của bên mình đây nè. Đây nè. Đợt trước nó đâu có mấy cái hàng này đâu. Hàng này hàng xuất nè nha. Hàng này hàng xuất nó đẹp lắm. Cái này ai tranh thủ chốt đi. Cái này là có đúng một cây một thôi. Đẹp dã man, đẹp xuất sắc luôn á. Cây này đẹp xuất sắc. 65k mọi người mua hả? Đáng gấp mấy lần cái đồng tiền, cái giá tiền của mọi người luôn á. Này đẹp xuất sắc. Chấm bài này mọi người ơi. Trời ơi đẹp dã man luôn. Cái này là nhờ Tử Quỳnh nó vô thành nên mới hút cái ra cái cọc này lên like. Trời ơi. Comment mã hoa đi. Comment mã này hoa. Trời ơi nó sang dã man, ở ngoài nó đẹp hơn luôn á. Mình mở ra mình phê luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi mã hoa. Mã hoa cái tình yêu ơi đẹp xuất sắc. Ủa mà viết chút chưa? Rồi mã hoa nha mọi người nha. Ai chúc mã hoa lên mã hoa. Bao sang cho mọi người luôn nha. Tay bèo siêu dễ thương luôn nha. Trời ơi nó đẹp. Ở ngoài đẹp lắm luôn á mọi người nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi mã hoa cho Thi Võ nè. Trời đẹp lắm Thi Võ ơi. Cái này xuất sắc luôn á. Cái này là toàn hàng xuất sắc thôi. Hoa em có một bộ à. Đó. Nè, nè, nè. Mới vừa like xong rồi vừa thả ra. Mỗi cái nó có một bộ một à mọi người ơi. Mỗi cái nó có một bộ một à. Không có hai bộ đâu. Rồi ai chúc mã này lên mã tím. Trời ơi quá xuất sắc luôn. Rồi mã tím nha. 70kg là dư vừa thoải mái cho mọi người luôn. To như vậy nè. Nè hàng này hàng đại nó đẹp chưa đại nè. Rồi ai chúc mã này lên mã tím cho mình đây nè. Ngoài nó đẹp, màu nó đẹp lắm. Chắc cái này phải đưa sát cho mọi người nhìn. Quá này đẹp lắm. Rồi lên mã tím nha mọi người nha. Mã tím cho mình. Phơm này phơm chuẩn luôn á. Mã tím cho mình. Mã tím cho mọi người nha. Rồi tím cho Vi Huyền. Tím em có một bộ à mọi người. Cố gắng chốt nha. Em thứ một có một bộ một thôi. Không có nhiều bộ đâu. Rồi hoa nâu. Hoa nâu. Trời ơi màu nó đẹp như vậy nè. Hàng này hàng xuất nha mọi người ơi. Mình báo cáo với mọi người là hàng này hàng chuẩn xịn xốp nha. Xuất nha. Đây nha. Mọi khi là gì à, Thi Võ mua là chỉ mua được hàng đó, hàng ấy thôi. Còn hàng này chuẩn xuất luôn nè. Nói chung á là mình trong nghề mình nắm được cái cọc hàng nào ra là mình biết hàng nào hàng đẹp, hàng nào hàng bình thường. Nói chung cái kia là hai da nhưng mà cũng ok. Cái này nó còn ok, nó còn tiếp hơn nhiều. Đáng lẽ cái này phải like lại 79k mà giờ chốt cái 65k này đây nè. Quá đẹp luôn, quá chuẩn luôn ha. Quá rẻ luôn. Nâu trời ơi quá đẹp luôn á, xịn lắm. Rồi nâu. Rồi nâu cho chị Phương Võ. Phương nha gì? Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nha. Toàn hàng đẹp thôi à. Ai mà không chốt mà để mà ruột con nào cũng uổng con đó luôn á. Này không có hàng. Nè. Hoa đỏ nè mọi người ơi. Hoa đỏ. Size này size đại nha em nha. Size đại hoa đỏ giùm mình. Hoa đỏ nha mọi người nha. Hoa đỏ trời ơi đẹp lắm. Đây nè toàn bộ nha đây nè. Nếu mà ai mà mua hàng mà hàng xịn rồi thì mọi người biết hàng này chuẩn xuất luôn nha. Hàng này xuất chứ không hàng ở đây nha. Đây nè. Tan nó còn nằm ở bên trong này. Mọi người mua hàng không bao giờ có cái tan nằm trong này đâu. Đồ bộ tôn là không bao giờ có. Chứ có hàng xuất mới có thôi. Hàng xuất em nắm lên là biết hàng xuất ngay và liền luôn. Siêu đẹp luôn.
hoa đỏ nha mọi người nha. Size to nha mọi người ơi, nghe rõ là size to nha. Size này phải 70kg nha. Nếu cao có thể hơn 70kg luôn á nha. Còn mà vừa vừa tấp vóc người là 70kg, còn không cao là tới 75kg cũng vừa luôn á, đẹp lắm. Rồi đỏ cho chị Phương Nguyễn nè. Đẹp lắm chị ơi. Ai mà bán là lấy cái này về bán là bao phê luôn á. Vừa bán trăm mấy sướng luôn. Rồi comment mã này mã nâu giùm em nè. Ai chúc mã này lên mã nâu nha. Ai lên mã nâu giùm em nè. Trời ơi, nó sang dạ mang luôn. Cái này màu ở ngoài nó còn đẹp hơn. Màu ở ngoài nó còn đẹp hơn nha mọi người nha. Ai chúc nâu lên nâu giùm em. 70kg là dư vừa thoải mái nha. Cứ like từ từ như vậy mọi người dễ chọn, mọi người nhìn kỹ hàng. Chứ còn em like nhanh em like lẹ lắm. Em thảy em like lẹ lắm. Nhưng mà cái này cho mọi người nhìn cho nó kỹ ha. Rồi nâu là Tử Quỳnh. Quá đẹp luôn á. Hai da nha. Cái tone là tone hai da cho mọi người nha. Mát là khỏi phải bàn luôn ha. Tone hai da nha. Hai da mà hàng xuất là thôi ok luôn. Tone mọi người khó mua được hàng xuất lắm. Rồi ai chúng ta comment xanh giùm em nè. Ở ngoài nó đẹp hơn. Cái xanh nè, chúc mã này lên mã xanh nè, ngoài đẹp hơn nha, xanh giùm em. Trời ơi, nó to tới gấp đôi hai người của mình luôn nè, trời ơi, đẹp lắm nha. Nó gần gấp đôi người của mình luôn á. Chứ gấp đôi chứ gần gì, gấp đôi luôn á. Rồi xanh nha mọi người nha, chúc xanh lên xanh đẹp. Xanh đẹp xuất sắc luôn á. Rồi mã xanh nha mọi người nha, chúc xanh lên xanh. Đẹp ghê. Ủa đỏ nó chút rồi mà. À đỏ nó còn bộ, ok. Ai chúc xanh lên xanh nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã 2 giùm mình nè. Trời ơi đẹp quá. Mã 2. Mã 2 nha tình yêu nha. Rồi mã 2 giùm mình. Trời ơi màu nó đẹp mọi người, thấy rõ không mọi người? Thấy rõ không mọi người ơi? Nó đẹp như vậy nè. Tôn là tôn hai da, nhìn nó sang kinh khủng khiếp luôn nè. Rồi mã 2 giúp mình, ai chúc mã 2 lên mã 2, trời ơi, đẹp xuất sắc. To dạ man luôn. Rồi mã 2. Rồi mã 2 nó xoan. Rồi mã 2 cho Tử Quỳnh. Tử Quỳnh lên thông tin địa chỉ chứ khỏi phải gọi điện cho em luôn. Đủ đơn chị đi đơn cho em luôn, khỏi gọi điện nha Tử Quỳnh nha. Lên luôn thông tin địa chỉ em chị luôn đi cũng được. Do khách là khách nè. À, kiểu như là khách uy tín là mình khỏi cần gọi. Nói chung là ok, đủ đơn cho đơn đi, siêu đẹp. Rồi ai chúc mã này comment mã đen. Comment mã đen nha. Bộ cuối cho em nha chị. Rồi mã đen, mã đen. Trời ơi đẹp quá à. Mã đen trời ơi nó sang. Đẹp nhất cái nách luôn á. Siêu đẹp luôn nha. Mã đen giùm mình. Rồi ok em. Ship phải gọi cho em trước chứ. Mã đen chị Phương Nguyễn nè. Ship gọi cho em trước á cưng. Bỏ vô Tử Quỳnh đi. Bỏ vô địa chỉ Tử Quỳnh đi. Mai gọi gọi. Em lấy cái này đúng không? Mai tính tiền đơn chị chuyển khoản. Đi đơn chị nha. Dạ ok chị Văn Lê nha. Tối nay em lên hàng bơm nữa. Nói chung tối nay em lên nhiều lắm. Hàng thì về bao la nhiều lắm. Nhiều cực kỳ luôn. Cái em lấy mã này đúng không Vy? Rồi ok nè, rồi lên đơn chị đi. Lên đơn 65k giùm chị đi. Rồi nghỉ nha mọi người ơi, nghỉ tối like tiếp nha. Hay là em like mấy cái này em tặng tặng. Bây giờ còn ai đâu nữa, tặng hết rồi rồi. Tối em like. Đây nha mọi người nha. Ok chưa nè, lẹ tay nè. Lẹ tay để chị nghỉ ra đơn nè. Rồi ok, cam đi. Cam cho Vy Huyền ok em. Ủa cái đó có đơn rồi mà. Bao nè. Ok nha, nghỉ bye bye mọi người nha. Tối nha mọi người. Tối xả bơm nha, banh nóc luôn nha mọi người nha. Chơi banh nóc nhà luôn ha. Tối xả chơi banh nóc cho mọi người luôn. Ok, bye bye. Ăn cơm ăn nước đi rồi, chuẩn bị chiến nha mọi người nha.